Linh hồn báo mộng. Hỏi: Kính thưa Thầy, trong thời gian từ lúc mới chết đến 49 ngày, người trong nhà thường hay nằm mộng thấy người chết về. Vậy có phải linh hồn người chết về báo mộng hay không? Đáp: Trong nhà có người mới chết, không những 49 ngày, mà còn nói rằng có thể đến mãn tang 2 năm, vẫn còn nằm mộng thấy người chết. Đó không phải linh hồn về báo mộng, mà chính tưởng ấm của người thân trong gia đình. Vì tình cảm thương nhớ người mất, nên tưởng ấm xuất hiện giấc mộng để gặp người thân, chứ không có linh hồn nào cả. Giấc mộng do tưởng thức hoạt động mà thành. Nó thể hiện tình cảm tâm lý và sự ước ao của người sống đối với người chết. Người thân thương nhớ người quá cố thì nằm mơ thấy người chết về. Ước muốn thì sẽ nằm mộng, thấy thành tựu điều ao ước như trúng vé số, hoặc giao cảm nằm mộng, thấy sự việc hay tai nạn xảy đến đều có đúng như thật. Đó là tưởng giao cảm biến thành mộng báo trước, trực giác qua mộng. Còn các loại trực giác khác như trực giác qua thân, máy mắt, hồi hộp tim đập, trực giác qua tâm, tâm lo lắng nghĩ ngợi. Nói về mộng thì quý Phật tử đừng nghĩ rằng có linh hồn người chết, mà hãy biết đó là tưởng thức tự tạo ra bối cảnh theo tâm lý tình cảm của con người rồi nó tự hiện. Chủ khách đều là nó cả. Trong thân ngũ uẩn, nó là tưởng uẩn. Còn gọi về thức thì nó gọi là tưởng thức. Còn gọi về dục thì nó gọi là tưởng dục. Còn gọi về vô minh thì nó được gọi là vô minh tưởng. Và gọi về trí tuệ thì nó gọi là tưởng tuệ. Còn gọi về tri kiến thì nó gọi là tưởng kiến. Còn gọi về tri thì nó gọi là tưởng tri. Tạo điều thiện giúp người chết. Hỏi: Kính thưa Thầy, khi trong nhà có người chết, mọi người đều làm điều thiện cố hồi hướng cho người chết để được siêu thoát. Thưa Thầy, như vậy người chết có được siêu thoát không? Đáp: Theo luật nhân quả, ai làm thiện sẽ hưởng được phước, chứ không thể người khác làm thiện mà mình được hưởng phước. Được phước như vậy là không công bằng. Vì công bằng thì phải tự người nào làm điều thiện thì người đó hưởng. Nên Đức Phật dạy: Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay cho các con được. Lời dạy như vậy tức là đứng trên đạo lý công bằng. Mọi người muốn thoát khổ thì phải tự mình làm điều thiện, chứ không ai làm điều thiện giúp mình được. Như các Phật tử đã biết, vì làm điều ác mà tâm mình phải khổ, còn người khác làm điều thiện mà tâm mình hết khổ sao được. Chỉ có tự mình làm điều thiện thì tâm mình mới hết khổ. Cho nên, có làm điều thiện để hồi hướng cho người chết, thì người chết vẫn thọ khổ, mà người sống làm điều thiện thì người sống hưởng, còn người chết thì không hưởng gì cả. Đức Phật dạy, trên con đường giải thoát ấy, phải độc lộ, độc trình, không ai đi thế cho ai được. Cũng như cha mẹ đau, đứa con có thương cha mẹ cách gì cũng không đau thế cho cha mẹ được. Ngược lại, cha mẹ cũng vậy, dù thương con cách mấy, cũng không thay thế sự đau khổ của con được. Đó là định luật công bằng của nhân quả, mà không ai có thể chuyển hóa nghiệp của kẻ khác được. Chiếc áo không che được mắt thánh. Hỏi: Kính thưa Thầy, lúc sống không tu tập trau dồi thiện pháp, không sửa tâm tánh những thói hư tật xấu, sống không nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, luôn luôn tạo khổ cho mình và cho người khác. Đến khi chết, mặc áo lục thù, áo hải hội, có tác dụng gì không? Đáp: Kinh sách Đại Thừa thường soạn viết ra những điều phi đạo đức, sống làm điều ác, gian tham, tật đố, háo danh, tham của cải, tài sản, đủ mọi mánh khóe, thủ đoạn, giết người, cướp của, hại mạng chúng sanh, chẳng chút lòng lành, chẳng biết thương xót ai hết, chỉ biết có mình là trên hết. Đến khi chết chỉ cần mặc áo lục thù hoặc áo hải hội, đi xuống Diêm Đình, không ai bắt tội. Vì quỷ sứ, ngưu đầu, mã diện, ngục tốt đều biết đó là đệ tử của Đức Phật, nên dị tình tha thứ. Đó là một hình thức trong muôn ngàn hình thức lừa đảo, lường gạt tín đồ của kinh sách Đại Thừa. Đối với những người còn nhẹ dạ, non lòng, trình độ hiểu biết còn thấp kém, chịu ảnh hưởng sâu nặng những phong tục tập quán lâu đời, nó đã biến thành thói quen, nên có hữu sự chuyện gì thì cứ theo lời dạy trong kinh sách đó mà làm, chẳng dám ném bỏ. Nhưng dù có biết sai chăng nữa, nếu không làm thì chịu không được, hoặc sợ mọi người lên án hay chê cười bất hiếu, không thông kinh sách thánh hiền. Đạo đức nhân quả là một đạo luật rất công bằng và công lý. Giả thuyết, nếu Đức Phật có làm những tội ác mà đã đi xuống địa ngục, dù có mặc 100 chiếc y, 25 điều, thì luật nhân quả cũng sẽ không tha tội ông, vẫn hành tội đúng như những người khác làm tội ác mà không có chút nào thiên vị. Cho nên, các cư sĩ đừng nghe theo kinh sách Đại Thừa, rồi chừng đó sẽ hối hận, ăn năn không kịp. Đừng lấy giải thưa che mắt thánh, đừng lấy chiếc áo đạo mà che giấu luật nhân quả. Hãy sống đúng luật nhân quả, đừng làm khổ mình, khổ người, thì dù có sống trong cảnh giới nào thì cũng được an vui, hạnh phúc. Có chết đi về cõi nào thì cũng là cõi cực lạc thiên đàng, chẳng bao giờ biết sợ đọa địa ngục mà chẳng cận tử nghiệp. Vừa rồi chúng tôi được đọc một cuốn sách tựa đề Sự sống sau khi chết. Đọc xong cuốn sách này, nếu người nào không tu tập theo giáo lý nguyên thủy của Đạo Phật và không có chứng nghiệm Pháp hướng tâm, thì chắc chắn phải tin rằng có thế giới siêu hình. Toàn bộ cuốn sách, tác giả đã lượm lặt những mẩu chuyện cận tử nghiệp. Tác giả này chưa bao giờ tìm hiểu Phật giáo, và nếu bây giờ có tìm hiểu và nghiên cứu Phật giáo, thì ông ta vẫn hiểu lầm lạc, vì một đám mây mù của giáo Pháp Đại Thừa đã che phủ và lấp kín lời dạy của Đức Phật. Những mẩu chuyện cận tử nghiệp của bao nhiêu người lâm sàng trên giường bệnh, trong bệnh viện, đều cho đó là trạng thái của cuộc sống sau khi chết. Họ đâu biết rằng, trong thân tứ đại này, khi con người còn sống thì có cả hai thế giới hữu hình và vô hình. Nhưng khi thân tứ đại này chết, thì cả hai thế giới đều diệt. Khi thân này còn sống, cái gì hoạt động trong thế giới hữu hình và cái gì hoạt động trong thế giới vô hình? Khi còn sống, con người hoạt động trong thế giới hữu hình bằng sắc thức. Sắc thức gồm có 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Còn hoạt động trong thế giới vô hình thì chỉ bằng tưởng thức. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sống, làm mọi việc, thì ý thức điều khiển hoạt động do ý căn, tức là bộ óc và thần kinh. Khi ý thức ngưng hoạt động, giống như người đang ngủ, thì tưởng thức hoạt động, sinh ra giấc mộng, hay gọi là chiêm bao, cũng do ý căn, bộ óc và hệ thần kinh. Cho nên, nếu một người bị bệnh tim, gan, phèo, phổi, vân vân, khi một trong những bộ phận đó ngưng hoạt động, người bệnh được xem như chết, nhưng thực sự chưa chết hẳn. Ý thức ngưng hoạt động, hơi thở dừng, tim không đập, nhưng hệ thần kinh tưởng còn hoạt động, tức là tưởng thức hoạt động, hay là còn chiêm bao. Giấc chiêm bao đó mọi người gọi là cận tử nghiệp. Thông thường trong cuộc sống, họ ưa thích làm những điều thiện, điều ác, đi chùa, đi nhà thờ, cúng bái, tụng niệm, ngồi thiền, ước vọng được sanh lên thiên đàng gặp Chúa, được vãng sanh về cực lạc Tây Phương, gặp Đức Phật A-di-đà, được thấy hào quang, ánh sáng của chư thiên, chư Phật, Bồ Tát, vân vân. Đó là những người được theo các tôn giáo và được giáo pháp của các tôn giáo ghi những ấn tượng vào đầu óc của họ bằng những hình ảnh Chúa, Phật, ánh sáng, hào quang, hoa sen, thì cận tử nghiệp của họ sẽ thể hiện giấc mộng y như hình ảnh đó. Lợi dụng cận tử nghiệp, Tịnh Độ Tông sử dụng hộ niệm để giúp người sắp chết thực hiện giấc mộng trực giảng Tây Phương. Tịnh Độ Tông nghĩ rằng nghiệp cuối cùng, hay là cận tử nghiệp, có thể thực hiện được những ước ao và ý nguyện của con người lúc còn sống. Đó là về phần của những người có tôn giáo. Còn những người không tôn giáo thì cận tử nghiệp thực hiện giấc mộng theo tâm ham muốn danh lợi, thương yêu, mến tiếc, giận hờn, tức tối, thù hận, căm ghét, la hét, sợ hãi, vân vân. Đó là những điều làm ác. Ngược lại, làm thiện thì cũng thấy cảnh vui tươi, hoan hỷ, sung sướng, vân vân. Vì huân tập thành thói quen hay là nghiệp lực, lúc sắp chết, tưởng thức hoạt động tựa như giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao chỉ có 6 thức ngưng hoạt động, còn toàn bộ cơ thể đều hoạt động bình thường. Người sắp chết cũng ở trong trường hợp này. 6 thức ngưng hoạt động là do một tạng phủ nào bị hư hoại, không hoạt động được, chứ không giống như người ngủ chiêm bao. Khi tưởng thức hoạt động, người ta thấy mình xuất hồn ra khỏi thân và thấy thân đang nằm trên giường bệnh. Các y bác sĩ đang làm hô hấp cứu chữa. Lúc bấy giờ, duyên năm uẩn chưa phân ly nên tưởng thức hoạt động. Bệnh nhân như nằm mộng thấy hào quang, ánh sáng, chư thiên thần, chư tiên, chư Phật, chư Bồ Tát, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Quỷ Sứ, Ngưu Đầu, Mã Diện, Vua Diêm La, vân vân. Nhờ hô hấp cứu chữa của y bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại, giống như một giấc mộng, và kể lại cho người thân nghe và cho rằng chắc chắn có sự sống sau khi chết. Con người không ngờ đó là một hình bóng do tâm ước muốn mà tưởng thức thể hiện qua giấc mộng. Nếu thật sự năm duyên ngũ uẩn phân ly tan rã thì chẳng còn gì là của ta nữa hết, chỉ còn lưu lại nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi cũng theo vô minh, tương ưng với vô minh theo hành động nhân quả của kẻ khác mà tái sanh luân hồi kiếp khác. Cứ mãi mãi như vậy, trôi lăn trong dòng nước nghiệp muôn kiếp muôn đời. Tóm lại, con người từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả và chết trở về nhân quả. Chẳng có thế giới siêu hình, chẳng có đấng tạo hóa nào cả, chẳng ai sanh ra chúng ta cả, và cũng chẳng có ai ban phước giáng họa cho ta được. Nếu chính chúng ta biết dừng dòng nước nghiệp thì tất cả tai nạn, bệnh tật, đau khổ và sự tái sanh luân hồi đều chấm dứt. Tại sao người chết phải đậy mặt? Hỏi: Kính thưa Thầy, trong lúc nhà có người chết, tại sao lại phải phủ mặt? Theo con nghĩ, khi người chết, có người mặt trắng, có người mặt xám, có người mặt vàng khè. Như thế, tướng trạng của gương mặt thay đổi theo nhân quả của từng người, phải không thưa Thầy? Cho nên phải đậy mặt lại để cho người sống đỡ sợ hãi, phải không thưa Thầy? Đáp: Theo phong tục của dân tộc Việt Nam, khi có người chết đều có tục lệ đậy mặt. Nhưng sách phong tục tập quán Việt Nam do Toàn Ánh biên soạn cũng không nói đến tục lệ đậy mặt người chết. Trong kinh sách Phật giáo cũng không có dạy điều này, nhưng có dạy về cận tử nghiệp, tức là nghiệp lực trước khi chết. Khi một người vừa tắt thở, các duyên trong thân ngũ uẩn chưa phân tán, tức là chưa hoại diệt. Lúc bấy giờ, họ đang trải qua một giấc mộng. Giấc mộng đó báo cho biết đây là nghiệp cuối cùng của họ trong kiếp này chuyển sang kiếp mới. Giấc mộng đó cũng thể hiện một nghiệp lực do huân tập nhân quả trải dài thời gian của một kiếp con người. Chính nghiệp lực này đưa người ấy tiếp tục tái sanh kiếp mới của con người khi giấc mộng này vừa tan biến. Giấc mộng này vừa tan thì thân tứ đại cũng vừa dừng hẳn, nghĩa là thân tứ đại này không còn phục hồi lại được nữa. Trong thời gian nằm mộng thì gương mặt người chết biểu lộ qua màu sắc hoặc những nếp nhăn cao có, hung dữ hoặc hân hoan, vui mừng, hiền lành, vân vân. Đúng như con đã nghĩ, người chết có khi mặt trắng bạch, có khi vàng khè hoặc có khi xám xịt, vân vân, rồi trở lại bình thường giống như người đang ngủ. Không phải chỉ có sự thay đổi màu sắc và nếp nhăn, mà còn nhiều tướng trạng hiện trên gương mặt ghê sợ như trợn trừng mắt, há hốc miệng, miếm chặt môi, cắn răng như giận dữ hoặc le lưỡi, hoặc nói lặp bập trong miệng, có khi cười, có khi khóc, có khi gương mặt biểu lộ ra sự sợ hãi, cũng có khi gương mặt biểu lộ ra sự hân hoan, vui mừng. Và cuối cùng, giấc mộng cận tử nghiệp tan biến thì gương mặt kia trở lại bình thường như người đang ngủ. Nên tục lệ đậy mặt người chết có lẽ để cho người sống đỡ sợ. Vậy xin những bậc trí giả, các bậc trưởng lão cao niên hiểu và biết rõ phong tục tập quán này xin mách dùm, chớ trong giáo lý của đạo Phật không có dạy điều này. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn trước. Tại sao phải trói buộc tay chân người chết? Hỏi: Kính thưa Thầy, tại sao người chết phải buộc tay chân vào hai bả vai? Đáp: Theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, có rất nhiều truyền thống mê tín dị đoan kỳ lạ theo từng vùng địa phương. Đây cũng là một phong tục tập quán ở miền Bắc cũng như ở miền Nam. Khi nhà của người chết thì người ta nhốt mèo lại hết. Những ông bà xưa dạy, khi trong nhà của người chết không cột tay chân vào bả vai thì sẽ bị quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng tức là những linh hồn người chết oan ức, chết bất đắc dĩ, chết tức tối, chết không kịp trăn trối gì cả. Những linh hồn người này không đi đầu thai được, sống vất dưỡng theo đình, theo miếu, theo cây cao bóng mát. Thấy người nào hạp với họ thì bắt bệnh đau. Thấy người nào chết mà hơ hỏng không chịu cột tay chân thì nhập vào, khiến cho thầy ma bật dậy chạy điên khùng. Đụng vào người nào thì người đó cũng chết theo. Khi đụng như vậy, dù vào người hay cây cối thì cây ma cũng bật té chết trở lại. Do đó người ta sợ trường hợp này xảy ra nên mới cột tay chân vào bả vai để tránh trước tai họa cho gia đình và những người khác. Trong miền Nam, khi nhà của người chết, người ta không cột tay chân người chết lại mà lại nhốt mèo, vì trong những con mèo sẽ có con mèo gọi là linh miêu. Nếu con mèo này nhảy ngang qua thây người chết thì thây ma đứng dậy chạy và đụng ai thì người ấy chết. Cho nên có người chết trong nhà đều nhốt mèo lại hết. Bây giờ không còn tục lệ đó nữa. Trong kinh sách nguyên thủy của Phật giáo không có dạy những điều này. Thường dạy làm những điều thiện, tránh xa những điều ác và đập phá những điều mê tín dị đoan, nhất là xóa bỏ thế giới tưởng siêu hình, hoàn toàn không chấp nhận. Cho nên những gì mê tín dị đoan do các phong tục truyền thống của dân gian có tính cách mơ hồ, trừu tượng, không thực tế thì Đức Phật nhẹ nhàng uốn nắn. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, ta phải nương theo trí tuệ Phật, quán chiếu cái gì đúng, cái gì sai để lần lượt dẹp bỏ, cho cuộc sống bớt rườm rà và phiền toái. Vì những tục lệ không lợi ích thiết thực, nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta càng vô minh và càng lạc hậu hơn. Nếu cuộc đời còn chấp nhận những điều mê tín lạc hậu, còn mang đầy ắp những truyền thống của tổ tiên mơ hồ, trừu tượng, có tính cách vô lý mà không chịu dứt bỏ, vẫn cứ mang cõng trên vai, trên cổ mãi, không chịu bỏ xuống, thì quả là người đó quá u mê, vô minh và lạc hậu, không tiến bộ theo kịp thời đại khoa học đang hiện đại hóa cuộc sống loài người. Thầy tụng. Hỏi: Kính thưa Thầy, các cư sĩ tại gia ngày nay học hỏi kinh sách Đại Thừa dạy về tán tụng, cúng bái làm Bồ Tát hạnh. Các vị ấy tự xem mình tài giỏi hơn ai hết, hơn cả các thầy ở trong chùa nữa. Thưa Thầy, như vậy có đúng không? Đáp: Đại Thừa chế ra Bồ Tát giới để cho hàng cư sĩ thọ giới Bồ Tát, làm việc từ thiện, giúp mọi người cúng bái tế lễ. Đó là một hình thức của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo chia người Bà La Môn làm 3 giai đoạn. 1. Bà La Môn giáo còn nhỏ thì phải học tập thông suốt kinh điển cúng bái, tế lễ. Đây là giai đoạn học tập. 2. Bà La Môn giáo trung niên, chuyên cúng bái, tế lễ, sống ăn mặc như người thế tục, giống như cư sĩ bây giờ, gọi là phạm chí. Đây là giai đoạn làm từ thiện, tức là Bồ Tát hạnh. 3. Bà La Môn giáo tuổi già, bỏ nhà cửa, gia đình thân quyến, xuất gia đi tu, nhưng đầu không có cạo. Đây là giai đoạn tu hành của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ tụng niệm, cúng tế, làm Bồ Tát hạnh là Bà La Môn tụng niệm. Cho nên hình thức tổ chức của Đại Thừa là của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ hành nghề cúng tế niệm tụng là một Bà La Môn. Họ không phải là một người tu, mà là một người bình thường như thế tục, chỉ hơn người khác là có đọc kinh sách Vệ Đà và các nghi thức cúng tế, thọ giới Bồ Tát, rồi tự xưng mình là Bồ Tát. Giới Bồ Tát cũng tự họ đặt ra, nên bản chất ngã mạn tự kiêu của họ rất lớn. Những người này ta không nên trách, vì họ là cư sĩ Bà La Môn chứ không phải cư sĩ đạo Phật. Đáng trách là trách quý vị từ kheo đầu cạo, mặc pháp y mà đi làm chuyện mê tín gạt người khác. Chứ còn các vị cư sĩ Bà La Môn này, họ hành nghề của họ, ta không nên trách họ làm gì. Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi. Hỏi: Kính thưa Thầy, lúc cha mẹ còn sống không phụng dưỡng, đến khi cha mẹ chết làm ma chay thật to để lấy tiếng ở đời, thì có nghĩa lý gì phải không, thưa Thầy? Đáp: Lúc cha mẹ còn sống phải lo phụng dưỡng để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Lúc cha mẹ chết chỉ là ma chay đơn giản, giữ gìn sự im lặng trong những ngày mất mẹ, mất cha, nhớ đến công lao mẹ cha lo làm lụng vất vả, nuôi con lớn khôn nên người hữu dụng cho xã hội. Công ơn ấy rất lớn, không thể lấy gì sánh được. Cha mẹ chết mà làm ma chay linh đình là báo hiếu hình thức. Làm như thế là để che mắt thế gian. Đạo Phật dạy chúng ta làm những điều chân thật, sống thích trầm lặng đơn giản, thiểu dục tri túc. Chết thì an táng đơn giản rồi đem đốt, không cần quan quách sang trọng, không cần nhạc lễ, cúng bái tụng niệm. Chỉ cần giữ vệ sinh chung, đừng để ô nhiễm môi trường sống. Vì thân tứ đại do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Chết thì đất, nước, gió, lửa trở về đất, nước, gió, lửa. Đức Phật nhìn thân tứ đại là một pháp vô thường, bất tịnh, không có gì đáng quý và lưu giữ, nên khi chết đem đốt bỏ. Nên Phật và các đệ tử của Ngài khi chết đem thiêu đốt bỏ. Trong khi ấy, các nhà Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản khi chết tìm mọi cách để lại nhục thân. Có lần về thăm miền Bắc, chúng tôi có đến thăm nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Đó là hai bộ xác khô. Phật giáo Tây Tạng muốn giữ xác thân phải bỏ ruột gan rồi ướp xác chết bằng thuốc. Trung Quốc và Việt Nam thì lại ướp xác bằng chất thuốc đặc biệt bởi không có nước. Gần đây Trung Quốc và Việt Nam khai quật một nhà mồ và đã nhận được rất nhiều nhục thân toàn là cung nữ, quan chức, vua chúa như trong báo Nguyệt Sang Giác Ngộ số 35, Di ấn Phật giáo trong nền văn hóa mộ táng cổ ở Nhật. Năm 1963-1965, vô tình các nhà khảo cổ đã khai quật được xác ướp của vua Lê Vũ Tông từ thời Lê Trịnh. Xác còn nguyên như vua còn đang an tịnh giấc nồng. Huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, ở nhà máy thuốc lá, vô tình đào được hai cái xác của hai vũ nữ đời nhà Lê. Xác ướp của bà Phan Thị Tuyên Châu, vợ Thượng thư Trụ Quốc Đặng Đình Tướng thời Lê Trịnh ở Phủ Lý, Hà Nam vào năm 1968. Tại xóm Củi, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã khai quật lăng mộ bà Nguyễn Thị. Thi thể còn nguyên vẹn, thậm chí còn rất đẹp, cơ bắp còn co duỗi được. Nhiều lít nước được các nhà y học truyền vào cơ thể bà, vẫn hết dưới da thịt, tưởng như bà đang ở bệnh viện. Gần đây, như xác ướp Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẹn như nằm ngủ. Chúng tôi đi đến đám tang vị bí thư tỉnh Tây Ninh. Xác được tẩm liệm trong một quan tài bằng kính. Từ khi chết đến giờ phút đi an táng, xác vẫn như người ngủ, không thấy hôi thối sình trương, chảy nước vàng như các đám tang của dân sự. Qua những nhục thân của quan, vua và các thiền sư để lại, thì chúng tôi có một xác định rõ ràng. Nếu một vị thiền sư muốn giữ xác thân của mình mà không cần phải ướp thuốc, thì thiền sư ấy phải nhập diệt thọ tưởng định. Từ trường của diệt thọ tưởng định bảo vệ thân xác, không có một vật gì xâm thực phá hoại cơ thể được, nên xương cốt và da thịt luôn luôn tươi như người còn đang sống, chứ không phải bộ xương khô. Báo chí có đăng tin bên Đài Loan, người ta đã khai quật mộ của một vị sư được an táng trong một cái lọ và cơ thể còn nguyên vẹn, không phải là bộ xương khô như nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Qua báo chí tin tức đài, chúng tôi có nhận được nhiều tin tức về nhục thân. Đến khi xem các bộ nhục thân này, chúng tôi chẳng thấy có từ trường thiền định nào xung quanh nhục thân ấy. Do đó, chúng tôi xác định những nhục thân này được để lại có nhiều cách ướp xác, hoặc để khô giữ không nước, gió, thâm thực thì cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Tóm lại, Đạo Phật nhìn cơ thể con người là một hộp duyên không có thật, bất tịnh và uế trượt, nên chết là thiêu đốt, không có giữ lại, không coi nó là một vật quý. Vì thế khi Đức Phật và các đệ tử của Ngài tịch đều thiêu đốt, không có vị nào để lại nhục thân. Huyền thoại Ngài Ca Diếp ôm Y Bác vào núi Kê Túc nhập diệt thọ tưởng định, để chờ Đức Phật Di Lặc ra đời trao Y Bác cho. Đó là một câu chuyện bịa đặt của các tổ sau này. Đức Phật nhìn các pháp trong thế gian này là vô thường, nên Ngài đâu có cần gì mà trao Y Bác, chỉ có Di Chúc, nên lấy giới luật và giáo pháp làm thầy mà tu hành. Đời người khổ là vì luôn chấp mọi thứ, chấp thân, chấp tâm, chấp pháp, để mà chịu khổ với sự lòng chấp đó. Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi. Từ những sự việc đó, Phật giáo Đại Thừa triển khai phần lấy vải thưa che mắt, cho nên có những bài tán tụng ma chay như ngày nay chúng ta đã thấy. Sự lừa đảo này chỉ gạt những người vô minh, chứ những người đã am hiểu Phật giáo chân chánh thì không gạt được. Hầu hết lối tụng niệm ma chay của Đại Thừa đều là lối lừa đảo, che mắt thế gian, chứ chẳng có ích lợi gì, mà làm cho người sống hao tổn tiền của và vất vả trong những ma chay cúng tế. Cầu mà chẳng có gì thì lấy cái gì mà siêu? Thấu rõ được như vậy mới thấy Phật giáo Đại Thừa là một giáo pháp vay mượn của một tôn giáo và phong tục con người để thỏa mãn sự ngu si của con người đang sống trong thế giới tưởng siêu hình. Chết là sự nối tiếp của luật nhân quả. Hỏi: Kính thưa Thầy, bên kia cõi chết, tử thần đã cướp đi người bạn đời của con. Hiện nay đời sống bỗng trở nên vô vị, cuộc đời đầy tẻ nhạt, chán chường, hạnh phúc đã mất đi không bao giờ trở lại. Người ấy đã đi xa đi mất, số phận duyên nợ chỉ có thế thôi. Nhưng có lúc con cầu mong cho họ được bình an, nhưng con lại thấy có cái gì không ổn đối với họ. Thân tứ đại này có phải là đất, nước, gió, lửa, hợp lại rồi tan đi? Đó là số phận phải không thưa Thầy? Xin Thầy chỉ cho con biết. Đáp: Không có sự sống sau khi chết, mà chỉ có sự nối tiếp của luật nhân quả. Với trí hữu hạn của con người, không thể hiểu thấu được sự tiếp nối của định luật nhân quả luân hồi, nên thấy có sanh và có tử. Sự thực sanh tử là một diễn biến của luật nhân quả, xác định sự vô thường của các pháp trong thế gian này. Các pháp trong thế gian này đều chịu luật vô thường, sanh diệt của nhân quả. Vì thế, không có pháp nào trong thế gian này ra khỏi sự chi phối của luật nhân quả, nên các pháp thường sanh diệt theo chu kỳ tuần tự của định luật, và mỗi pháp phải chịu sự biến dịch. Người bạn đời của con gặp nhau trong duyên nhân quả để trả vay. Giờ hạ huyệt. Hỏi: Kính bạch Thầy, khi linh cữu đưa ra khỏi nhà, vào lúc hạ huyệt có phải xem giờ không thưa Thầy? Người mới chết có cần phải cúng cơm 49 ngày mới thôi không thưa Thầy? Đáp: Theo sự mê tín lạc hậu của những người xưa thường sống trong tưởng thức, nên dễ bị ảnh hưởng của sách vở mê tín phi đạo đức của nền văn minh Trung Quốc, cho nên xem giờ tốt xấu rồi mới được chôn cất để không ảnh hưởng xấu đến con cháu sau. Không bao giờ có diêm dương bắt nạt, có ngục tốt la hét mắng chửi, nạt nộ, hành hạ vân vân. Thời đại khoa học hiện đại, sự hiểu biết quá rõ ràng, đâu còn mê tín lạc hậu như những ngày xưa. Chết mà còn mặc những chiếc áo như vậy chẳng có tác dụng gì cả, chỉ là một trò cười lố bịch cho thiên hạ. Bị kinh sách mê tín lừa đảo mà không biết, thật là ngu si hết chỗ nói. Nói thế, chứ tin hay không tin là tùy quý vị. Chúng tôi chẳng có quyền và chẳng có trách nhiệm gì cả trong vấn đề mê tín dị đoan. Mất tiền, mất của là mất của quý vị, chứ chúng tôi chẳng có hao tốn gì cả. Ở đây nói là để cùng nhau suy ngẫm cuộc sống con người, đâu đúng, đâu sai, đâu tà, đâu chánh, đâu thật, đâu giả, vân vân, để cho mọi người sống an vui hạnh phúc, không làm khổ mình khổ người. Đó là tâm nguyện của chúng tôi. Kinh Kỳ Cầu và Điệp Phái. Hỏi: Kính bạch Thầy, người tín đồ Phật giáo nào hay đi chùa được cho một quyển Kinh Kỳ Cầu nhỏ bằng bao thuốc lá, để khi chết bỏ vào túi áo mang theo. Khi gặp quỷ sứ tra xét, đưa cuốn kinh này ra, quỷ sứ biết đó là đệ tử của Phật, không tra xét và không buộc tội. Người nào đến chùa được làm lễ quy y Tam Bảo thì được phát cho lá phái hay tờ điệp. Khi chết, một tờ đem thiêu đốt cháy thành tro than, đem bỏ xuống giếng hoặc mang ra sông bỏ. Một tờ xếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết. Một tờ xếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết mang đi. Làm như vậy có đúng không thưa Thầy? Mong Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Điệp phái quy y Tam Bảo là do Phật giáo bị phân chia ra làm nhiều bộ phái. Các tổ mới biết số người theo Phật giáo bao nhiêu, nên lập ra điệp phái. Khi truyền giáo từ Trung Quốc sang Việt Nam, các tổ Đại Thừa biến tờ điệp phái thành loại giấy thông hành cho người chết. Khi xuống địa ngục, nhờ những tờ điệp phái này mà vua Diêm Vương cùng quỷ sứ giảm khinh tội trạng và sớm được đầu thai. Nếu ai không có giấy này thì không được giảm tội, và có thể ở tù chung thân không được đi đầu thai. Đây cũng là một sự lừa đảo, lường gạt của các nhà sư Đại Thừa để lôi cuốn người khác theo tôn giáo mình. Cũng như thời Pháp thuộc cai trị ở Việt Nam, người dân bản xứ nào được giấy tờ nhập Pháp cấp, nhập quốc tịch Pháp thì hưởng mọi quyền lợi và không bị bắt bớ tù tội. Cho nên người nào được làm lễ quy y Tam Bảo là được nhập quốc tịch Thích Ca, và quỷ sứ vua Diêm Vương không hành phạt. Thật là một điều bất công phi đạo lý. Sống trên dương gian chuyên làm điều ác, chỉ cần có giấy điệp phái của các thầy Đại Thừa hay Phật cấp cho là khỏi bị tù tội. Các nhà Đại Thừa đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín, chuyên lừa đảo lường gạt người khác bằng những điều mê tín lạc hậu phi đạo đức. Trong khi Đức Phật xác định, kẻ nào giết hại chúng sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu sẽ bị đọa địa ngục. Thế mà các nhà Đại Thừa đi ngược lại lời dạy của Đức Phật là một điều gian xảo. Chỉ cần có giấy chứng điệp là thoát tội địa ngục. Các nhà Đại Thừa lại còn dạy rằng khi trẻ con mới sanh đem vào chùa quy y Phật sẽ không bị tà ma quỷ quái bắt làm cho đau bệnh, hay hoặc trẻ mới sanh đem đến chùa quy y Phật sẽ được mạnh giỏi và không bị đau ốm nhờ chư Phật phù hộ cho mạnh giỏi. Trên đây là những điều mê tín mà quý thầy trong các chùa thường dạy tín đồ như vậy để thu hút tín đồ thường đến chùa cúng bái. Chỉ cần dạy bảo những điều mê tín đó là các thầy chẳng tu hành gì, ngồi không mà ăn, ngồi trong mát ăn bát vàng. Khoảng 10 năm gần đây có xuất hiện một loại kinh nhỏ bằng gói thuốc hút có tên là Kinh Kỳ Cầu. Trong Kinh Kỳ Cầu dạy, nếu có quỷ sứ hay vua Diêm Vương tra hỏi thì đưa Kinh Kỳ Cầu ra liền mới không bị tra hỏi và được đi tái sanh không xa địa ngục. Mạng chung số thác quỷ sứ hỏi cầu, đã có kỳ cầu. Diêm Vương tra hỏi, đứng lại mà nói, đã có kỳ cầu. Trang 2, trang 3. Đó là một loại mê tín phi đạo đức. Nếu làm tội lỗi, tức là làm ác, thì chỉ có làm việc thiện mới chuyển hóa được, để thoát khỏi cảnh khổ hay là cảnh địa ngục, chứ không phải có kỳ cầu là tiêu tai thoát nạn. Thật là những tà giáo Đại Thừa bày nhiều điều phi đạo đức. Kinh Kỳ Cầu là một loại kinh tà giáo ngoại đạo, mượn danh Phật Pháp để lừa đảo tín đồ Phật giáo làm việc mê tín lạc hậu. Kinh Kỳ Cầu giống như giấy thông hành của giặc Pháp, cấp cho những người dân bản xứ trong vùng chúng đã chiếm trong thời chiến tranh. Trong kinh này còn dạy, nếu ai có kinh này thì chư Phật mới biết mà cứu độ. Chẳng có kỳ cầu, Phật mới biết đâu, lâm chung cứu độ. Trang 9. Đúng là một loại kinh tà giáo. Chỉ cần cuốn kinh, chứ không phải cần tấm lòng giải thoát. Trong khi ấy, Đức Phật dạy phải ly dục, ly ác pháp thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tịnh độ hay là cực lạc. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Kinh Pháp Cú. Tự tịnh kỳ ý tức là tâm ly dục, ly ác pháp, tức là tịnh độ hay cực lạc hiện tiền. Làm ác thì phải chịu tội, thọ khổ, thọ tai ương, chứ không có ai cứu mình được. Phải dứt trừ làm các điều ác, thường làm các điều thiện thì vạn tội tiêu trừ, chứ đâu phải tụng kinh mà được vạn tội tiêu trừ. Tụng kinh kỳ cầu, vạn tội tiêu thiên. Trang 4. Họ còn nói, cần mang theo trong người để đi đường, đều có thần nhân ủng hộ lúc sống cũng như khi chết. Bỏ kinh vào ngực áo người chết. Kinh bỏ túi áo để mà hộ thân, đi xa về gần, tiên thần ủng hộ. Trang 15. Đến ngày lâm chung, con cháu có lòng, bỏ vào trong ngực, thiên trừ tống thực, Phật độ về Tây. Trang 15. Đấy là những giọng lừa đảo, dối gạt người, khiến cho những người ngu si mê muội tin tưởng. Tóm lại, từ tờ điệp phái biến thành bùa hộ mạng trị bệnh trẻ con, đến giấy thông hành đi đường là một sự lừa đảo của giáo pháp Đại Thừa mà trong các chùa hướng dẫn Phật tử. Đây là giáo dục tín đồ mê tín lạc hậu để dễ bề móc tiền một cách công khai mà pháp luật nhà nước không bắt tội cướp giật tài sản công dân. Làm điều ác tâm còn đầy đủ tham sân si, nếu được về Tây Phương thì Tây Phương không còn là cực lạc mà là địa ngục, vì bọn người này sẽ về đó trộm cắp lung tung. Kinh này viết ra chỉ gạt người vô minh, người còn lạc hậu, mê tín, chứ làm sao gạt những người tu sĩ chân chánh đệ tử của Phật được. Tại sao vậy? Tại vì toàn bộ đệ tử của Phật được dạy về đạo đức nhân quả, nên không có một giáo pháp mê tín nào lường gạt được. Chỉ có những người chưa học đạo đức nhân quả thì dễ bị kẻ khác lừa đảo. Là một tín đồ Phật giáo, chúng tôi rất đau lòng khi gặp những cuốn kinh này mạo danh Phật giáo, dạy dân gian làm những điều phi đạo đức. Cuối cùng, các con hãy cảnh giác. Tờ điệp phái là một giấy chứng thật các con đã quy y theo Phật, chứ không phải là bùa hộ mệnh và cũng không phải là giấy thông hành. Đó là cách thức lừa đảo của quý thầy Đại Thừa. Các con nên nhớ, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, tức là không cần phải giấy tờ chứng điệp gì hết. Nếu lòng của các con hướng về Phật, Pháp, Tăng để tìm đường thoát khổ của cuộc đời, thì khi thực hành với tất cả tâm thành, các con sẽ thấy sự giải thoát thật sự. Đó là các con đã quy y Phật, Pháp, Tăng rồi. Đời sau người ta muốn kiểm tra xem số tín đồ Phật giáo đã quy y được bao nhiêu mới bày ra điệp pháp. Tuần Thất hỏi: Kính bạch thầy, khi nhà có người chết, trong chùa quý thầy dạy làm tuần thất cho đến 7 thất, tức là 49 ngày, thường tụng kinh Địa Tạng Vương. Vậy thưa thầy, có lợi ích gì cho người chết và những người còn sống trong gia đình không, thưa thầy? Đáp: Xưa Đức Phật đã không chấp nhận thế giới siêu hình, thì làm gì có linh hồn người chết mà cầu siêu làm tuần thất tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Vương là một loại kinh mê tín của Đại Thừa giáo, do các tổ biên soạn ra dựa theo sự mê tín của những người dân còn lạc hậu, tin rằng người chết có linh hồn, nên kinh này đặt ra Bồ Tát Địa Tạng xuống địa ngục giải cứu những linh hồn tội lỗi. Nếu ai tụng kinh này và cúng bái tế lễ, sẽ được Ngài Địa Tạng cứu khổ, thoát khỏi vòng lao lý của địa ngục. Khi người mới chết, linh hồn được quỷ sứ bắt về hành tội. Do lúc ông bà ở trên dương thế làm điều ác đức, nên chết xuống địa ngục, bị hành xử đủ mọi cực hình. Nên khi trong nhà có người chết, phải đến nhờ quý thầy Đại Thừa đến tụng kinh cầu siêu, mà thường là đem kinh Địa Tạng Vương ra tụng, để cầu Ngài cứu họ thoát cảnh địa ngục. Mỗi thất đều có cúng dâng lên hương hoa, trà quả, cùng những thực phẩm bánh trái, cơm canh cúng chư Phật, và cầu Ngài Địa Tạng xuống địa ngục giải cứu. Suốt trong 49 ngày được cúng bái như vậy, thì vong linh người chết sẽ khỏi tội đi tái sanh. Làm như kinh sách Đại Thừa dạy như vậy là một điều phi đạo đức. Nhờ có làm tuần và tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày mà tiêu tội ư? Tức là trong 49 ngày, những người thân còn sống rước thầy tụng kinh và mua lễ vật cúng bái, đây là hành động phi đạo đức. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổ Nguyện dạy: Như có người nào sắp mạng chung, hành thân quyến trong nhà, nếu có vay trả. Khi vay trả xong, thì phải theo định luật nhân quả tiếp tục trả vay sự việc khác. Con không thấu hiểu điều đó, nên tạo thêm nhân quả thương nhớ rằng rịch và trói buộc. Không phải trói buộc với nhân quả của người đã mất, mà trói buộc với nhân quả tương ưng. Lòng thương nhớ của con sẽ gặp nhân quả tương ứng với lòng thương nhớ đó để mà trả vay, vay trả. Còn nhân quả kia, tức là người bạn đời của con, đã trả vay xong thì không còn tương ưng với con nữa. Cho nên, con quá vô minh và điên đảo, đã thương nhớ một nhân quả, để rồi phải gặt lấy một nhân quả khác đang trói buộc, kiết sử. Để kiếp sống đời đời chẳng bao giờ thoát ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi. Con muốn tu hành giải thoát, thì hãy đoạn dứt sợi dây kiết sử này. Sợi dây kiết sử này là con đường tiếp tục sanh tử luân hồi đầy đau khổ mãi mãi. Tình cảm của con người là một sợi dây rất khó bứt. Nếu không thấu suốt được luật nhân quả, thì không bao giờ đoạn sạch được ái kiết sử. Người tu theo đạo Phật thấy ái kiết sử như một con rắn độc. Nó từng đem đến nọc độc khổ đau cho loài người. Con là một con người đang bị nọc độc của ái kiết sử. Một người vợ khóc chồng, một người chồng thương vợ là ái kiết sử. Một người mẹ thương con, một người con thương mẹ là ái kiết sử. Nói chung, tất cả các tình cảm thương yêu nhau là ái kiết sử. Người nào đã bi lụy vì tình cảm yêu thương ấy, trong đạo Phật gọi là đã bị nọc độc rắn nhân quả cắn. Kẻ nào đoạn đứt đường nọc độc này là kẻ đó làm chủ rắn độc nhân quả. Nếu không làm chủ được nhân quả, thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ bị nọc độc rắn nhân quả, làm cho ta sống trong cảnh khổ đau, triền miên bất tận. Con cần phải thấu suốt luật nhân quả để không còn buồn khổ vô ích. Trong luật nhân quả, khi một người mất đi thì chỉ còn nghiệp lực của nhân quả tiếp tục tái sanh luân hồi, và người bạn đời của con đâu còn cái gì gọi là người bạn của con. Thế nên, sự thương nhớ của con chỉ là nhớ lại một hình bóng ảo tưởng của con mà thôi. Cũng như hiện giờ, trong kiếp sống này con có bao giờ nghĩ đến thương người bạn đời trong kiếp quá khứ của mình chăng? Chắc điều đó không bao giờ có, phải không con? Cũng như người bạn đời của con đã chết, thì trong kiếp khác họ đâu có còn nhân quả để mà nhớ đến con nữa. Trong họ chỉ biết kiếp hiện tại của họ mà thôi. Cũng như con bây giờ cũng vậy, chỉ có vô minh điên dại đi khóc nhân quả. Nhân quả có nghĩa lý gì đâu. Nó là những hành động của con rắn độc ái kiết sử. Nó đã làm khổ loài người trên hành tinh này, khiến cho nước mắt của con người còn nhiều hơn nước biển. Trên hành tinh này, duy nhất chỉ có đạo Phật mới dạy con người về lý nhân quả. Không có một giáo phái nào mà dạy chúng ta làm chủ như vậy được. Con đủ phước duyên tu tập, hãy dứt sạch ái kiết sử đó đi. Đừng thương vai khóc mướn nhân quả, chẳng có ích gì mà tự con đã làm khổ lấy mình. Triệu Linh tiếp Linh hỏi: Kính thưa Thầy, lúc lâm chung, theo chúng con nghĩ vong linh vẫn còn trong nhà. Khi mời Thầy cúng đến làm lễ phải triệu vong, tiếp vong rồi mới tụng kinh. Như vậy có đúng không thưa Thầy? Đáp: Theo đạo Phật, khi một người chết, tức là thân tứ đại tan rã. Mà thân tứ đại tan rã thì thân ngũ uẩn không còn sót một thứ gì, nghĩa là tất cả đều hoại diệt sạch. Không có vong linh và thần thức nào còn, chỉ còn lại nghiệp lực của các hành động thiện, ác và nghiệp lực tiếp tục tái sanh luân hồi. Cho nên, đối với đạo Phật, không có triệu linh và tiếp linh, vì có linh đâu mà triệu và tiếp. Cái không có người ta tưởng ra cho có, thì đó là mù quáng vô minh. Người Phật tử không nên nghe theo lời dạy vô minh này. Tất cả thế giới hữu hình có con người và vạn vật, cỏ, cây, đất, đá, núi, sông, dưới đôi mắt của Đức Phật chỉ là những hình ảnh huyễn giả, những cảnh tưởng tri không có thật, thì cái thế giới vô hình làm sao có thật được mà cầu, mà cúng, mà triệu linh tiếp linh. Nếu thế gian này có thật thì phải có một vật hằng còn, nhưng dòng lịch sử của loài người chưa chứng minh có một vật gì hằng còn, tất cả đều hoại diệt theo thời gian. Linh hồn báo mộng hỏi: Kính thưa Thầy, trong thời gian từ lúc mới chết đến 49 ngày, người trong nhà thường hay nằm mộng thấy người chết về. Vậy có phải linh hồn người chết về báo mộng hay không? Đáp: Trong nhà có người mới chết, không những 49 ngày, mà còn nói rằng có thể đến mãn tang 2 năm, vẫn còn nằm mộng thấy người chết. Đó không phải linh hồn về báo mộng, mà chính tưởng ấm của người thân trong gia đình. Vì tình cảm thương nhớ người mất, nên tưởng ấm xuất hiện giấc mộng để gặp người thân, chứ không có linh hồn nào cả. Giấc mộng do tưởng thức hoạt động mà thành. Nó thể hiện tình cảm tâm lý và sự ước ao của người sống đối với người chết. Người thân thương nhớ người quá cố thì nằm mơ thấy người chết về. Ước muốn thì sẽ nằm mộng, thấy thành tựu điều ao ước như trúng vé số, hoặc giao cảm nằm mộng, thấy sự việc hay tai nạn xảy đến đều có đúng như thật. Đó là tưởng giao cảm biến thành mộng báo trước, trực giác qua mộng. Còn các loại trực giác khác như trực giác qua thân, máy mắt, hồi hộp tim đập, trực giác qua tâm, tâm lo lắng nghĩ ngợi. Nói về mộng thì quý Phật tử đừng nghĩ rằng có linh hồn người chết, mà hãy biết đó là tưởng thức tự tạo ra bối cảnh theo tâm lý tình cảm của con người rồi nó tự hiện. Chủ khách đều là nó cả. Trong thân ngũ uẩn, nó là tưởng uẩn. Còn gọi về thức thì nó gọi là tưởng thức. Còn gọi về dục thì nó gọi là tưởng dục. Còn gọi về vô minh thì nó được gọi là vô minh tưởng. Và gọi về trí tuệ thì nó gọi là tưởng tuệ. Còn gọi về tri kiến thì nó gọi là tưởng kiến. Còn gọi về tri thì nó gọi là tưởng tri. Tạo điều thiện giúp người chết. Hỏi: Kính thưa Thầy, khi trong nhà có người chết, mọi người đều làm điều thiện cố hồi hướng cho người chết để được siêu thoát. Thưa Thầy, như vậy người chết có được siêu thoát không? Đáp: Theo luật nhân quả, ai làm thiện sẽ hưởng được phước, chứ không thể người khác làm thiện mà mình được hưởng phước. Được phước như vậy là không công bằng. Vì công bằng thì phải tự người nào làm điều thiện thì người đó hưởng. Nên Đức Phật dạy: Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay cho các con được. Lời dạy như vậy tức là đứng trên đạo lý công bằng. Mọi người muốn thoát khổ thì phải tự mình làm điều thiện, chứ không ai làm điều thiện giúp mình được. Như các Phật tử đã biết, vì làm điều ác mà tâm mình phải khổ, còn người khác làm điều thiện mà tâm mình hết khổ sao được. Chỉ có tự mình làm điều thiện thì tâm mình mới hết khổ. Cho nên, có làm điều thiện để hồi hướng cho người chết, thì người chết vẫn thọ khổ, mà người sống làm điều thiện thì người sống hưởng, còn người chết thì không hưởng gì cả. Đức Phật dạy, trên con đường giải thoát ấy, phải độc lộ, độc trình, không ai đi thế cho ai được. Cũng như cha mẹ đau, đứa con có thương cha mẹ cách gì cũng không đau thế cho cha mẹ được. Ngược lại, cha mẹ cũng vậy, dù thương con cách mấy cũng không thay thế sự đau khổ của con được. Đó là định luật công bằng của nhân quả, mà không ai có thể chuyển hóa nghiệp của kẻ khác được. Chiếc áo không che được mắt thánh. Hỏi: Kính thưa Thầy, lúc sống không tu tập trau dồi thiện pháp, không sửa tâm tánh những thói hư tật xấu, sống không nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, luôn luôn tạo khổ cho mình và cho người khác. Đến khi chết, mặc áo lục thù, áo hải hội, có tác dụng gì không? Đáp: Kinh sách Đại Thừa thường soạn viết ra những điều phi đạo đức, sống làm điều ác, gian tham, tật đố, háo danh, tham của cải, tài sản, đủ mọi mánh khóe, thủ đoạn, giết người, cướp của, hại mạng chúng sanh, chẳng chút lòng lành, chẳng biết thương xót ai hết, chỉ biết có mình là trên hết. Đến khi chết chỉ cần mặc áo lục thù hoặc áo hải hội, đi xuống Diêm Đình, không ai bắt tội. Vì quỷ sứ, ngưu đầu, mã diện, ngục tốt đều biết đó là đệ tử của Đức Phật, nên dị tình tha thứ. Đó là một hình thức trong muôn ngàn hình thức lừa đảo, lường gạt tín đồ của kinh sách Đại Thừa. Đối với những người còn nhẹ dạ, non lòng, trình độ hiểu biết còn thấp kém, chịu ảnh hưởng sâu nặng những phong tục tập quán lâu đời, nó đã biến thành thói quen, nên có hữu sự chuyện gì thì cứ theo lời dạy trong kinh sách đó mà làm, chẳng dám ném bỏ. Nhưng dù có biết sai chăng nữa, nếu không làm thì chịu không được, hoặc sợ mọi người lên án hay chê cười bất hiếu, không thông kinh sách thánh hiền. Đạo đức nhân quả là một đạo luật rất công bằng và công lý. Giả thuyết, nếu Đức Phật có làm những tội ác mà đã đi xuống địa ngục, dù có mặc 100 chiếc y, 25 điều, thì luật nhân quả cũng sẽ không tha tội ông, vẫn hành tội đúng như những người khác làm tội ác mà không có chút nào thiên vị. Cho nên, các cư sĩ đừng nghe theo kinh sách Đại Thừa, rồi chừng đó sẽ hối hận, ăn năn không kịp. Đừng lấy giải thưa che mắt thánh, đừng lấy chiếc áo đạo mà che giấu luật nhân quả. Hãy sống đúng luật nhân quả, đừng làm khổ mình, khổ người, thì dù có sống trong cảnh giới nào thì cũng được an vui, hạnh phúc. Có chết đi về cõi nào thì cũng là cõi cực lạc thiên đàng, chẳng bao giờ biết sợ đọa địa ngục mà chẳng cận tử nghiệp. Vừa rồi chúng tôi được đọc một cuốn sách tựa đề Sự sống sau khi chết. Đọc xong cuốn sách này, nếu người nào không tu tập theo giáo lý nguyên thủy của Đạo Phật và không có chứng nghiệm pháp hướng tâm thì chắc chắn phải tin rằng có thế giới siêu hình. Toàn bộ cuốn sách, tác giả đã lượm lặt những mẩu chuyện cận tử nghiệp. Tác giả này chưa bao giờ tìm hiểu Phật giáo, và nếu bây giờ có tìm hiểu và nghiên cứu Phật giáo thì ông ta vẫn hiểu lầm lạc, vì một đám mây mù của giáo pháp Đại Thừa đã che phủ và lấp kín lời dạy của Đức Phật. Những mẩu chuyện cận tử nghiệp của bao nhiêu người lâm sàng trên giường bệnh, trong bệnh viện, đều cho đó là trạng thái của cuộc sống sau khi chết. Họ đâu biết rằng, trong thân tứ đại này, khi con người còn sống thì có cả hai thế giới hữu hình và vô hình. nhưng khi thân tứ đại này chết, thì cả hai thế giới đều diệt. Khi thân này còn sống, cái gì hoạt động trong thế giới hữu hình và cái gì hoạt động trong thế giới vô hình? Khi còn sống, con người hoạt động trong thế giới hữu hình bằng sắc thức. Sắc thức gồm có 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Còn hoạt động trong thế giới vô hình thì chỉ bằng tưởng thức. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sống, làm mọi việc, thì ý thức điều khiển hoạt động do ý căn, tức là bộ óc và thần kinh. Khi ý thức ngưng hoạt động, giống như người đang ngủ, thì tưởng thức hoạt động sinh ra giấc mộng, hay gọi là chiêm bao, cũng do ý căn, bộ óc và hệ thần kinh. Cho nên, nếu một người bị bệnh tim, gan, phèo, phổi, vân vân, khi một trong những bộ phận đó ngưng hoạt động, người bệnh được xem như chết, nhưng thực sự chưa chết hẳn. Ý thức ngưng hoạt động, hơi thở dừng, tim không đập, nhưng hệ thần kinh tưởng còn hoạt động, tức là tưởng thức hoạt động, hay là còn chiêm bao. Giấc chiêm bao đó mọi người gọi là cận tử nghiệp. Thông thường trong cuộc sống, họ ưa thích làm những điều thiện, điều ác, đi chùa, đi nhà thờ, cúng bái, tụng niệm, ngồi thiền, ước vọng được sanh lên thiên đàng gặp Chúa, được vãng sanh về cực lạc Tây Phương, gặp Đức Phật A-di-đà, được thấy hào quang, ánh sáng của chư thiên, chư Phật, Bồ Tát, vân vân. Đó là những người được theo các tôn giáo và được giáo pháp của các tôn giáo ghi những ấn tượng vào đầu óc của họ bằng những hình ảnh Chúa, Phật, ánh sáng, hào quang, hoa sen, thì cận tử nghiệp của họ sẽ thể hiện giấc mộng y như hình ảnh đó. Lợi dụng cận tử nghiệp, Tịnh Độ Tông sử dụng hộ niệm để giúp người sắp chết thực hiện giấc mộng trực giảng Tây Phương. Tịnh Độ Tông nghĩ rằng nghiệp cuối cùng, hay là cận tử nghiệp, có thể thực hiện được những ước ao và ý nguyện của con người lúc còn sống. Đó là về phần của những người có tôn giáo. Còn những người không tôn giáo thì cận tử nghiệp thực hiện giấc mộng theo tâm ham muốn danh lợi, thương yêu, mến tiếc, giận hờn, tức tối, thù hận, căm ghét, la hét, sợ hãi, vân vân. Đó là những điều làm ác. Ngược lại, làm thiện thì cũng thấy cảnh vui tươi, hoan hỷ, sung sướng, vân vân. Vì huân tập thành thói quen, hay là nghiệp lực, lúc sắp chết, tưởng thức hoạt động tựa như giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao chỉ có 6 thức ngưng hoạt động, còn toàn bộ cơ thể đều hoạt động bình thường. Người sắp chết cũng ở trong trường hợp này. 6 thức ngưng hoạt động là do một tạng phủ nào bị hư hoại, không hoạt động được, chứ không giống như người ngủ chiêm bao. Khi tưởng thức hoạt động, người ta thấy mình xuất hồn ra khỏi thân và thấy thân đang nằm trên giường bệnh. Các y bác sĩ đang làm hô hấp cứu chữa. Lúc bấy giờ, duyên năm uẩn chưa phân ly, nên tưởng thức hoạt động. Bệnh nhân như nằm mộng, thấy hào quang, ánh sáng, chư thiên thần, chư tiên, chư Phật, chư Bồ Tát, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Quỷ Sứ, Ngưu Đầu, Mã Diện, Vua Diêm La, vân vân. Nhờ hô hấp cứu chữa của y bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại, giống như một giấc mộng, và kể lại cho người thân nghe và cho rằng chắc chắn có sự sống sau khi chết. Con người không ngờ, đó là một hình bóng do tâm ước muốn mà tưởng thức thể hiện qua giấc mộng. Nếu thực sự 5 duyên ngũ uẩn phân ly, tan rã, thì chẳng còn gì là của ta nữa hết, chỉ còn lưu lại nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi cũng theo vô minh, tương ưng với vô minh theo hành động nhân quả của kẻ khác mà tái sanh, luân hồi kiếp khác. Cứ mãi mãi như vậy, trôi lăn trong dòng nước nghiệp muôn kiếp muôn đời. Tóm lại, con người từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả, và chết trở về nhân quả. Chẳng có thế giới siêu hình, chẳng có đấng tạo hóa nào cả, chẳng ai sanh ra chúng ta cả, và cũng chẳng có ai ban phước giáng họa cho ta được. Nếu chính chúng ta biết dừng dòng nước nghiệp, thì tất cả tai nạn, bệnh tật, đau khổ và sự tái sanh luân hồi đều chấm dứt. Tại sao người chết phải đậy mặt? Hỏi: Kính thưa Thầy, trong lúc nhà có người chết, tại sao lại phải phủ mặt? Theo con nghĩ, khi người chết, có người mặt trắng, có người mặt xám, có người mặt vàng khè. Như thế, tướng trạng của gương mặt thay đổi theo nhân quả của từng người, phải không thưa thầy? Cho nên phải đậy mặt lại để cho người sống đỡ sợ hãi, phải không thưa thầy? Đáp: theo phong tục của dân tộc Việt Nam, khi có người chết đều có tục lệ đậy mặt. Nhưng sách phong tục tập quán Việt Nam do Toàn Ánh biên soạn cũng không nói đến tục lệ đậy mặt người chết. Trong kinh sách Phật giáo cũng không có dạy điều này, nhưng có dạy về cận tử nghiệp, tức là nghiệp lực trước khi chết. Khi một người vừa tắt thở, các duyên trong thân ngũ uẩn chưa phân tán, tức là chưa hoại diệt. Lúc bấy giờ, họ đang trải qua một giấc mộng. Giấc mộng đó báo cho biết đây là nghiệp cuối cùng của họ trong kiếp này chuyển sang kiếp mới. Giấc mộng đó cũng thể hiện một nghiệp lực do huân tập nhân quả trải dài thời gian của một kiếp con người. Chính nghiệp lực này đưa người ấy tiếp tục tái sanh kiếp mới của con người khi giấc mộng này vừa tan biến. Giấc mộng này vừa tan thì thân tứ đại cũng vừa dừng hẳn, nghĩa là thân tứ đại này không còn phục hồi lại được nữa. Trong thời gian nằm mộng thì gương mặt người chết biểu lộ qua màu sắc hoặc những nếp nhăn, cao có, hung dữ hoặc hân hoan, vui mừng, hiền lành, vân vân. Đúng như con đã nghĩ, người chết có khi mặt trắng bạch, có khi vàng khè hoặc có khi xám xịt, vân vân, rồi trở lại bình thường giống như người đang ngủ. Không phải chỉ có sự thay đổi màu sắc và nếp nhăn, mà còn nhiều tướng trạng hiện trên gương mặt ghê sợ như trợn trừng mắt, há hốc miệng, miếm chặt môi, cắn răng như giận dữ hoặc le lưỡi, hoặc nói lặp bập trong miệng, có khi cười, có khi khóc, có khi gương mặt biểu lộ ra sự sợ hãi, cũng có khi gương mặt biểu lộ ra sự hân hoan, vui mừng. Và cuối cùng, giấc mộng cận tử nghiệp tan biến, thì gương mặt kia trở lại bình thường như người đang ngủ. Nên tục lệ đậy mặt người chết có lẽ để cho người sống đỡ sợ. Vậy, xin những bậc trí giả, các bậc trưởng lão cao niên, hiểu và biết rõ phong tục tập quán này, xin mách dùm, chớ trong giáo lý của Đạo Phật không có dạy điều này. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn trước. Tại sao phải trói buộc tay chân người chết? Hỏi: kính thưa thầy, tại sao người chết phải buộc tay chân vào hai bả vai? Đáp: theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, có rất nhiều truyền thống mê tín dị đoan kỳ lạ theo từng vùng địa phương. Đây cũng là một phong tục tập quán ở miền Bắc cũng như ở miền Nam. Khi nhà của người chết thì người ta nhốt mèo lại hết. Những ông bà xưa dạy, khi trong nhà của người chết không cột tay chân vào bả vai thì sẽ bị quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng tức là những linh hồn người chết oan ức, chết bất đắc dĩ, chết tức tối, chết không kịp trăn trối gì cả. Những linh hồn người này không đi đầu thai được, sống vất dưỡng theo đình, theo miếu, theo cây cao bóng mát. Thấy người nào hạp với họ thì bắt bệnh đau. Thấy người nào chết mà hơ hỏng không chịu cột tay chân thì nhập vào, khiến cho thầy ma bật dậy chạy điên khùng. Đụng vào người nào thì người đó cũng chết theo. Khi đụng như vậy, dù vào người hay cây cối thì cây ma cũng bật té chết trở lại. Do đó người ta sợ trường hợp này xảy ra nên mới cột tay chân vào bả vai, để tránh trước tai họa cho gia đình và những người khác. Trong miền Nam, khi nhà của người chết, người ta không cột tay chân người chết lại, mà lại nhốt mèo, vì trong những con mèo sẽ có con mèo gọi là linh miêu. Nếu con mèo này nhảy ngang qua thây người chết, thì thây ma đứng dậy, chạy và đụng ai thì người ấy chết. Cho nên có người chết trong nhà đều nhốt mèo lại hết. Bây giờ không còn tục lệ đó nữa. Trong kinh sách nguyên thủy của Phật giáo không có dạy những điều này. Thường dạy làm những điều thiện, tránh xa những điều ác, và đập phá những điều mê tín dị đoan, nhất là xóa bỏ thế giới tưởng siêu hình, hoàn toàn không chấp nhận. Cho nên những gì mê tín dị đoan do các phong tục truyền thống của dân gian có tính cách mơ hồ, trừu tượng, không thực tế, thì Đức Phật nhẹ nhàng uốn nắn. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, ta phải nương theo trí tuệ Phật, quán chiếu cái gì đúng, cái gì sai, để lần lượt dẹp bỏ, cho cuộc sống bớt rườm rà và phiền toái. Vì những tục lệ không lợi ích thiết thực, nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta càng vô minh và càng lạc hậu hơn. Nếu cuộc đời còn chấp nhận những điều mê tín lạc hậu, còn mang đầy ắp những truyền thống của tổ tiên mơ hồ trừu tượng, có tính cách vô lý mà không chịu dứt bỏ, vẫn cứ mang cổng trên vai, trên cổ mãi, không chịu bỏ xuống, thì quả là người đó quá u mê, vô minh và lạc hậu, không tiến bộ theo kịp thời đại khoa học đang hiện đại hóa cuộc sống loài người. Thầy Tụng hỏi: Kính thưa Thầy, các cư sĩ tại gia ngày nay học hỏi kinh sách Đại Thừa dạy về tán tụng, cúng bái làm Bồ Tát hạnh. Các vị ấy tự xem mình tài giỏi hơn ai hết, hơn cả các thầy ở trong chùa nữa. Thưa Thầy, như vậy có đúng không? Đáp: Đại Thừa chế ra Bồ Tát giới để cho hàng cư sĩ thọ giới Bồ Tát làm việc từ thiện, giúp mọi người cúng bái tế lễ. Đó là một hình thức của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo chia người Bà La Môn làm 3 giai đoạn. 1. Bà La Môn giáo còn nhỏ thì phải học tập thông suốt kinh điển cúng bái, tế lễ. Đây là giai đoạn học tập. 2. Bà La Môn giáo trung niên chuyên cúng bái, tế lễ, sống ăn mặc như người thế tục, giống như cư sĩ bây giờ, gọi là phạm chí. Đây là giai đoạn làm từ thiện, tức là Bồ Tát hạnh. 3. Bà La Môn giáo tuổi già, bỏ nhà cửa, gia đình thân quyến, xuất gia đi tu, nhưng đầu không có cạo. Đây là giai đoạn tu hành của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ tụng niệm, cúng tế, làm Bồ Tát hạnh là Bà La Môn tụng niệm. Cho nên hình thức tổ chức của Đại Thừa là của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ hành nghề cúng tế niệm tụng là một Bà La Môn. Họ không phải là một người tu, mà là một người bình thường như thế tục, chỉ hơn người khác là có đọc kinh sách Vệ Đà và các nghi thức cúng tế, thọ giới Bồ Tát, rồi tự xưng mình là Bồ Tát. Giới Bồ Tát cũng tự họ đặt ra, nên bản chất ngã mạn tự kiêu của họ rất lớn. Những người này ta không nên trách, vì họ là cư sĩ Bà La Môn chứ không phải cư sĩ đạo Phật. Đáng trách là trách quý vị từ kheo đầu cạo, mặc pháp y mà đi làm chuyện mê tín gạt người khác. Chứ còn các vị cư sĩ Bà La Môn này, họ hành nghề của họ, ta không nên trách họ làm gì. Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi. Hỏi: Kính thưa Thầy, lúc cha mẹ còn sống không phụng dưỡng, đến khi cha mẹ chết làm ma chay thật to để lấy tiếng ở đời, thì có nghĩa lý gì phải không, thưa Thầy? Đáp: Lúc cha mẹ còn sống phải lo phụng dưỡng để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Lúc cha mẹ chết chỉ là ma chay đơn giản, giữ gìn sự im lặng trong những ngày mất mẹ, mất cha, nhớ đến công lao mẹ cha lo làm lụng vất vả, nuôi con lớn khôn nên người hữu dụng cho xã hội. Công ơn ấy rất lớn, không thể lấy gì sánh được. Cha mẹ chết mà làm ma chay linh đình là báo hiếu hình thức, làm như thế là để che mắt thế gian. Đạo Phật dạy chúng ta làm những điều chân thật, sống thích trầm lặng đơn giản, thiểu dục tri túc. Chết thì an táng đơn giản rồi đem đốt, không cần quan quách sang trọng, không cần nhạc lễ, cúng bái, tụng niệm. Chỉ cần giữ vệ sinh chung, đừng để ô nhiễm môi trường sống. Vì thân tứ đại do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Chết thì đất, nước, gió, lửa trở về đất, nước, gió, lửa. Đức Phật nhìn thân tứ đại là một pháp vô thường, bất tịnh, không có gì đáng quý và lưu giữ, nên khi chết đem đốt bỏ. Nên Phật và các đệ tử của Ngài khi chết đem thiêu đốt bỏ. Trong khi ấy, các nhà Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản khi chết tìm mọi cách để lại nhục thân. Có lần về thăm miền Bắc, chúng tôi có đến thăm nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Đó là 2 bộ xác khô. Phật giáo Tây Tạng muốn giữ xác thân phải bỏ ruột gan rồi ướp xác chết bằng thuốc. Trung Quốc và Việt Nam thì lại ướp xác bằng chất thuốc đặc biệt bởi không có nước. Gần đây Trung Quốc và Việt Nam khai quật một nhà mồ và đã nhận được rất nhiều nhục thân toàn là cung nữ, quan chức, vua chúa như trong báo Nguyệt Sang Giác Ngộ số 35 Di Ấn Phật Giáo trong nền văn hóa mộ táng cổ ở Nhật. Năm 1963-1965, vô tình các nhà khảo cổ đã khai quật được xác ướp của vua Lê Vũ Tông từ thời Lê Trịnh. Xác còn nguyên như vua còn đang an tịnh giấc nồng. Huyện Đông Anh ngoại thành Hà Nội, ở nhà máy thuốc lá, vô tình đào được hai cái xác của hai vũ nữ đời nhà Lê. Xác ướp của bà Phan Thị Tuyên Châu, vợ Thượng thư Trụ Quốc Đặng Đình Tướng thời Lê Trịnh ở Phủ Lý, Hà Nam vào năm 1968. Tại xóm Củi, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, đã khai quật lăng mộ bà Nguyễn Thị. Thi thể còn nguyên vẹn, thậm chí còn rất đẹp, cơ bắp còn co duỗi được. Nhiều lít nước được các nhà y học truyền vào cơ thể bà, vẫn hết dưới da thịt, tưởng như bà đang ở bệnh viện. Gần đây, như xác ướp Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẹn như nằm ngủ. Chúng tôi đi đến đám tang vị bí thư tỉnh Tây Ninh. Xác được tẩm liệm trong một quan tài bằng kính. Từ khi chết đến giờ phút đi an táng, xác vẫn như người ngủ, không thấy hôi thối sình trương, chảy nước vàng như các đám tang của dân sự. Qua những nhục thân của quan, vua và các thiền sư để lại, thì chúng tôi có một xác định rõ ràng. Nếu một vị thiền sư muốn giữ xác thân của mình mà không cần phải ướp thuốc, thì thiền sư ấy phải nhập diệt thọ tưởng định. Từ trường của diệt thọ tưởng định bảo vệ thân xác, không có một vật gì xâm thực phá hoại cơ thể được, nên xương cốt và da thịt luôn luôn tươi như người còn đang sống, chứ không phải bộ xương khô. Báo chí có đăng tin bên Đài Loan, người ta đã khai quật mộ của một vị sư được an táng trong một cái lọ và cơ thể còn nguyên vẹn, không phải là bộ xương khô như nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Qua báo chí tin tức đài, chúng tôi có nhận được nhiều tin tức về nhục thân. Đến khi xem các bộ nhục thân này, chúng tôi chẳng thấy có từ trường thiền định nào xung quanh nhục thân ấy. Do đó, chúng tôi xác định những nhục thân này được để lại có nhiều cách ướp xác, hoặc để khô giữ không nước, gió thâm thực thì cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Tóm lại, đạo Phật nhìn cơ thể con người là một hợp duyên không có thật, bất tịnh và uế trượt, nên chết là thiêu đốt, không có giữ lại, không coi nó là một vật quý. Vì thế khi Đức Phật và các đệ tử của Ngài Tịch đều thiêu đốt, không có vị nào để lại nhục thân. Huyền thoại Ngài Ca Diếp ôm y bác vào núi Kê Túc nhập diệt thọ tưởng định, để chờ Đức Phật Di Lặc ra đời trao y bác cho. Đó là một câu chuyện bịa đặt của các tổ sau này. Đức Phật nhìn các pháp trong thế gian này là vô thường, nên Ngài đâu có cần gì mà trao y bác, chỉ có di chúc, nên lấy giới luật và giáo pháp làm thầy mà tu hành. Đời người khổ là vì luôn chấp mọi thứ, chấp thân, chấp tâm, chấp pháp, để mà chịu khổ với sự lầm chấp đó. Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi. Từ những sự việc đó, Phật giáo Đại Thừa triển khai phần lấy vải thưa che mắt, cho nên có những bài tán tụng ma chay như ngày nay chúng ta đã thấy. Sự lừa đảo này chỉ gạt những người vô minh, chứ những người đã am hiểu Phật giáo chân chánh thì không gạt được. Hầu hết lối tụng niệm ma chay của Đại Thừa đều là lối lừa đảo, che mắt thế gian, chứ chẳng có ích lợi gì, mà làm cho người sống hao tổn tiền của và vất vả trong những ma chay cúng tế. Cầu mà chẳng có gì thì lấy cái gì mà siêu? Thấu rõ được như vậy mới thấy Phật giáo Đại Thừa là một giáo pháp vay mượn của một tôn giáo và phong tục con người, để thỏa mãn sự ngu si của con người đang sống trong thế giới tưởng siêu hình. Chết là sự nối tiếp của luật nhân quả. Hỏi: Kính thưa Thầy, bên kia cõi chết, tử thần đã cướp đi người bạn đời của con. Hiện nay đời sống bỗng trở nên vô vị, cuộc đời đầy tẻ nhạt, chán chường, hạnh phúc đã mất đi không bao giờ trở lại. Người ấy đã đi xa đi mất, số phận duyên nợ chỉ có thế thôi. Nhưng có lúc con cầu mong cho họ được bình an, nhưng con lại thấy có cái gì không ổn đối với họ. Thân tứ đại này có phải là đất, nước, gió, lửa, hợp lại rồi tan đi? Đó là số phận phải không thưa Thầy? Xin Thầy chỉ cho con biết. Đáp: Không có sự sống sau khi chết, mà chỉ có sự nối tiếp của luật nhân quả. Với trí hữu hạn của con người, không thể hiểu thấu được sự tiếp nối của định luật nhân quả luân hồi, nên thấy có sanh và có tử. Sự thực sanh tử là một diễn biến của luật nhân quả, xác định sự vô thường của các pháp trong thế gian này. Các pháp trong thế gian này đều chịu luật vô thường, sanh diệt của nhân quả. Vì thế, không có pháp nào trong thế gian này ra khỏi sự chi phối của luật nhân quả, nên các pháp thường sanh diệt theo chu kỳ tuần tự của định luật và mỗi pháp phải chịu sự biến dịch. Người bạn đời của con gặp nhau trong duyên nhân quả để trả vay. Giờ hạ huyệt. Hỏi: Kính bạch Thầy, khi linh cữu đưa ra khỏi nhà, vào lúc hạ huyệt có phải xem giờ không thưa Thầy? Người mới chết có cần phải cúng cơm 49 ngày mới thôi không thưa Thầy? Đáp: Theo sự mê tín lạc hậu của những người xưa thường sống trong tưởng thức, nên dễ bị ảnh hưởng của sách vở mê tín phi đạo đức của nền văn minh Trung Quốc, cho nên xem giờ tốt xấu rồi mới được chôn cất để không ảnh hưởng xấu đến con cháu sau. Không bao giờ có diêm dương bắt nạt, có ngục tốt la hét mắng chửi, nạt nộ, hành hạ vân vân. Thời đại khoa học hiện đại, sự hiểu biết quá rõ ràng, đâu còn mê tín lạc hậu như những ngày xưa. Chết mà còn mặc những chiếc áo như vậy chẳng có tác dụng gì cả, chỉ là một trò cười lố bịch cho thiên hạ. Bị kinh sách mê tín lừa đảo mà không biết, thật là ngu si hết chỗ nói. Nói thế, chứ tin hay không tin là tùy quý vị. Chúng tôi chẳng có quyền và chẳng có trách nhiệm gì cả trong vấn đề mê tín dị đoan. Mất tiền, mất của là mất của quý vị, chứ chúng tôi chẳng có hao tốn gì cả. Ở đây nói là để cùng nhau suy ngẫm cuộc sống con người, đâu đúng, đâu sai, đâu tà, đâu chánh, đâu thật, đâu giả, vân vân, để cho mọi người sống an vui hạnh phúc, không làm khổ mình khổ người. Đó là tâm nguyện của chúng tôi. Kinh Kỳ Cầu và Điệp Phái. Hỏi: Kính bạch Thầy, người tín đồ Phật giáo nào hay đi chùa được cho một quyển kinh Kỳ Cầu nhỏ bằng bao thuốc lá, để khi chết bỏ vào túi áo mang theo. Khi gặp quỷ sứ tra xét đưa cuốn kinh này ra, quỷ sứ biết đó là đệ tử của Phật, không tra xét và không buộc tội. Người nào đến chùa được làm lễ quy y Tam Bảo thì được phát cho lá phái hay tờ điệp. Khi chết, một tờ đem thiêu đốt cháy thành tro than, đem bỏ xuống giếng hoặc mang ra sông bỏ. Một tờ xếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết. Một tờ xếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết mang đi. Làm như vậy có đúng không thưa Thầy? Mong Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Điệp phái quy y Tam Bảo là do Phật giáo bị phân chia ra làm nhiều bộ phái. Các tổ mới biết số người theo Phật giáo bao nhiêu, lên lập ra điệp phái. Khi truyền giáo từ Trung Quốc sang Việt Nam, các tổ đại thừa biến tờ điệp phái thành loại giấy thông hành cho người chết. Khi xuống địa ngục, nhờ những tờ điệp phái này mà vua Diêm Vương cùng quỷ sứ giảm khinh tội trạng và sớm được đầu thai. Nếu ai không có giấy này thì không được giảm tội, và có thể ở tù chung thân, không được đi đầu thai. Đây cũng là một sự lừa đảo, lường gạt của các nhà sư đại thừa để lôi cuốn người khác theo tôn giáo mình. Cũng như thời Pháp thuộc cai trị ở Việt Nam, người dân bản xứ nào được giấy tờ nhập Pháp cấp, nhập quốc tịch Pháp thì hưởng mọi quyền lợi và không bị bắt bớ tù tội. Cho nên người nào được làm lễ quy y Tam Bảo là được nhập quốc tịch Thích Ca, và quỷ sứ vua Diêm Vương không hành phạt. Thật là một điều bất công, phi đạo lý. Sống trên dương gian chuyên làm điều ác, chỉ cần có giấy điệp phái của các thầy đại thừa hay Phật cấp cho là khỏi bị tù tội. Các nhà đại thừa đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín, chuyên lừa đảo lường gạt người khác bằng những điều mê tín lạc hậu, phi đạo đức. Trong khi Đức Phật xác định, kẻ nào giết hại chúng sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu sẽ bị đọa địa ngục. Thế mà các nhà đại thừa đi ngược lại lời dạy của Đức Phật là một điều gian xảo. Chỉ cần có giấy chứng điệp là thoát tội địa ngục. Các nhà đại thừa lại còn dạy rằng khi trẻ con mới sanh đem vào chùa quy y Phật sẽ không bị tà ma quỷ quái bắt làm cho đau bệnh, hay hoặc trẻ mới sanh đem đến chùa quy y Phật sẽ được mạnh giỏi và không bị đau ốm nhờ chư Phật phù hộ cho mạnh giỏi. Trên đây là những điều mê tín mà quý thầy trong các chùa thường dạy tín đồ như vậy để thu hút tín đồ thường đến chùa cúng bái. Chỉ cần dạy bảo những điều mê tín đó là các thầy chẳng tu hành gì, ngồi không mà ăn, ngồi trong mát ăn bát vàng. Khoảng 10 năm gần đây có xuất hiện một loại kinh nhỏ bằng gói thuốc hút có tên là Kinh Kỳ Cầu. Trong Kinh Kỳ Cầu dạy, Nếu có quỷ sứ hay vua Diêm Vương tra hỏi, thì đưa kinh kỳ cầu ra liền mới không bị tra hỏi và được đi tái sanh không xa địa ngục. Mạng chung số thác quỷ sứ hỏi cầu, đã có kỳ cầu Diêm Vương tra hỏi, đứng lại mà nói đã có kỳ cầu. Trang 2, trang 3. Đó là một loại mê tín phi đạo đức. Nếu làm tội lỗi, tức là làm ác, thì chỉ có làm việc thiện mới chuyển hóa được, để thoát khỏi cảnh khổ hay là cảnh địa ngục, chứ không phải có kỳ cầu là tiêu tai thoát nạn. Thật là những tà giáo đại thừa bày nhiều điều phi đạo đức. Kinh kỳ cầu là một loại kinh tà giáo ngoại đạo, mượn danh Phật Pháp để lừa đảo tín đồ Phật giáo làm việc mê tín lạc hậu. Kinh kỳ cầu giống như giấy thông hành của giặc Pháp, cấp cho những người dân bản xứ trong vùng chúng đã chiếm trong thời chiến tranh. Trong kinh này còn dạy, nếu ai có kinh này thì chư Phật mới biết mà cứu độ. Chẳng có kỳ cầu, Phật mới biết đâu, lâm chung cứu độ. Trang 9. Đúng là một loại kinh tà giáo. Chỉ cần cuốn kinh, chứ không phải cần tấm lòng giải thoát. Trong khi ấy, Đức Phật dạy phải ly dục, ly ác pháp thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tịnh độ hay là cực lạc. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Kinh Pháp Cú. Tự tịnh kỳ ý tức là tâm ly dục, ly ác pháp, tức là tịnh độ hay cực lạc hiện tiền. Làm ác thì phải chịu tội, thọ khổ, thọ tai ương, chứ không có ai cứu mình được. Phải dứt trừ làm các điều ác, thường làm các điều thiện thì vạn tội tiêu trừ, chứ đâu phải tụng kinh mà được vạn tội tiêu trừ. Tụng kinh kỳ cầu vạn tội tiêu thiên. Trang 4. Họ còn nói, cần mang theo trong người để đi đường, đều có thần nhân ủng hộ lúc sống cũng như khi chết. Bỏ kinh vào ngực áo người chết. Kinh bỏ túi áo để mà hộ thân, đi xa về gần, tiên thần ủng hộ. Trang 15. Đến ngày lâm chung, con cháu có lòng, bỏ vào trong ngực, thiên trừ tống thực, Phật độ về Tây. Trang 15. Đấy là những giọng lừa đảo, dối gạt người, khiến cho những người ngu si mê muội tin tưởng. Tóm lại, từ tờ điệp phái biến thành bùa hộ mạng trị bệnh trẻ con, đến giấy thông hành đi đường là một sự lừa đảo của giáo pháp đại thừa mà trong các chùa hướng dẫn Phật tử. Đây là giáo dục tín đồ mê tín lạc hậu để dễ bề móc tiền một cách công khai, mà pháp luật nhà nước không bắt tội cướp giật tài sản công dân. Làm điều ác tâm còn đầy đủ tham sân si, nếu được về Tây Phương thì Tây Phương không còn là cực lạc mà là địa ngục, vì bọn người này sẽ về đó trộm cắp lung tung. Kinh này viết ra chỉ gạt người vô minh, người còn lạc hậu, mê tín, chứ làm sao gạt những người tu sĩ chân chánh đệ tử của Phật được. Tại sao vậy? Tại vì toàn bộ đệ tử của Phật được dạy về đạo đức nhân quả, nên không có một giáo pháp mê tín nào lường gạt được. Chỉ có những người chưa học đạo đức nhân quả thì dễ bị kẻ khác lừa đảo. Là một tín đồ Phật giáo, chúng tôi rất đau lòng khi gặp những cuốn kinh này mạo danh Phật giáo, dạy dân gian làm những điều phi đạo đức. Cuối cùng, các con hãy cảnh giác. Tờ điệp phái là một giấy chứng thật các con đã quy y theo Phật, chứ không phải là bùa hộ mệnh và cũng không phải là giấy thông hành. Đó là cách thức lừa đảo của quý thầy đại thừa. Các con nên nhớ, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, tức là không cần phải giấy tờ chứng điệp gì hết. Nếu lòng của các con hướng về Phật, Pháp, Tăng để tìm đường thoát khổ của cuộc đời, thì khi thực hành với tất cả tâm thành, các con sẽ thấy sự giải thoát thật sự. Đó là các con đã quy y Phật, Pháp, Tăng rồi. Đời sau người ta muốn kiểm tra xem số tín đồ Phật giáo đã quy y được bao nhiêu mới bày ra điệp Pháp. Tuần Thất hỏi: Kính bạch thầy, khi nhà có người chết, trong chùa quý thầy dạy làm tuần thất cho đến 7 thất, tức là 49 ngày, thường tụng kinh Địa Tạng Vương. Vậy thưa thầy, có lợi ích gì cho người chết và những người còn sống trong gia đình không, thưa thầy? Đáp: Xưa, Đức Phật đã không chấp nhận thế giới siêu hình, thì làm gì có linh hồn người chết mà cầu siêu làm tuần thất tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Dương là một loại kinh mê tín của Đại Thừa Giáo, do các tổ biên soạn ra dựa theo sự mê tín của những người dân còn lạc hậu, tin rằng người chết có linh hồn, nên kinh này đặt ra Bồ Tát Địa Tạng xuống địa ngục giải cứu những linh hồn tội lỗi. Nếu ai tụng kinh này và cúng bái tế lễ, sẽ được Ngài Địa Tạng cứu khổ, thoát khỏi vòng lao lý của địa ngục. Khi người mới chết, linh hồn được quỷ sứ bắt về hành tội. Do lúc ông bà ở trên dương thế làm điều ác đức, nên chết xuống địa ngục, bị hành xử đủ mọi cực hình. Nên khi trong nhà có người chết, phải đến nhờ quý thầy Đại Thừa, đến tụng kinh cầu siêu, mà thường là đem kinh Địa Tạng Dương ra tụng, để cầu Ngài cứu họ thoát cảnh địa ngục. Mỗi thất đều có cúng dâng lên hương hoa, trà quả, cùng những thực phẩm bánh trái, cơm canh cúng chư Phật, và cầu Ngài Địa Tạng xuống địa ngục giải cứu. Suốt trong 49 ngày được cúng bái như vậy, thì vong linh người chết sẽ khỏi tội đi tái sanh. Làm như kinh sách Đại Thừa dạy như vậy là một điều phi đạo đức. Nhờ có làm tuần và tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày mà tiêu tội ư? Tức là trong 49 ngày, những người thân còn sống rước thầy tụng kinh và mua lễ vật cúng bái, đây là hành động phi đạo đức. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổ Nguyện dạy: như có người nào sắp mạng chung, hành thân quyến trong nhà, nếu có vay trả. Khi vay trả xong, thì phải theo định luật nhân quả tiếp tục trả vay sự việc khác. Con không thấu hiểu điều đó, nên tạo thêm nhân quả thương nhớ rằng rịch và trói buộc. Không phải trói buộc với nhân quả của người đã mất, mà trói buộc với nhân quả tương ưng. Lòng thương nhớ của con sẽ gặp nhân quả tương ứng với lòng thương nhớ đó để mà trả vay, vay trả. Còn nhân quả kia, tức là người bạn đời của con, đã trả vay xong thì không còn tương ưng với con nữa. Cho nên, con quá vô minh và điên đảo, đã thương nhớ một nhân quả, để rồi phải gặt lấy một nhân quả khác đang trói buộc, kiết sử. Để kiếp sống đời đời chẳng bao giờ thoát ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi. Con muốn tu hành giải thoát, thì hãy đoạn dứt sợi dây kiết sử này. Sợi dây kiết sử này là con đường tiếp tục sanh tử luân hồi đầy đau khổ mãi mãi. Tình cảm của con người là một sợi dây rất khó bứt. Nếu không thấu suốt được luật nhân quả, thì không bao giờ đoạn sạch được ái kiết sử. Người tu theo đạo Phật thấy ái kiết sử như một con rắn độc. Nó từng đem đến nọc độc khổ đau cho loài người. Con là một con người đang bị nọc độc của ái kiết sử. Một người vợ khóc chồng, một người chồng thương vợ là ái kiết sử. Một người mẹ thương con, một người con thương mẹ là ái kiết sử. Nói chung, tất cả các tình cảm thương yêu nhau là ái kiết sử. Người nào đã bi lụy vì tình cảm yêu thương ấy, trong đạo Phật gọi là đã bị nọc độc rắn nhân quả cắn. Kẻ nào đoạn đứt được nọc độc này là kẻ đó làm chủ rắn độc nhân quả. Nếu không làm chủ được nhân quả, thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ bị nọc độc rắn nhân quả, làm cho ta sống trong cảnh khổ đau, triền miên bất tận. Con cần phải thấu suốt luật nhân quả, để không còn buồn khổ vô ích. Trong luật nhân quả, khi một người mất đi, thì chỉ còn nghiệp lực của nhân quả tiếp tục tái sanh luân hồi, và người bạn đời của con đâu còn cái gì gọi là người bạn của con. Thế nên, sự thương nhớ của con chỉ là nhớ lại một hình bóng ảo tưởng của con mà thôi. Cũng như hiện giờ, trong kiếp sống này, con có bao giờ nghĩ đến thương người bạn đời trong kiếp quá khứ của mình chăng? Chắc điều đó không bao giờ có, phải không con? Cũng như người bạn đời của con đã chết, thì trong kiếp khác, họ đâu có còn nhân quả để mà nhớ đến con nữa. Trong họ chỉ biết kiếp hiện tại của họ mà thôi. Cũng như con bây giờ cũng vậy, chỉ có vô minh điên dại đi khóc nhân quả. Nhân quả có nghĩa lý gì đâu. Nó là những hành động của con rắn độc ái kiết sử. Nó đã làm khổ loài người trên hành tinh này, khiến cho nước mắt của con người còn nhiều hơn nước biển. Trên hành tinh này, duy nhất chỉ có đạo Phật mới dạy con người về lý nhân quả. Không có một giáo phái nào mà dạy chúng ta làm chủ như vậy được. Con đủ phước duyên tu tập, hãy dứt sạch ái kiết sử đó đi. Đừng thương vai khóc mướn nhân quả, chẳng có ích gì mà tự con đã làm khổ lấy mình. Triệu Linh tiếp Linh hỏi: Kính thưa Thầy, lúc lâm chung, theo chúng con nghĩ vong linh vẫn còn trong nhà. Khi mời thầy cúng đến làm lễ phải triệu vong, tiếp vong rồi mới tụng kinh. Như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: theo đạo Phật, khi một người chết, tức là thân tứ đại tan rã. Mà thân tứ đại tan rã thì thân ngũ uẩn không còn sót một thứ gì, nghĩa là tất cả đều hoại diệt sạch, không có vong linh và thần thức nào còn. Chỉ còn lại nghiệp lực của các hành động thiện, ác và nghiệp lực tiếp tục tái sanh luân hồi. Cho nên, đối với đạo Phật, không có triệu linh và tiếp linh. Vì có linh đâu mà triệu và tiếp. Cái không có người ta tưởng ra cho có, thì đó là mù quáng vô minh. Người Phật tử không nên nghe theo lời dạy vô minh này. Tất cả thế giới hữu hình có con người và vạn vật, cỏ, cây, đất, đá, núi, sông, dưới đôi mắt của Đức Phật, chỉ là những hình ảnh huyễn giả, những cảnh tưởng tri không có thật, thì cái thế giới vô hình làm sao có thật được mà cầu, mà cúng, mà triệu linh tiếp linh. Nếu thế gian này có thật, thì phải có một vật hằng còn. Nhưng dòng lịch sử của loài người chưa chứng minh có một vật gì hằng còn, tất cả đều hoại diệt theo thời gian. Linh hồn báo mộng. Hỏi: kính thưa thầy, trong thời gian từ lúc mới chết đến 49 ngày, người trong nhà thường hay nằm mộng thấy người chết về. Vậy có phải linh hồn người chết về báo mộng hay không? Đáp: trong nhà có người mới chết, không những 49 ngày, mà còn nói rằng có thể đến mãn tang 2 năm, vẫn còn nằm mộng thấy người chết. Đó không phải linh hồn về báo mộng, mà chính tưởng ấm của người thân trong gia đình. Vì tình cảm thương nhớ người mất, nên tưởng ấm xuất hiện giấc mộng để gặp người thân, chứ không có linh hồn nào cả. Giấc mộng do tưởng thức hoạt động mà thành. Nó thể hiện tình cảm tâm lý và sự ước ao của người sống đối với người chết. Người thân thương nhớ người quá cố thì nằm mơ thấy người chết về. Ước muốn thì sẽ nằm mộng, thấy thành tựu điều ao ước như trúng vé số, hoặc giao cảm nằm mộng, thấy sự việc hay tai nạn xảy đến đều có đúng như thật. Đó là tưởng giao cảm biến thành mộng báo trước, trực giác qua mộng. Còn các loại trực giác khác như trực giác qua thân, máy mắt, hồi hộp tim đập, trực giác qua tâm, tâm lo lắng nghĩ ngợi. Nói về mộng thì quý Phật tử đừng nghĩ rằng có linh hồn người chết, mà hãy biết đó là tưởng thức tự tạo ra bối cảnh theo tâm lý tình cảm của con người rồi nó tự hiện. Chủ khách đều là nó cả. Trong thân ngũ uẩn, nó là tưởng uẩn. Còn gọi về thức thì nó gọi là tưởng thức. Còn gọi về dục thì nó gọi là tưởng dục. Còn gọi về vô minh thì nó được gọi là vô minh tưởng. Và gọi về trí tuệ thì nó gọi là tưởng tuệ. Còn gọi về tri kiến thì nó gọi là tưởng kiến. Còn gọi về tri thì nó gọi là tưởng tri. Tạo điều thiện giúp người chết. Hỏi: kính thưa thầy, khi trong nhà có người chết, mọi người đều làm điều thiện, cố hồi hướng cho người chết để được siêu thoát. Thưa thầy, như vậy người chết có được siêu thoát không? Đáp: theo luật nhân quả, ai làm thiện sẽ hưởng được phước, chứ không thể người khác làm thiện mà mình được hưởng phước. Được phước như vậy là không công bằng. Vì công bằng thì phải tự người nào làm điều thiện thì người đó hưởng. Nên Đức Phật dạy: các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay cho các con được. Lời dạy như vậy tức là đứng trên đạo lý công bằng. Mọi người muốn thoát khổ thì phải tự mình làm điều thiện, chứ không ai làm điều thiện giúp mình được. Như các Phật tử đã biết, vì làm điều ác mà tâm mình phải khổ, còn người khác làm điều thiện mà tâm mình hết khổ sao được. Chỉ có tự mình làm điều thiện thì tâm mình mới hết khổ. Cho nên, có làm điều thiện để hồi hướng cho người chết, thì người chết vẫn thọ khổ, mà người sống làm điều thiện thì người sống hưởng, còn người chết thì không hưởng gì cả. Đức Phật dạy, trên con đường giải thoát ấy, phải độc lộ, độc trình, không ai đi thế cho ai được. Cũng như cha mẹ đau, đứa con có thương cha mẹ cách gì cũng không đau thế cho cha mẹ được. Ngược lại, cha mẹ cũng vậy, dù thương con cách mấy cũng không thay thế sự đau khổ của con được. Đó là định luật công bằng của nhân quả, mà không ai có thể chuyển hóa nghiệp của kẻ khác được. Chiếc áo không che được mắt thánh. hỏi: Kính thưa Thầy, lúc sống không tu tập trau dồi thiện pháp, không sửa tâm tánh những thói hư tật xấu, sống không nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, luôn luôn tạo khổ cho mình và cho người khác. Đến khi chết, mặc áo lục thù, áo hải hội, có tác dụng gì không? Đáp: Kinh sách Đại Thừa thường soạn viết ra những điều phi đạo đức, sống làm điều ác, gian tham, tật đố, háo danh, tham của cải, tài sản, đủ mọi mánh khóe, thủ đoạn, giết người, cướp của, hại mạng chúng sanh, chẳng chút lòng lành, chẳng biết thương xót ai hết, chỉ biết có mình là trên hết. Đến khi chết chỉ cần mặc áo lục thù hoặc áo hải hội, đi xuống Diêm Đình, không ai bắt tội. Vì quỷ sứ, ngưu đầu, mã diện, ngục tốt đều biết đó là đệ tử của Đức Phật, nên dị tình tha thứ. Đó là một hình thức trong muôn ngàn hình thức lừa đảo, lường gạt tín đồ của Kinh sách Đại Thừa. Đối với những người còn nhẹ dạ, non lòng, trình độ hiểu biết còn thấp kém, chịu ảnh hưởng sâu nặng những phong tục tập quán lâu đời, nó đã biến thành thói quen, nên có hữu sự chuyện gì thì cứ theo lời dạy trong kinh sách đó mà làm, chẳng dám ném bỏ. Nhưng dù có biết sai chăng nữa, nếu không làm thì chịu không được, hoặc sợ mọi người lên án hay chê cười bất hiếu, không thông kinh sách thánh hiền. Đạo đức nhân quả là một đạo luật rất công bằng và công lý. Giả thuyết, nếu Đức Phật có làm những tội ác mà đã đi xuống địa ngục, dù có mặc 100 chiếc y, 25 điều, thì luật nhân quả cũng sẽ không tha tội ông, vẫn hành tội đúng như những người khác làm tội ác mà không có chút nào thiên vị. Cho nên, các cư sĩ đừng nghe theo kinh sách Đại Thừa, rồi chừng đó sẽ hối hận, ăn năn không kịp. Đừng lấy giải thưa che mắt thánh, đừng lấy chiếc áo đạo mà che giấu luật nhân quả. Hãy sống đúng luật nhân quả, đừng làm khổ mình, khổ người, thì dù có sống trong cảnh giới nào thì cũng được an vui, hạnh phúc. Có chết đi về cõi nào thì cũng là cõi cực lạc thiên đàng, chẳng bao giờ biết sợ đọa địa ngục mà chẳng cận tử nghiệp. Vừa rồi chúng tôi được đọc một cuốn sách tựa đề Sự sống sau khi chết. Đọc xong cuốn sách này, nếu người nào không tu tập theo giáo lý nguyên thủy của Đạo Phật và không có chứng nghiệm pháp hướng tâm thì chắc chắn phải tin rằng có thế giới siêu hình. Toàn bộ cuốn sách, tác giả đã lượm lặt những mẩu chuyện cận tử nghiệp. Tác giả này chưa bao giờ tìm hiểu Phật giáo, và nếu bây giờ có tìm hiểu và nghiên cứu Phật giáo thì ông ta vẫn hiểu lầm lạc, vì một đám mây mù của giáo pháp Đại Thừa đã che phủ và lấp kín lời dạy của Đức Phật. Những mẩu chuyện cận tử nghiệp của bao nhiêu người lâm sàng trên giường bệnh, trong bệnh viện đều cho đó là trạng thái của cuộc sống sau khi chết. Họ đâu biết rằng, trong thân tứ đại này, khi con người còn sống thì có cả hai thế giới hữu hình và vô hình. Nhưng khi thân tứ đại này chết, thì cả hai thế giới đều diệt. Khi thân này còn sống, cái gì hoạt động trong thế giới hữu hình và cái gì hoạt động trong thế giới vô hình? Khi còn sống, con người hoạt động trong thế giới hữu hình bằng sắc thức. Sắc thức gồm có 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Còn hoạt động trong thế giới vô hình thì chỉ bằng tưởng thức. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sống, làm mọi việc, thì ý thức điều khiển hoạt động do ý căn, tức là bộ óc và thần kinh. Khi ý thức ngưng hoạt động, giống như người đang ngủ, thì tưởng thức hoạt động, sinh ra giấc mộng, hay gọi là chim bao, cũng do ý căn, bộ óc và hệ thần kinh. Cho nên, nếu một người bị bệnh tim, gan, phèo, phổi, vân vân, khi một trong những bộ phận đó ngưng hoạt động, người bệnh được xem như chết, nhưng thực sự chưa chết hẳn. Ý thức ngưng hoạt động, hơi thở dừng, tim không đập, nhưng hệ thần kinh tưởng còn hoạt động, tức là tưởng thức hoạt động, hay là còn chim bao. Giấc chim bao đó mọi người gọi là cận tử nghiệp. Thông thường trong cuộc sống, họ ưa thích làm những điều thiện, điều ác, đi chùa, đi nhà thờ, cúng bái, tụng niệm, ngồi thiền, ước vọng được sanh lên thiên đàng gặp Chúa, được vãng sanh về cực lạc Tây Phương gặp Đức Phật A-di-đà, được thấy hào quang, ánh sáng của chư thiên, chư Phật, Bồ Tát, vân vân. Đó là những người được theo các tôn giáo và được giáo pháp của các tôn giáo ghi những ấn tượng vào đầu óc của họ bằng những hình ảnh Chúa, Phật, ánh sáng hào quang, hoa sen, thì cận tử nghiệp của họ sẽ thể hiện giấc mộng y như hình ảnh đó. Lợi dụng cận tử nghiệp, Tịnh Độ Tông sử dụng hộ niệm để giúp người sắp chết thực hiện giấc mộng trực giảng Tây Phương. Tịnh Độ Tông nghĩ rằng nghiệp cuối cùng hay là cận tử nghiệp có thể thực hiện được những ước ao và ý nguyện của con người lúc còn sống. Đó là về phần của những người có tôn giáo. Còn những người không tôn giáo thì cận tử nghiệp thực hiện giấc mộng theo tâm ham muốn danh lợi, thương yêu, mến tiếc, giận hờn, tức tối, thù hận, căm ghét, la hét, sợ hãi, vân vân. Đó là những điều làm ác. Ngược lại, làm thiện thì cũng thấy cảnh vui tươi, hoan hỷ, sung sướng, vân vân. Vì huân tập thành thói quen hay là nghiệp lực, lúc sắp chết, tưởng thức hoạt động tựa như giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao chỉ có 6 thức ngưng hoạt động, còn toàn bộ cơ thể đều hoạt động bình thường. Người sắp chết cũng ở trong trường hợp này. 6 thức ngưng hoạt động là do một tạng phủ nào bị hư hoại, không hoạt động được, chứ không giống như người ngủ chiêm bao. Khi tưởng thức hoạt động, người ta thấy mình xuất hồn ra khỏi thân và thấy thân đang nằm trên giường bệnh. Các y bác sĩ đang làm hô hấp cứu chữa. Lúc bấy giờ, duyên năm uẩn chưa phân ly nên tưởng thức hoạt động. Bệnh nhân như nằm mộng thấy hào quang, ánh sáng, chư thiên thần, chư tiên, chư Phật, chư Bồ Tát, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Quỷ Sứ, Ngưu Đầu, Mã Diện, Vua Diêm La, vân vân. Nhờ hô hấp cứu chữa của y bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại, giống như một giấc mộng, và kể lại cho người thân nghe và cho rằng chắc chắn có sự sống sau khi chết. Con người không ngờ, đó là một hình bóng do tâm ước muốn mà tưởng thức thể hiện qua giấc mộng. Nếu thực sự 5 duyên ngũ uẩn phân ly, tan rã, thì chẳng còn gì là của ta nữa hết, chỉ còn lưu lại nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi cũng theo vô minh, tương ưng với vô minh theo hành động nhân quả của kẻ khác mà tái sanh, luân hồi kiếp khác. Cứ mãi mãi như vậy, trôi lăn trong dòng nước nghiệp muôn kiếp muôn đời. Tóm lại, con người từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả và chết trở về nhân quả. Chẳng có thế giới siêu hình, chẳng có đấng tạo hóa nào cả, chẳng ai sanh ra chúng ta cả, và cũng chẳng có ai ban phước giáng họa cho ta được. Nếu chính chúng ta biết dừng dòng nước nghiệp, thì tất cả tai nạn, bệnh tật, đau khổ và sự tái sanh luân hồi đều chấm dứt. Tại sao người chết phải đậy mặt? Hỏi: Kính thưa Thầy, trong lúc nhà có người chết, tại sao lại phải phủ mặt? Theo con nghĩ, khi người chết, có người mặt trắng, có người mặt xám, có người mặt vàng khè. Như thế, tướng trạng của gương mặt thay đổi theo nhân quả của từng người, phải không thưa Thầy? Cho nên phải đậy mặt lại để cho người sống đỡ sợ hãi, phải không thưa Thầy? Đáp: Theo phong tục của dân tộc Việt Nam, khi có người chết đều có tục lệ đậy mặt. Nhưng sách phong tục tập quán Việt Nam do Toàn Ánh biên soạn cũng không nói đến tục lệ đậy mặt người chết. Trong kinh sách Phật giáo cũng không có dạy điều này, nhưng có dạy về cận tử nghiệp, tức là nghiệp lực trước khi chết. Khi một người vừa tắt thở, các duyên trong thân ngũ uẩn chưa phân tán, tức là chưa hoại diệt. Lúc bấy giờ, họ đang trải qua một giấc mộng. Giấc mộng đó báo cho biết đây là nghiệp cuối cùng của họ trong kiếp này chuyển sang kiếp mới. Giấc mộng đó cũng thể hiện một nghiệp lực, do huân tập nhân quả trải dài thời gian của một kiếp con người. Chính nghiệp lực này đưa người ấy tiếp tục tái sanh kiếp mới của con người, khi giấc mộng này vừa tan biến. Giấc mộng này vừa tan thì thân tứ đại cũng vừa dừng hẳn, nghĩa là thân tứ đại này không còn phục hồi lại được nữa. Trong thời gian nằm mộng thì gương mặt người chết biểu lộ qua màu sắc, hoặc những nếp nhăn, cao có, hung dữ, hoặc hân hoan, vui mừng, hiền lành, vân vân. Đúng như con đã nghĩ, người chết có khi mặt trắng bạch, có khi vàng khè, hoặc có khi xám xịt, vân vân, rồi trở lại bình thường giống như người đang ngủ. Không phải chỉ có sự thay đổi màu sắc và nếp nhăn, mà còn nhiều tướng trạng hiện trên gương mặt, ghê sợ như trợn trừng mắt, há hốc miệng, miếm chặt môi, cắn răng như giận dữ hoặc le lưỡi, hoặc nói lập bập trong miệng, có khi cười, có khi khóc, có khi gương mặt biểu lộ ra sự sợ hãi, cũng có khi gương mặt biểu lộ ra sự hân hoan vui mừng. Và cuối cùng, giấc mộng cận tử nghiệp tan biến, thì gương mặt kia trở lại bình thường như người đang ngủ. Nên tục lệ đậy mặt người chết, có lẽ để cho người sống đỡ sợ. Vậy, xin những bậc trí giả, các bậc trưởng lão cao niên, hiểu và biết rõ phong tục tập quán này, xin mách dùm, chớ trong giáo lý của Đạo Phật không có dạy điều này. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn trước. Tại sao phải trói buộc tay chân người chết? Hỏi: Kính thưa Thầy, tại sao người chết phải buộc tay chân vào hai bả vai? Đáp: Theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, có rất nhiều truyền thống mê tín dị đoan kỳ lạ theo từng vùng địa phương. Đây cũng là một phong tục tập quán ở miền Bắc cũng như ở miền Nam. Khi nhà của người chết thì người ta nhốt mèo lại hết. Những ông bà xưa dạy, khi trong nhà của người chết không cột tay chân vào bả vai thì sẽ bị quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng tức là những linh hồn người chết oan ức, chết bất đắc dĩ, chết tức tối, chết không kịp trăn trối gì cả. Những linh hồn người này không đi đầu thai được, sống vất dưỡng theo đình, theo miếu, theo cây cao bóng mát. Thấy người nào hạp với họ thì bắt bệnh đau. Thấy người nào chết mà hơ hỏng không chịu cột tay chân thì nhập vào, khiến cho thầy ma bật dậy chạy điên khùng. Đụng vào người nào thì người đó cũng chết theo. Khi đụng như vậy, dù vào người hay cây cối thì cây ma cũng bật té chết trở lại. Do đó người ta sợ trường hợp này xảy ra nên mới cột tay chân vào bả vai, để tránh trước tai họa cho gia đình và những người khác. Trong miền Nam, khi nhà của người chết, người ta không cột tay chân người chết lại, mà lại nhốt mèo, vì trong những con mèo sẽ có con mèo gọi là linh miêu. Nếu con mèo này nhảy ngang qua thây người chết, thì thây ma đứng dậy, chạy và đụng ai thì người ấy chết. Cho nên có người chết trong nhà đều nhốt mèo lại hết. Bây giờ không còn tục lệ đó nữa. Trong kinh sách nguyên thủy của Phật giáo không có dạy những điều này. Thường dạy làm những điều thiện, tránh xa những điều ác, và đập phá những điều mê tín dị đoan, nhất là xóa bỏ thế giới tưởng siêu hình, hoàn toàn không chấp nhận. Cho nên những gì mê tín dị đoan do các phong tục truyền thống của dân gian có tính cách mơ hồ, trừu tượng, không thực tế, thì Đức Phật nhẹ nhàng uốn nắn. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, ta phải nương theo trí tuệ Phật, quán chiếu cái gì đúng, cái gì sai, để lần lượt dẹp bỏ, cho cuộc sống bớt rườm rà và phiền toái. Vì những tục lệ không lợi ích thiết thực, nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta càng vô minh và càng lạc hậu hơn. Nếu cuộc đời còn chấp nhận những điều mê tín lạc hậu, còn mang đầy ắp những truyền thống của tổ tiên mơ hồ, trừu tượng, có tính cách vô lý mà không chịu dứt bỏ, vẫn cứ mang cổng trên vai, trên cổ mãi, không chịu bỏ xuống, thì quả là người đó quá u mê, vô minh và lạc hậu, không tiến bộ theo kịp thời đại khoa học đang hiện đại hóa cuộc sống loài người. Thầy tụng. Hỏi: Kính thưa Thầy, các cư sĩ tại gia ngày nay học hỏi kinh sách Đại Thừa dạy về tán tụng, cúng bái làm Bồ Tát hạnh. Các vị ấy tự xem mình tài giỏi hơn ai hết, hơn cả các thầy ở trong chùa nữa. Thưa Thầy, như vậy có đúng không? Đáp: Đại Thừa chế ra Bồ Tát giới để cho hàng cư sĩ thọ giới Bồ Tát làm việc từ thiện, giúp mọi người cúng bái tế lễ. Đó là một hình thức của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo chia người Bà La Môn làm 3 giai đoạn. 1. Bà La Môn giáo còn nhỏ thì phải học tập thông suốt kinh điển cúng bái, tế lễ. Đây là giai đoạn học tập. 2. Bà La Môn giáo trung niên chuyên cúng bái, tế lễ, sống ăn mặc như người thế tục, giống như cư sĩ bây giờ, gọi là phạm chí. Đây là giai đoạn làm từ thiện, tức là Bồ Tát hạnh. 3. Bà La Môn giáo tuổi già, bỏ nhà cửa, gia đình thân quyến, xuất gia đi tu, nhưng đầu không có cạo. Đây là giai đoạn tu hành của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ tụng niệm, cúng tế, làm Bồ Tát hạnh là Bà La Môn tụng niệm. Cho nên hình thức tổ chức của Đại Thừa là của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ hành nghề cúng tế niệm tụng là một Bà La Môn. Họ không phải là một người tu, mà là một người bình thường như thế tục, chỉ hơn người khác là có đọc kinh sách Vệ Đà và các nghi thức cúng tế. Thọ giới Bồ Tát rồi tự xưng mình là Bồ Tát. Giới Bồ Tát cũng tự họ đặt ra, nên bản chất ngã mạn tự kiêu của họ rất lớn. Những người này ta không nên trách, vì họ là cư sĩ Bà La Môn chứ không phải cư sĩ đạo Phật. Đáng trách là trách quý vị từ kheo đầu cạo, mặc pháp y mà đi làm chuyện mê tín gạt người khác. Chứ còn các vị cư sĩ Bà La Môn này, họ hành nghề của họ, ta không nên trách họ làm gì. Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi. Hỏi: Kính thưa Thầy, lúc cha mẹ còn sống không phụng dưỡng, đến khi cha mẹ chết làm ma chay thật to để lấy tiếng ở đời, thì có nghĩa lý gì phải không, thưa Thầy? Đáp: Lúc cha mẹ còn sống phải lo phụng dưỡng để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Lúc cha mẹ chết chỉ là ma chay đơn giản, giữ gìn sự im lặng trong những ngày mất mẹ, mất cha, nhớ đến công lao mẹ cha lo làm lụng vất vả, nuôi con lớn khôn nên người hữu dụng cho xã hội. Công ơn ấy rất lớn, không thể lấy gì sánh được. Cha mẹ chết mà làm ma chay linh đình là báo hiếu hình thức, làm như thế là để che mắt thế gian. Đạo Phật dạy chúng ta làm những điều chân thật, sống thích trầm lặng đơn giản, thiểu dục tri túc. Chết thì an táng đơn giản rồi đem đốt, không cần quan quách sang trọng, không cần nhạc lễ, cúng bái tụng niệm. Chỉ cần giữ vệ sinh chung, đừng để ô nhiễm môi trường sống. Vì thân tứ đại do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Chết thì đất, nước, gió, lửa trở về đất, nước, gió, lửa. Đức Phật nhìn thân tứ đại là một pháp vô thường, bất tịnh, không có gì đáng quý và lưu giữ, nên khi chết đem đốt bỏ. Nên Phật và các đệ tử của Ngài khi chết đem thiêu đốt bỏ. Trong khi ấy, các nhà Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản khi chết tìm mọi cách để lại nhục thân. Có lần về thăm miền Bắc, chúng tôi có đến thăm nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Đó là hai bộ xác khô. Phật giáo Tây Tạng muốn giữ xác thân phải bỏ ruột gan rồi ướp xác chết bằng thuốc. Trung Quốc và Việt Nam thì lại ướp xác bằng chất thuốc đặc biệt bởi không có nước. Gần đây Trung Quốc và Việt Nam khai quật một nhà mồ và đã nhận được rất nhiều nhục thân toàn là cung nữ, quan chức, vua chúa như trong báo Nguyệt Sang Giác Ngộ số 35, Di ấn Phật giáo trong nền văn hóa mộ táng cổ ở Nhật. Năm 1963-1965, vô tình các nhà khảo cổ đã khai quật được xác ướp của vua Lê Vũ Tông từ thời Lê Trịnh. Xác còn nguyên như vua còn đang an tịnh giấc nồng. Huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, ở nhà máy thuốc lá, vô tình đào được hai cái xác của hai vũ nữ đời nhà Lê. Xác ướp của bà Phan Thị Tuyên Châu, vợ Thượng thư Trụ Quốc Đặng Đình Tướng thời Lê Trịnh ở Phủ Lý, Hà Nam vào năm 1968. Tại xóm Củi, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã khai quật lăng mộ bà Nguyễn Thị. Thi thể còn nguyên vẹn, thậm chí còn rất đẹp, cơ bắp còn co duỗi được. Nhiều lít nước được các nhà y học truyền vào cơ thể bà, vẫn hết dưới da thịt, tưởng như bà đang ở bệnh viện. Gần đây, như xác ướp Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẹn như nằm ngủ. Chúng tôi đi đến đám tang vị bí thư tỉnh Tây Ninh, xác được tẩm liệm trong một quan tài bằng kính, từ khi chết đến giờ phút đi an táng, xác vẫn như người ngủ, không thấy hôi thối sình trương, chảy nước vàng như các đám tang của dân sự. Qua những nhục thân của quan, vua và các thiền sư để lại, thì chúng tôi có một xác định rõ ràng. Nếu một vị thiền sư muốn giữ xác thân của mình mà không cần phải ướp thuốc, thì thiền sư ấy phải nhập diệt thọ tưởng định. Từ trường của diệt thọ tưởng định bảo vệ thân xác, không có một vật gì xâm thực phá hoại cơ thể được, nên xương cốt và da thịt luôn luôn tươi như người còn đang sống, chứ không phải bộ xương khô. Báo chí có đăng tin bên Đài Loan, người ta đã khai quật mộ của một vị sư được an táng trong một cái lọ và cơ thể còn nguyên vẹn, không phải là bộ xương khô như nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Qua báo chí tin tức đài, chúng tôi có nhận được nhiều tin tức về nhục thân. Đến khi xem các bộ nhục thân này, chúng tôi chẳng thấy có từ trường thiền định nào xung quanh nhục thân ấy. Do đó, chúng tôi xác định những nhục thân này được để lại có nhiều cách ướp xác hoặc để khô giữ không nước, gió, thâm thực thì cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Tóm lại, Đạo Phật nhìn cơ thể con người là một hợp duyên không có thật, bất tịnh và uế trượt, nên chết là thiêu đốt, không có giữ lại, không coi nó là một vật quý. Vì thế khi Đức Phật và các đệ tử của Ngài tịch đều thiêu đốt, không có vị nào để lại nhục thân. Huyền thoại Ngài Ca Diếp ôm Y Bát vào núi Kê Túc nhập diệt thọ tưởng định, để chờ Đức Phật Di Lặc ra đời trao Y Bát cho. Đó là một câu chuyện bịa đặt của các tổ sau này. Đức Phật nhìn các pháp trong thế gian này là vô thường, nên Ngài đâu có cần gì mà trao Y Bát, chỉ có Di Chúc, nên lấy giới luật và giáo pháp làm thầy mà tu hành. Đời người khổ là vì luôn chấp mọi thứ, chấp thân, chấp tâm, chấp pháp, để mà chịu khổ với sự lòng chấp đó, sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi. Từ những sự việc đó, Phật giáo Đại Thừa triển khai phần lấy vải thưa che mắt, cho nên có những bài tán tụng ma chay như ngày nay chúng ta đã thấy. Sự lừa đảo này chỉ gạt những người vô minh, chứ những người đã am hiểu Phật giáo chân chánh thì không gạt được. Hầu hết lối tụng niệm ma chay của Đại Thừa đều là lối lừa đảo, che mắt thế gian, chứ chẳng có ích lợi gì, mà làm cho người sống hao tổn tiền của và vất vả trong những ma chay cúng tế. Cầu mà chẳng có gì thì lấy cái gì mà siêu? Thấu rõ được như vậy mới thấy Phật giáo Đại Thừa là một giáo pháp vay mượn của một tôn giáo và phong tục con người để thỏa mãn sự ngu si của con người đang sống trong thế giới tưởng siêu hình. Chết là sự nối tiếp của luật nhân quả. Hỏi: Kính thưa Thầy, bên kia cõi chết, tử thần đã cướp đi người bạn đời của con. Hiện nay đời sống bỗng trở nên vô vị, cuộc đời đầy tẻ nhạt, chán chường, hạnh phúc đã mất đi không bao giờ trở lại. Người ấy đã đi xa đi mất, số phận duyên nợ chỉ có thế thôi. Nhưng có lúc con cầu mong cho họ được bình an, nhưng con lại thấy có cái gì không ổn đối với họ. Thân tứ đại này có phải là đất, nước, gió, lửa, hợp lại rồi tan đi? Đó là số phận phải không thưa Thầy? Xin Thầy chỉ cho con biết. Đáp: Không có sự sống sau khi chết, mà chỉ có sự nối tiếp của luật nhân quả. Với trí hữu hạn của con người, không thể hiểu thấu được sự tiếp nối của định luật nhân quả luân hồi, nên thấy có sanh và có tử. Sự thực sanh tử là một diễn biến của luật nhân quả, xác định sự vô thường của các pháp trong thế gian này. Các pháp trong thế gian này đều chịu luật vô thường, sanh diệt của nhân quả. Vì thế, không có pháp nào trong thế gian này ra khỏi sự chi phối của luật nhân quả, nên các pháp thường sanh diệt theo chu kỳ tuần tự của định luật, và mỗi pháp phải chịu sự biến dịch. Người bạn đời của con gặp nhau trong duyên nhân quả để trả vay. Giờ hạ huyệt. Hỏi: Kính bạch Thầy, khi linh cữu đưa ra khỏi nhà, vào lúc hạ huyệt có phải xem giờ không thưa Thầy? Người mới chết có cần phải cúng cơm 49 ngày mới thôi không thưa Thầy? Đáp: Theo sự mê tín lạc hậu của những người xưa, thường sống trong tưởng thức, nên dễ bị ảnh hưởng của sách vở mê tín phi đạo đức của nền văn minh Trung Quốc, cho nên xem giờ tốt xấu rồi mới được chôn cất để không ảnh hưởng xấu đến con cháu sau. Không bao giờ có diêm dương bắt nạt, có ngục tốt la hét mắng chửi, nạt nộ, hành hạ vân vân. Thời đại khoa học hiện đại, sự hiểu biết quá rõ ràng, đâu còn mê tín lạc hậu như những ngày xưa. Chết mà còn mặc những chiếc áo như vậy chẳng có tác dụng gì cả, chỉ là một trò cười lố bịch cho thiên hạ. Bị kinh sách mê tín lừa đảo mà không biết, thật là ngu si hết chỗ nói. Nói thế, chứ tin hay không tin là tùy quý vị. Chúng tôi chẳng có quyền và chẳng có trách nhiệm gì cả trong vấn đề mê tín dị đoan. Mất tiền, mất của là mất của quý vị, chứ chúng tôi chẳng có hao tốn gì cả. Ở đây nói là để cùng nhau suy ngẫm cuộc sống con người, đâu đúng, đâu sai, đâu tà, đâu chánh, đâu thật, đâu giả, vân vân, để cho mọi người sống an vui hạnh phúc, không làm khổ mình khổ người. Đó là tâm nguyện của chúng tôi. Kinh Kỳ Cầu và Điệp Phái. Hỏi: Kính bạch Thầy, người tín đồ Phật giáo nào hay đi chùa được cho một quyển Kinh Kỳ Cầu nhỏ bằng bao thuốc lá, để khi chết bỏ vào túi áo mang theo. Khi gặp quỷ sứ tra xét, đưa cuốn kinh này ra, quỷ sứ biết đó là đệ tử của Phật, không tra xét và không buộc tội. Người nào đến chùa được làm lễ quy y Tam Bảo thì được phát cho lá phái hay tờ điệp. Khi chết, một tờ đem thiêu đốt cháy thành tro than, đem bỏ xuống giếng hoặc mang ra sông bỏ. Một tờ xếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết. Một tờ xếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết mang đi. Làm như vậy có đúng không thưa Thầy? Mong Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Điệp phái quy y Tam Bảo là do Phật giáo bị phân chia ra làm nhiều bộ phái. Các tổ mới biết số người theo Phật giáo bao nhiêu nên lập ra điệp phái. Khi truyền giáo từ Trung Quốc sang Việt Nam, các tổ Đại Thừa biến tờ điệp phái thành loại giấy thông hành cho người chết. Khi xuống địa ngục, nhờ những tờ điệp phái này mà Du Diêm Vương cùng quỷ sứ giảm khinh tội trạng và sớm được đầu thai. Nếu ai không có giấy này thì không được giảm tội, và có thể ở tù chung thân không được đi đầu thai. Đây cũng là một sự lừa đảo, lường gạt của các nhà sư Đại Thừa để lôi cuốn người khác theo tôn giáo mình. Cũng như thời Pháp thuộc cai trị ở Việt Nam, người dân bản xứ nào được giấy tờ giặc Pháp cấp nhập quốc tịch Pháp thì hưởng mọi quyền lợi và không bị bắt bớ tù tội. Cho nên người nào được làm lễ quy y Tam Bảo là được nhập quốc tịch Thích Ca, và quỷ sứ Du Diêm Vương không hành phạt. Thật là một điều bất công, phi đạo lý. Sống trên dương gian chuyên làm điều ác, chỉ cần có giấy điệp phái của các thầy Đại Thừa hay Phật cấp cho là khỏi bị tù tội. Các nhà Đại Thừa đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín, chuyên lừa đảo lường gạt người khác bằng những điều mê tín lạc hậu, phi đạo đức. Trong khi Đức Phật xác định, kẻ nào giết hại chúng sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu sẽ bị đọa địa ngục. Thế mà các nhà Đại Thừa đi ngược lại lời dạy của Đức Phật là một điều gian xảo. Chỉ cần có giấy chứng điệp là thoát tội địa ngục. Các nhà Đại Thừa lại còn dạy rằng khi trẻ con mới sanh đem vào chùa quy y Phật sẽ không bị tà ma quỷ quái bắt làm cho đau bệnh, hay hoặc trẻ mới sanh đem đến chùa quy y Phật sẽ được mạnh giỏi và không bị đau ốm nhờ chư Phật phù hộ cho mạnh giỏi. Trên đây là những điều mê tín mà quý thầy trong các chùa thường dạy tín đồ như vậy để thu hút tín đồ thường đến chùa cúng bái. Chỉ cần dạy bảo những điều mê tín đó là các thầy chẳng tu hành gì, ngồi không mà ăn, ngồi trong mát ăn bát vàng. Khoảng 10 năm gần đây có xuất hiện một loại kinh nhỏ bằng gói thuốc hút có tên là Kinh Kỳ Cầu. Trong Kinh Kỳ Cầu dạy, nếu có quỷ sứ hay Du Diêm Vương tra hỏi thì đưa Kinh Kỳ Cầu ra liền mới không bị tra hỏi và được đi tái sanh không xa địa ngục. Mạng chung số thác quỷ sứ hỏi cầu, đã có kỳ cầu. Diêm Vương tra hỏi, đứng lại mà nói, đã có kỳ cầu. Trang 2, trang 3. Đó là một loại mê tín phi đạo đức. Nếu làm tội lỗi, tức là làm ác, thì chỉ có làm việc thiện mới chuyển hóa được, để thoát khỏi cảnh khổ hay là cảnh địa ngục, chứ không phải có kỳ cầu là tiêu tai thoát nạn. Thật là những tà giáo Đại Thừa bày nhiều điều phi đạo đức. Kinh Kỳ Cầu là một loại kinh tà giáo ngoại đạo, mượn danh Phật Pháp để lừa đảo tín đồ Phật giáo làm việc mê tín lạc hậu. Kinh Kỳ Cầu giống như giấy thông hành của giặc Pháp, cấp cho những người dân bản xứ trong vùng chúng đã chiếm trong thời chiến tranh. Trong kinh này còn dạy, nếu ai có kinh này thì chư Phật mới biết mà cứu độ. Chẳng có kỳ cầu, Phật mới biết đâu, lâm chung cứu độ. Trang 9. Đúng là một loại kinh tà giáo. Chỉ cần cuốn kinh, chứ không phải cần tấm lòng giải thoát. Trong khi ấy, Đức Phật dạy phải ly dục, ly ác pháp thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tịnh độ hay là cực lạc. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Kinh Pháp Cú. Tự tịnh kỳ ý tức là tâm ly dục, ly ác pháp, tức là tịnh độ hay cực lạc hiện tiền. Làm ác thì phải chịu tội, thọ khổ, thọ tai ương, chứ không có ai cứu mình được. Phải dứt trừ làm các điều ác, thường làm các điều thiện thì vạn tội tiêu trừ, chứ đâu phải tụng kinh mà được vạn tội tiêu trừ. Tụng kinh kỳ cầu vạn tội tiêu thiên, trang 4. Họ còn nói, cần mang theo trong người để đi đường, đều có thần nhân ủng hộ lúc sống cũng như khi chết. Bỏ kinh vào ngực áo người chết. Kinh bỏ túi áo để mà hộ thân, đi xa về gần, tiên thần ủng hộ, trang 15. Đến ngày lâm chung, con cháu có lòng, bỏ vào trong ngực, thiên trừ tống thực, Phật độ về Tây, trang 15. Đấy là những giọng lừa đảo, dối gạt người, khiến cho những người ngu si mê muội tin tưởng. Tóm lại, từ tờ điệp phái biến thành bùa hộ mạng trị bệnh trẻ con đến giấy thông hành đi đường là một sự lừa đảo của giáo pháp Đại Thừa mà trong các chùa hướng dẫn Phật tử. Đây là giáo dục tín đồ mê tín lạc hậu để dễ bề móc tiền một cách công khai mà pháp luật nhà nước không bắt tội cướp giật tài sản công dân. Làm điều ác tâm còn đầy đủ tham sân si, nếu được về Tây Phương thì Tây Phương không còn là cực lạc mà là địa ngục, vì bọn người này sẽ về đó trộm cắp lung tung. Kinh này viết ra chỉ gạt người vô minh, người còn lạc hậu, mê tín, chứ làm sao gạt những người tu sĩ chân chánh đệ tử của Phật được. Tại sao vậy? Tại vì toàn bộ đệ tử của Phật được dạy về đạo đức nhân quả, nên không có một giáo pháp mê tín nào lường gạt được. Chỉ có những người chưa học đạo đức nhân quả thì dễ bị kẻ khác lừa đảo. Là một tín đồ Phật giáo, chúng tôi rất đau lòng khi gặp những cuốn kinh này mạo danh Phật giáo, dạy dân gian làm những điều phi đạo đức. Cuối cùng, các con hãy cảnh giác. Tờ điệp phái là một giấy chứng thật các con đã quy y theo Phật, chứ không phải là bùa hộ mệnh và cũng không phải là giấy thông hành. Đó là cách thức lừa đảo của quý thầy Đại Thừa. Các con nên nhớ, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, tức là không cần phải giấy tờ chứng điệp gì hết. Nếu lòng của các con hướng về Phật, Pháp, Tăng để tìm đường thoát khổ của cuộc đời, thì khi thực hành với tất cả tâm thành, các con sẽ thấy sự giải thoát thật sự. Đó là các con đã quy y Phật, Pháp, Tăng rồi. Đời sau người ta muốn kiểm tra xem số tín đồ Phật giáo đã quy y được bao nhiêu mới bày ra điệp pháp. Tuần Thất hỏi: Kính bạch thầy, khi nhà có người chết, trong chùa quý thầy dạy làm tuần thất cho đến 7 thất, tức là 49 ngày, thường tụng kinh Địa Tạng Vương. Vậy thưa thầy, có lợi ích gì cho người chết và những người còn sống trong gia đình không, thưa thầy? Đáp: Xưa Đức Phật đã không chấp nhận thế giới siêu hình, thì làm gì có linh hồn người chết mà cầu siêu làm tuần thất tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Vương là một loại kinh mê tín của Đại Thừa giáo, do các tổ biên soạn ra dựa theo sự mê tín của những người dân còn lạc hậu, tin rằng người chết có linh hồn, nên kinh này đặt ra Bồ Tát Địa Tạng xuống địa ngục giải cứu những linh hồn tội lỗi. Nếu ai tụng kinh này và cúng bái tế lễ, sẽ được Ngài Địa Tạng cứu khổ, thoát khỏi vòng lao lý của địa ngục. Khi người mới chết, linh hồn được quỷ sứ bắt về hành tội. Do lúc ông bà ở trên dương thế làm điều ác đức, nên chết xuống địa ngục, bị hành xử đủ mọi cực hình. Nên khi trong nhà có người chết, phải đến nhờ quý thầy Đại Thừa đến tụng kinh cầu siêu, mà thường là đem kinh Địa Tạng Vương ra tụng, để cầu Ngài cứu họ thoát cảnh địa ngục. Mỗi thất đều có cúng dâng lên hương hoa, trà quả, cùng những thực phẩm bánh trái, cơm canh cúng chư Phật, và cầu Ngài Địa Tạng xuống địa ngục giải cứu. Suốt trong 49 ngày được cúng bái như vậy, thì vong linh người chết sẽ khỏi tội đi tái sanh. Làm như kinh sách Đại Thừa dạy như vậy là một điều phi đạo đức. Nhờ có làm tuần và tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày mà tiêu tội ư? Tức là trong 49 ngày, những người thân còn sống rước thầy tụng kinh và mua lễ vật cúng bái, đây là hành động phi đạo đức. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổ Nguyện dạy: Như có người nào sắp mạng chung, hành thân quyến trong nhà, nếu có vay trả. Khi vay trả xong, thì phải theo định luật nhân quả tiếp tục trả vay sự việc khác. Con không thấu hiểu điều đó, nên tạo thêm nhân quả thương nhớ rằng rịch và trói buộc. Không phải trói buộc với nhân quả của người đã mất, mà trói buộc cái nhân quả tương ưng. Lòng thương nhớ của con sẽ gặp nhân quả tương ứng với lòng thương nhớ đó để mà trả vay, vay trả. Còn nhân quả kia, tức là người bạn đời của con, đã trả vay xong thì không còn tương ưng với con nữa. Cho nên, con quá vô minh và điên đảo, đã thương nhớ một nhân quả, để rồi phải gặt lấy một nhân quả khác đang trói buộc, kiết sử. Để kiếp sống đời đời chẳng bao giờ thoát ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi. Con muốn tu hành giải thoát, thì hãy đoạn dứt sợi dây kiết sử này. Sợi dây kiết sử này là con đường tiếp tục sanh tử luân hồi đầy đau khổ mãi mãi. Tình cảm của con người là một sợi dây rất khó bứt. Nếu không thấu suốt được luật nhân quả, thì không bao giờ đoạn sạch được ái kiết sử. Người tu theo đạo Phật thấy ái kiết sử như một con rắn độc. Nó từng đem đến nọc độc khổ đau cho loài người. Con là một con người đang bị nọc độc của ái kiết sử. Một người vợ khóc chồng, một người chồng thương vợ là ái kiết sử. Một người mẹ thương con, một người con thương mẹ là ái kiết sử. Nói chung, tất cả các tình cảm thương yêu nhau là ái kiết sử. Người nào đã bi lụy vì tình cảm yêu thương ấy, trong đạo Phật gọi là đã bị nọc độc rắn nhân quả cắn. Kẻ nào đoạn đứt được nọc độc này là kẻ đó làm chủ rắn độc nhân quả. Nếu không làm chủ được nhân quả, thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ bị nọc độc rắn nhân quả, làm cho ta sống trong cảnh khổ đau, triền miên bất tận. Con cần phải thấu suốt luật nhân quả, để không còn buồn khổ vô ích. Trong luật nhân quả, khi một người mất đi, thì chỉ còn nghiệp lực của nhân quả tiếp tục tái sanh luân hồi. Và người bạn đời của con đâu còn cái gì gọi là người bạn của con. Thế nên, sự thương nhớ của con chỉ là nhớ lại một hình bóng ảo tưởng của con mà thôi. Cũng như hiện giờ, trong kiếp sống này con có bao giờ nghĩ đến thương người bạn đời trong kiếp quá khứ của mình chăng? Chắc điều đó không bao giờ có, phải không con? Cũng như người bạn đời của con đã chết, thì trong kiếp khác họ đâu có còn nhân quả để mà nhớ đến con nữa. Trong họ chỉ biết kiếp hiện tại của họ mà thôi. Cũng như con bây giờ cũng vậy, chỉ có vô minh điên dại đi khóc nhân quả. Nhân quả có nghĩa lý gì đâu. Nó là những hành động của con rắn độc ái kiết sử. Nó đã làm khổ loài người trên hành tinh này, khiến cho nước mắt của con người còn nhiều hơn nước biển. Trên hành tinh này, duy nhất chỉ có đạo Phật mới dạy con người về lý nhân quả. Không có một giáo phái nào mà dạy chúng ta làm chủ như vậy được. Con đủ phước duyên tu tập, hãy dứt sạch ái kiết sử đó đi. Đừng thương giai khóc mướn nhân quả, chẳng có ích gì mà tự con đã làm khổ lấy mình. Triệu Linh tiếp Linh hỏi: Kính thưa Thầy, lúc lâm chung, theo chúng con nghĩ vong linh vẫn còn trong nhà. Khi mời Thầy cúng đến làm lễ phải triệu vong, tiếp vong rồi mới tụng kinh. Như vậy có đúng không thưa Thầy? Đáp: Theo đạo Phật, khi một người chết, tức là thân tứ đại tan rã. Mà thân tứ đại tan rã thì thân ngũ uẩn không còn sót một thứ gì, nghĩa là tất cả đều hoại diệt sạch. Không có vong linh và thần thức nào còn, chỉ còn lại nghiệp lực của các hành động thiện, ác và nghiệp lực tiếp tục tái sanh luân hồi. Cho nên, đối với đạo Phật, không có triệu linh và tiếp linh, vì có linh đâu mà triệu và tiếp. Cái không có người ta tưởng ra cho có, thì đó là mù quáng vô minh. Người Phật tử không nên nghe theo lời dạy vô minh này. Tất cả thế giới hữu hình có con người và vạn vật, cỏ, cây, đất, đá, núi, sông, dưới đôi mắt của Đức Phật, chỉ là những hình ảnh huyễn giả, những cảnh tưởng tri không có thật, thì cái thế giới vô hình làm sao có thật được mà cầu, mà cúng, mà triệu linh tiếp linh. Nếu thế gian này có thật, thì phải có một vật hằng còn. Nhưng dòng lịch sử của loài người chưa chứng minh có một vật gì hằng còn, tất cả đều hoại diệt theo thời gian. Linh hồn báo mộng hỏi: Kính thưa Thầy, trong thời gian từ lúc mới chết đến 49 ngày, người trong nhà thường hay nằm mộng thấy người chết về. Vậy có phải linh hồn người chết về báo mộng hay không? Đáp: Trong nhà có người mới chết, không những 49 ngày, mà còn nói rằng có thể đến mãn tang 2 năm, vẫn còn nằm mộng thấy người chết. Đó không phải linh hồn về báo mộng, mà chính tưởng ấm của người thân trong gia đình. Vì tình cảm thương nhớ người mất nên tưởng ấm xuất hiện giấc mộng để gặp người thân, chứ không có linh hồn nào cả. Giấc mộng do tưởng thức hoạt động mà thành. Nó thể hiện tình cảm tâm lý và sự ước ao của người sống đối với người chết. Người thân thương nhớ người quá cố thì nằm mơ thấy người chết về. Ước muốn thì sẽ nằm mộng, thấy thành tựu điều ao ước như trúng vé số, hoặc giao cảm nằm mộng, thấy sự việc hay tai nạn xảy đến đều có đúng như thật. Đó là tưởng giao cảm biến thành mộng báo trước, trực giác qua mộng. Còn các loại trực giác khác như trực giác qua thân, máy mắt, hồi hộp tim đập, trực giác qua tâm, tâm lo lắng nghĩ ngợi. Nói về mộng thì quý Phật tử đừng nghĩ rằng có linh hồn người chết, mà hãy biết đó là tưởng thức tự tạo ra bối cảnh theo tâm lý tình cảm của con người rồi nó tự hiện. Chủ khách đều là nó cả. Trong thân ngũ uẩn, nó là tưởng uẩn. Còn gọi về thức thì nó gọi là tưởng thức. Còn gọi về dục thì nó gọi là tưởng dục. Còn gọi về vô minh thì nó được gọi là vô minh tưởng. Và gọi về trí tuệ thì nó gọi là tưởng tuệ. Còn gọi về tri kiến thì nó gọi là tưởng kiến. Còn gọi về tri thì nó gọi là tưởng tri. Tạo điều thiện giúp người chết. Hỏi: Kính thưa Thầy, khi trong nhà có người chết, mọi người đều làm điều thiện cố hồi hướng cho người chết để được siêu thoát. Thưa Thầy, như vậy người chết có được siêu thoát không? Đáp: Theo luật nhân quả, ai làm thiện sẽ hưởng được phước, chứ không thể người khác làm thiện mà mình được hưởng phước. Được phước như vậy là không công bằng. Vì công bằng thì phải tự người nào làm điều thiện thì người đó hưởng. Nên Đức Phật dạy: Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay cho các con được. Lời dạy như vậy tức là đứng trên đạo lý công bằng. Mọi người muốn thoát khổ thì phải tự mình làm điều thiện, chứ không ai làm điều thiện giúp mình được. Như các Phật tử đã biết, vì làm điều ác mà tâm mình phải khổ, còn người khác làm điều thiện mà tâm mình hết khổ sao được. Chỉ có tự mình làm điều thiện thì tâm mình mới hết khổ. Cho nên, có làm điều thiện để hồi hướng cho người chết, thì người chết vẫn thọ khổ, mà người sống làm điều thiện thì người sống hưởng, còn người chết thì không hưởng gì cả. Đức Phật dạy, trên con đường giải thoát ấy, phải độc lộ, độc trình, không ai đi thế cho ai được. Cũng như cha mẹ đau, đứa con có thương cha mẹ cách gì cũng không đau thế cho cha mẹ được. Ngược lại, cha mẹ cũng vậy, dù thương con cách mấy, cũng không thay thế sự đau khổ của con được. Đó là định luật công bằng của nhân quả, mà không ai có thể chuyển hóa nghiệp của kẻ khác được. Chiếc áo không che được mắt thánh. Hỏi: Kính thưa Thầy, lúc sống không tu tập trau dồi thiện pháp, không sửa tâm tánh những thói hư tật xấu, sống không nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, luôn luôn tạo khổ cho mình và cho người khác. Đến khi chết, mặc áo lục thù, áo hải hội, có tác dụng gì không? Đáp: Kinh sách Đại Thừa thường soạn viết ra những điều phi đạo đức, sống làm điều ác, gian tham, tật đố, háo danh, tham của cải, tài sản, đủ mọi mánh khóe, thủ đoạn, giết người, cướp của, hại mạng chúng sanh, chẳng chút lòng lành, chẳng biết thương xót ai hết, chỉ biết có mình là trên hết. Đến khi chết chỉ cần mặc áo lục thù hoặc áo hải hội, đi xuống Diêm Đình, không ai bắt tội. Vì quỷ sứ, ngưu đầu, mã diện, ngục tốt đều biết đó là đệ tử của Đức Phật, nên dị tình tha thứ. Đó là một hình thức trong muôn ngàn hình thức lừa đảo, lường gạt tín đồ của kinh sách Đại Thừa. Đối với những người còn nhẹ dạ, non lòng, trình độ hiểu biết còn thấp kém, chịu ảnh hưởng sâu nặng những phong tục tập quán lâu đời, nó đã biến thành thói quen, nên có hữu sự chuyện gì thì cứ theo lời dạy trong kinh sách đó mà làm, chẳng dám ném bỏ. Nhưng dù có biết sai chăng nữa, nếu không làm thì chịu không được, hoặc sợ mọi người lên án hay chê cười bất hiếu, không thông kinh sách thánh hiền. Đạo đức nhân quả là một đạo luật rất công bằng và công lý. Giả thuyết, nếu Đức Phật có làm những tội ác mà đã đi xuống địa ngục, dù có mặc 100 chiếc y, 25 điều, thì luật nhân quả cũng sẽ không tha tội ông, vẫn hành tội đúng như những người khác làm tội ác mà không có chút nào thiên vị. Cho nên, các cư sĩ đừng nghe theo kinh sách Đại Thừa, rồi chừng đó sẽ hối hận, ăn năn không kịp. Đừng lấy giải thưa che mắt thánh, đừng lấy chiếc áo đạo mà che giấu luật nhân quả. Hãy sống đúng luật nhân quả, đừng làm khổ mình, khổ người, thì dù có sống trong cảnh giới nào thì cũng được an vui, hạnh phúc, có chết đi về cõi nào thì cũng là cõi cực lạc thiên đàng, chẳng bao giờ biết sợ đọa địa ngục mà chẳng cận tử nghiệp. Vừa rồi chúng tôi được đọc một cuốn sách tựa đề Sự sống sau khi chết. Đọc xong cuốn sách này, nếu người nào không tu tập theo giáo lý nguyên thủy của Đạo Phật và không có chứng nghiệm Pháp hướng tâm thì chắc chắn phải tin rằng có thế giới siêu hình. Toàn bộ cuốn sách, tác giả đã lượm lặt những mẩu chuyện cận tử nghiệp. Tác giả này chưa bao giờ tìm hiểu Phật giáo, và nếu bây giờ có tìm hiểu và nghiên cứu Phật giáo thì ông ta vẫn hiểu lầm lạc, vì một đám mây mù của giáo pháp Đại Thừa đã che phủ và lấp kín lời dạy của Đức Phật. Những mẩu chuyện cận tử nghiệp của bao nhiêu người lâm sàng trên giường bệnh, trong bệnh viện, đều cho đó là trạng thái của cuộc sống sau khi chết. Họ đâu biết rằng, trong thân tứ đại này, khi con người còn sống thì có cả hai thế giới hữu hình và vô hình. Nhưng khi thân tứ đại này chết, thì cả hai thế giới đều diệt. Khi thân này còn sống, cái gì hoạt động trong thế giới hữu hình và cái gì hoạt động trong thế giới vô hình? Khi còn sống, con người hoạt động trong thế giới hữu hình bằng sắc thức. Sắc thức gồm có 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Còn hoạt động trong thế giới vô hình thì chỉ bằng tưởng thức. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sống, làm mọi việc, thì ý thức điều khiển hoạt động do ý căn, tức là bộ óc và thần kinh. Khi ý thức ngưng hoạt động, giống như người đang ngủ, thì tưởng thức hoạt động sinh ra giấc mộng, hay gọi là chiêm bao, cũng do ý căn, bộ óc và hệ thần kinh. Cho nên, nếu một người bị bệnh tim, gan, phèo, phổi, vân vân, khi một trong những bộ phận đó ngưng hoạt động, người bệnh được xem như chết, nhưng thực sự chưa chết hẳn. Ý thức ngưng hoạt động, hơi thở dừng, tim không đập, nhưng hệ thần kinh tưởng còn hoạt động, tức là tưởng thức hoạt động, hay là còn chiêm bao. Giấc chiêm bao đó mọi người gọi là cận tử nghiệp. Thông thường trong cuộc sống, họ ưa thích làm những điều thiện, điều ác, đi chùa, đi nhà thờ, cúng bái, tụng niệm, ngồi thiền, ước vọng được sanh lên thiên đàng gặp Chúa, được vãng sanh về cực lạc Tây Phương gặp Đức Phật A-di-đà, được thấy hào quang, ánh sáng của chư thiên, chư Phật, Bồ Tát, vân vân. Đó là những người được theo các tôn giáo và được giáo pháp của các tôn giáo ghi những ấn tượng vào đầu óc của họ bằng những hình ảnh Chúa, Phật, ánh sáng, hào quang, hoa sen, thì cận tử nghiệp của họ sẽ thể hiện giấc mộng y như hình ảnh đó. Lợi dụng cận tử nghiệp, Tịnh Độ Tông sử dụng hộ niệm để giúp người sắp chết thực hiện giấc mộng trực giảng Tây Phương. Tịnh Độ Tông nghĩ rằng nghiệp cuối cùng, hay là cận tử nghiệp, có thể thực hiện được những ước ao và ý nguyện của con người lúc còn sống. Đó là về phần của những người có tôn giáo. Còn những người không tôn giáo thì cận tử nghiệp thực hiện giấc mộng theo tâm ham muốn danh lợi, thương yêu, mến tiếc, giận hờn, tức tối, thù hận, căm ghét, la hét, sợ hãi, vân vân. Đó là những điều làm ác. Ngược lại, làm thiện thì cũng thấy cảnh vui tươi, hoan hỷ, sung sướng, vân vân. Vì huân tập thành thói quen hay là nghiệp lực, lúc sắp chết, tưởng thức hoạt động tựa như giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao chỉ có 6 thức ngưng hoạt động, còn toàn bộ cơ thể đều hoạt động bình thường. Người sắp chết cũng ở trong trường hợp này. 6 thức ngưng hoạt động là do một tạng phủ nào bị hư hoại, không hoạt động được, chứ không giống như người ngủ chiêm bao. Khi tưởng thức hoạt động, người ta thấy mình xuất hồn ra khỏi thân và thấy thân đang nằm trên giường bệnh. Các y bác sĩ đang làm hô hấp cứu chữa. Lúc bấy giờ, duyên năm uẩn chưa phân ly, nên tưởng thức hoạt động. Bệnh nhân như nằm mộng, thấy hào quang, ánh sáng, chư thiên thần, chư tiên, chư Phật, chư Bồ Tát, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Quỷ Sứ, Ngưu Đầu, Mã Diện, Vua Diêm La, vân vân. Nhờ hô hấp cứu chữa của y, bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại, giống như một giấc mộng, và kể lại cho người thân nghe và cho rằng chắc chắn có sự sống sau khi chết. Con người không ngờ đó là một hình bóng do tâm ước muốn mà tưởng thức thể hiện qua giấc mộng. Nếu thật sự năm duyên ngũ uẩn phân ly, tan rã, thì chẳng còn gì là của ta nữa hết, chỉ còn lưu lại nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi cũng theo vô minh, tương ưng với vô minh theo hành động nhân quả của kẻ khác mà tái sanh, luân hồi kiếp khác. Cứ mãi mãi như vậy, trôi lăn trong dòng nước nghiệp muôn kiếp muôn đời. Tóm lại, con người từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả, và chết trở về nhân quả. Chẳng có thế giới siêu hình, chẳng có đấng tạo hóa nào cả, chẳng ai sanh ra chúng ta cả, và cũng chẳng có ai ban phước giáng họa cho ta được. Nếu chính chúng ta biết dừng dòng nước nghiệp, thì tất cả tai nạn, bệnh tật, đau khổ và sự tái sanh luân hồi đều chấm dứt. Tại sao người chết phải đậy mặt? Hỏi: Kính thưa Thầy, trong lúc nhà có người chết, tại sao lại phải phủ mặt? Theo con nghĩ, khi người chết, có người mặt trắng, có người mặt xám, có người mặt vàng khè. Như thế, tướng trạng của gương mặt thay đổi theo nhân quả của từng người, phải không thưa Thầy? Cho nên phải đậy mặt lại để cho người sống đỡ sợ hãi, phải không thưa Thầy? Đáp: Theo phong tục của dân tộc Việt Nam, khi có người chết đều có tục lệ đậy mặt. Nhưng sách phong tục tập quán Việt Nam do Toàn Ánh biên soạn cũng không nói đến tục lệ đậy mặt người chết. Trong kinh sách Phật giáo cũng không có dạy điều này, nhưng có dạy về cận tử nghiệp, tức là nghiệp lực trước khi chết. Khi một người vừa tắt thở, các duyên trong thân ngũ uẩn chưa phân tán, tức là chưa hoại diệt. Lúc bấy giờ, họ đang trải qua một giấc mộng. Giấc mộng đó báo cho biết đây là nghiệp cuối cùng của họ trong kiếp này chuyển sang kiếp mới. Giấc mộng đó cũng thể hiện một nghiệp lực, do huân tập nhân quả trải dài thời gian của một kiếp con người. Chính nghiệp lực này đưa người ấy tiếp tục tái sanh kiếp mới của con người, khi giấc mộng này vừa tan biến. Giấc mộng này vừa tan thì thân tứ đại cũng vừa dừng hẳn, nghĩa là thân tứ đại này không còn phục hồi lại được nữa. Trong thời gian nằm mộng thì gương mặt người chết biểu lộ qua màu sắc, hoặc những nếp nhăn, cao có, hung dữ, hoặc hân hoan, vui mừng, hiền lành, vân vân. Đúng như con đã nghĩ, người chết có khi mặt trắng bạch, có khi vàng khè, hoặc có khi xám xịt, vân vân, rồi trở lại bình thường giống như người đang ngủ. Không phải chỉ có sự thay đổi màu sắc và nếp nhăn, mà còn nhiều tướng trạng hiện trên gương mặt ghê sợ như trợn trừng mắt, há hốc miệng, miếm chặt môi, cắn răng như giận dữ, hoặc le lưỡi, hoặc nói lặp bập trong miệng, có khi cười, có khi khóc, có khi gương mặt biểu lộ ra sự sợ hãi, cũng có khi gương mặt biểu lộ ra sự hân hoan, vui mừng. Và cuối cùng, giấc mộng cận tử nghiệp tan biến, thì gương mặt kia trở lại bình thường như người đang ngủ. Nên tục lệ đậy mặt người chết có lẽ để cho người sống đỡ sợ. Vậy, xin những bậc trí giả, các bậc trưởng lão cao niên, hiểu và biết rõ phong tục tập quán này, xin mách dùm, chớ trong giáo lý của Đạo Phật không có dạy điều này. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn trước. Tại sao phải trói buộc tay chân người chết? Hỏi: Kính thưa Thầy, tại sao người chết phải buộc tay chân vào hai bả vai? Đáp: Theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, có rất nhiều truyền thống mê tín dị đoan kỳ lạ theo từng vùng địa phương. Đây cũng là một phong tục tập quán ở miền Bắc cũng như ở miền Nam. Khi nhà của người chết thì người ta nhốt mèo lại hết. Những ông bà xưa dạy, khi trong nhà của người chết không cột tay chân vào bả vai thì sẽ bị quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng tức là những linh hồn người chết oan ức, chết bất đắc dĩ, chết tức tối, chết không kịp trăn trối gì cả. Những linh hồn người này không đi đầu thai được, sống vất dưỡng theo đình, theo miếu, theo cây cao bóng mát. Thấy người nào hạp với họ thì bắt bệnh đau. Thấy người nào chết mà hơ hỏng không chịu cột tay chân thì nhập vào, khiến cho thầy ma bật dậy chạy điên khùng. Đụng vào người nào thì người đó cũng chết theo. Khi đụng như vậy, dù vào người hay cây cối thì cây ma cũng bật té chết trở lại. Do đó người ta sợ trường hợp này xảy ra nên mới cột tay chân vào bả vai để tránh trước tai họa cho gia đình và những người khác. Trong miền Nam, khi nhà của người chết, người ta không cột tay chân người chết lại mà lại nhốt mèo, vì trong những con mèo sẽ có con mèo gọi là linh miêu. Nếu con mèo này nhảy ngang qua thây người chết thì thây ma đứng dậy chạy và đụng ai thì người ấy chết. Cho nên có người chết trong nhà đều nhốt mèo lại hết. Bây giờ không còn tục lệ đó nữa. Trong kinh sách nguyên thủy của Phật giáo không có dạy những điều này. Thường dạy làm những điều thiện, tránh xa những điều ác và đập phá những điều mê tín dị đoan, nhất là xóa bỏ thế giới tưởng siêu hình, hoàn toàn không chấp nhận. Cho nên những gì mê tín dị đoan do các phong tục truyền thống của dân gian có tính cách mơ hồ, trừu tượng, không thực tế thì Đức Phật nhẹ nhàng uốn nắn. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, ta phải nương theo trí tuệ Phật, quán chiếu cái gì đúng, cái gì sai để lần lượt dẹp bỏ, cho cuộc sống bớt rườm rà và phiền toái. Vì những tục lệ không lợi ích thiết thực, nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta càng vô minh và càng lạc hậu hơn. Nếu cuộc đời còn chấp nhận những điều mê tín lạc hậu, còn mang đầy ắp những truyền thống của tổ tiên mơ hồ, trừu tượng, có tính cách vô lý mà không chịu dứt bỏ, vẫn cứ mang cõng trên vai, trên cổ mãi, không chịu bỏ xuống, thì quả là người đó quá u mê, vô minh và lạc hậu, không tiến bộ theo kịp thời đại khoa học đang hiện đại hóa cuộc sống loài người. Thầy Tụng hỏi: Kính thưa Thầy, các cư sĩ tại gia ngày nay học hỏi kinh sách Đại Thừa dạy về tán tụng, cúng bái làm Bồ Tát hạnh. Các vị ấy tự xem mình tài giỏi hơn ai hết, hơn cả các thầy ở trong chùa nữa. Thưa Thầy, như vậy có đúng không? Đáp: Đại Thừa chế ra Bồ Tát giới để cho hàng cư sĩ thọ giới Bồ Tát làm việc từ thiện, giúp mọi người cúng bái tế lễ. Đó là một hình thức của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo chia người Bà La Môn làm 3 giai đoạn. 1. Bà La Môn giáo còn nhỏ thì phải học tập thông suốt kinh điển cúng bái, tế lễ. Đây là giai đoạn học tập. 2. Bà La Môn giáo trung niên, chuyên cúng bái, tế lễ, sống ăn mặc như người thế tục, giống như cư sĩ bây giờ, gọi là phạm chí. Đây là giai đoạn làm từ thiện, tức là Bồ Tát hạnh. 3. Bà La Môn giáo tuổi già, bỏ nhà cửa, gia đình thân quyến, xuất gia đi tu, nhưng đầu không có cạo. Đây là giai đoạn tu hành của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ tụng niệm, cúng tế, làm Bồ Tát hạnh là Bà La Môn tụng niệm. Cho nên hình thức tổ chức của Đại Thừa là của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ hành nghề cúng tế niệm tụng là một Bà La Môn. Họ không phải là một người tu, mà là một người bình thường như thế tục, chỉ hơn người khác là có đọc kinh sách Vệ Đà và các nghi thức cúng tế, thọ giới Bồ Tát rồi tự xưng mình là Bồ Tát. Giới Bồ Tát cũng tự họ đặt ra, nên bản chất ngã mạn tự kiêu của họ rất lớn. Những người này ta không nên trách, vì họ là cư sĩ Bà La Môn chứ không phải cư sĩ đạo Phật. Đáng trách là trách quý vị từ kheo đầu cạo, mặc pháp y mà đi làm chuyện mê tín gạt người khác. Chứ còn các vị cư sĩ Bà La Môn này, họ hành nghề của họ, ta không nên trách họ làm gì. Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi. Hỏi: Kính thưa Thầy, lúc cha mẹ còn sống không phụng dưỡng, đến khi cha mẹ chết làm ma chay thật to để lấy tiếng ở đời, thì có nghĩa lý gì phải không, thưa Thầy? Đáp: Lúc cha mẹ còn sống phải lo phụng dưỡng để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Lúc cha mẹ chết chỉ là ma chay đơn giản, giữ gìn sự im lặng trong những ngày mất mẹ, mất cha, nhớ đến công lao mẹ cha lo làm lụng vất vả, nuôi con lớn khôn nên người hữu dụng cho xã hội. Công ơn ấy rất lớn, không thể lấy gì sánh được. Cha mẹ chết mà làm ma chay linh đình là báo hiếu hình thức, làm như thế là để che mắt thế gian. Đạo Phật dạy chúng ta làm những điều chân thật, sống thích trầm lặng đơn giản, thiểu dục tri túc. Chết thì an táng đơn giản rồi đem đốt, không cần quan quách sang trọng, không cần nhạc lễ, cúng bái, tụng niệm. Chỉ cần giữ vệ sinh chung, đừng để ô nhiễm môi trường sống. Vì thân tứ đại do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Chết thì đất, nước, gió, lửa trở về đất, nước, gió, lửa. Đức Phật nhìn thân tứ đại là một pháp vô thường, bất tịnh, không có gì đáng quý và lưu giữ, nên khi chết đem đốt bỏ. Nên Phật và các đệ tử của Ngài khi chết đem thiêu đốt bỏ. Trong khi ấy, các nhà Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản khi chết tìm mọi cách để lại nhục thân. Có lần về thăm miền Bắc, chúng tôi có đến thăm nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Đó là hai bộ xác khô. Phật giáo Tây Tạng muốn giữ xác thân phải bỏ ruột gan rồi ướp xác chết bằng thuốc. Trung Quốc và Việt Nam thì lại ướp xác bằng chất thuốc đặc biệt bởi không có nước. Gần đây Trung Quốc và Việt Nam khai quật một nhà mồ và đã nhận được rất nhiều nhục thân toàn là cung nữ, quan chức vua chúa như trong báo Nguyệt Sang Giác Ngộ số 35, Di Ấn Phật Giáo trong nền văn hóa mộ táng cổ ở Nhật. Năm 1963-1965, vô tình các nhà khảo cổ đã khai quật được xác ướp của vua Lê Vũ Tông từ thời Lê Trịnh. Xác còn nguyên như vua còn đang an tịnh giấc nồng. Huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, ở nhà máy thuốc lá, vô tình đào được hai cái xác của hai vũ nữ đời nhà Lê. Xác ướp của bà Phan Thị Tuyên Châu, vợ Thượng thư Trụ Quốc Đặng Đình Tướng thời Lê Trịnh ở Phủ Lý, Hà Nam vào năm 1968. Tại xóm Củi, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã khai quật lăng mộ bà Nguyễn Thị. Thi thể còn nguyên vẹn, thậm chí còn rất đẹp, cơ bắp còn co duỗi được. Nhiều lít nước được các nhà y học truyền vào cơ thể bà, vẫn hết dưới da thịt, tưởng như bà đang ở bệnh viện. Gần đây, như xác ướp Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẹn như nằm ngủ. Chúng tôi đi đến đám tang vị bí thư tỉnh Tây Ninh. Xác được tẩm liệm trong một quan tài bằng kính. Từ khi chết đến giờ phút đi an táng, xác vẫn như người ngủ, không thấy hôi thối sình trương, chảy nước vàng như các đám tang của dân sự. Qua những nhục thân của quan, vua và các thiền sư để lại, thì chúng tôi có một xác định rõ ràng. Nếu một vị thiền sư muốn giữ xác thân của mình mà không cần phải ướp thuốc, thì thiền sư ấy phải nhập diệt thọ tưởng định. Từ trường của diệt thọ tưởng định bảo vệ thân xác, không có một vật gì xâm thực phá hoại cơ thể được, nên xương cốt và da thịt luôn luôn tươi như người còn đang sống, chứ không phải bộ xương khô. Báo chí có đăng tin bên Đài Loan, người ta đã khai quật mộ của một vị sư được an táng trong một cái lọ và cơ thể còn nguyên vẹn, không phải là bộ xương khô như nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Qua báo chí tin tức đài, chúng tôi có nhận được nhiều tin tức về nhục thân. Đến khi xem các bộ nhục thân này, chúng tôi chẳng thấy có từ trường thiền định nào xung quanh nhục thân ấy. Do đó, chúng tôi xác định những nhục thân này được để lại có nhiều cách ướp xác, hoặc để khô giữ không nước, gió, thâm thực thì cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Tóm lại, đạo Phật nhìn cơ thể con người là một hợp duyên không có thật, bất tịnh và uế trượt, nên chết là thiêu đốt, không có giữ lại, không coi nó là một vật quý. Vì thế khi Đức Phật và các đệ tử của Ngài tịch đều thiêu đốt, không có vị nào để lại nhục thân. Huyền thoại Ngài Ca Diếp ôm Y Bác vào núi Kê Túc nhập diệt thọ tưởng định, để chờ Đức Phật Di Lặc ra đời trao Y Bác cho. Đó là một câu chuyện bịa đặt của các tổ sau này. Đức Phật nhìn các pháp trong thế gian này là vô thường, nên Ngài đâu có cần gì mà trao Y Bác, chỉ có di chúc, nên lấy giới luật và giáo pháp làm thầy mà tu hành. Đời người khổ là vì luôn chấp mọi thứ, chấp thân, chấp tâm, chấp pháp, để mà chịu khổ với sự lòng chấp đó. Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi. Từ những sự việc đó, Phật giáo Đại Thừa triển khai phần lấy vải thưa che mắt, cho nên có những bài tán tụng ma chay như ngày nay chúng ta đã thấy. Sự lừa đảo này chỉ gạt những người vô minh, chứ những người đã am hiểu Phật giáo chân chánh thì không gạt được. Hầu hết lối tụng niệm ma chay của Đại Thừa đều là lối lừa đảo, che mắt thế gian, chứ chẳng có ích lợi gì, mà làm cho người sống hao tổn tiền của và vất vả trong những ma chay cúng tế. Cầu mà chẳng có gì thì lấy cái gì mà siêu? Thấu rõ được như vậy mới thấy Phật giáo Đại Thừa là một giáo pháp vay mượn của một tôn giáo và phong tục con người để thỏa mãn sự ngu si của con người đang sống trong thế giới tưởng siêu hình. Chết là sự nối tiếp của luật nhân quả. Hỏi: Kính thưa Thầy, bên kia cõi chết, tử thần đã cướp đi người bạn đời của con. Hiện nay đời sống bỗng trở nên vô vị, cuộc đời đầy tẻ nhạt, chán chường, hạnh phúc đã mất đi không bao giờ trở lại. Người ấy đã đi xa đi mất, số phận duyên nợ chỉ có thế thôi. Nhưng có lúc con cầu mong cho họ được bình an, nhưng con lại thấy có cái gì không ổn đối với họ. Thân tứ đại này có phải là đất, nước, gió, lửa, hợp lại rồi tan đi? Đó là số phận phải không thưa Thầy? Xin Thầy chỉ cho con biết. Đáp: Không có sự sống sau khi chết, mà chỉ có sự nối tiếp của luật nhân quả. Với trí hữu hạn của con người, không thể hiểu thấu được sự tiếp nối của định luật nhân quả luân hồi, nên thấy có sanh và có tử. Sự thực sanh tử là một diễn biến của luật nhân quả, xác định sự vô thường của các pháp trong thế gian này. Các pháp trong thế gian này đều chịu luật vô thường, sanh diệt của nhân quả. Vì thế, không có pháp nào trong thế gian này ra khỏi sự chi phối của luật nhân quả, nên các pháp thường sanh diệt theo chu kỳ tuần tự của định luật, và mỗi pháp phải chịu sự biến dịch. Người bạn đời của con gặp nhau trong duyên nhân quả để trả vay. Giờ hạ huyệt. Hỏi: Kính bạch Thầy, khi linh cữu đưa ra khỏi nhà, vào lúc hạ huyệt có phải xem giờ không thưa Thầy? Người mới chết có cần phải cúng cơm 49 ngày mới thôi không thưa Thầy? Đáp: Theo sự mê tín lạc hậu của những người xưa thường sống trong tưởng thức, nên dễ bị ảnh hưởng của sách vở mê tín phi đạo đức của nền văn minh Trung Quốc, cho nên xem giờ tốt xấu rồi mới được chôn cất để không ảnh hưởng xấu đến con cháu sau. Không bao giờ có diêm dương bắt nạt, có ngục tốt la hét mắng chửi, nạt nộ, hành hạ vân vân. Thời đại khoa học hiện đại, sự hiểu biết quá rõ ràng, đâu còn mê tín lạc hậu như những ngày xưa. Chết mà còn mặc những chiếc áo như vậy chẳng có tác dụng gì cả, chỉ là một trò cười lố bịch cho thiên hạ. Bị kinh sách mê tín lừa đảo mà không biết, thật là ngu si hết chỗ nói. Nói thế, chứ tin hay không tin là tùy quý vị. Chúng tôi chẳng có quyền và chẳng có trách nhiệm gì cả trong vấn đề mê tín dị đoan. Mất tiền, mất của là mất của quý vị, chứ chúng tôi chẳng có hao tốn gì cả. Ở đây nói là để cùng nhau suy ngẫm cuộc sống con người, đâu đúng, đâu sai, đâu tà, đâu chánh, đâu thật, đâu giả, vân vân, để cho mọi người sống an vui hạnh phúc, không làm khổ mình khổ người. Đó là tâm nguyện của chúng tôi. Kinh Kỳ Cầu và Điệp Phái. Hỏi: Kính bạch Thầy, người tín đồ Phật giáo nào hay đi chùa được cho một quyển Kinh Kỳ Cầu nhỏ bằng bao thuốc lá, để khi chết bỏ vào túi áo mang theo. Khi gặp quỷ sứ tra xét, đưa cuốn kinh này ra, quỷ sứ biết đó là đệ tử của Phật, không tra xét và không buộc tội. Người nào đến chùa được làm lễ quy y Tam Bảo thì được phát cho lá phái hay tờ điệp. Khi chết, một tờ đem thiêu đốt cháy thành tro than, đem bỏ xuống giếng hoặc mang ra sông bỏ. Một tờ xếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết. Một tờ xếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết mang đi. Làm như vậy có đúng không thưa Thầy? Mong Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Điệp phái quy y Tam Bảo là do Phật giáo bị phân chia ra làm nhiều bộ phái. Các tổ mới biết số người theo Phật giáo bao nhiêu, nên lập ra điệp phái. Khi truyền giáo từ Trung Quốc sang Việt Nam, các tổ Đại Thừa biến tờ điệp phái thành loại giấy thông hành cho người chết. Khi xuống địa ngục, nhờ những tờ điệp phái này mà vua Diêm Vương cùng quỷ sứ giảm khinh tội trạng và sớm được đầu thai. Nếu ai không có giấy này thì không được giảm tội, và có thể ở tù chung thân, không được đi đầu thai. Đây cũng là một sự lừa đảo, lường gạt của các nhà sư Đại Thừa để lôi cuốn người khác theo tôn giáo mình. Cũng như thời Pháp thuộc cai trị ở Việt Nam, người dân bản xứ nào được giấy tờ nhập Pháp cấp, nhập quốc tịch Pháp thì hưởng mọi quyền lợi và không bị bắt bớ tù tội. Cho nên người nào được làm lễ quy y Tam Bảo là được nhập quốc tịch Thích Ca, và quỷ sứ vua Diêm Vương không hành phạt. Thật là một điều bất công phi đạo lý. Sống trên dương gian chuyên làm điều ác, chỉ cần có giấy điệp phái của các thầy Đại Thừa hay Phật cấp cho là khỏi bị tù tội. Các nhà Đại Thừa đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín, chuyên lừa đảo lường gạt người khác bằng những điều mê tín lạc hậu phi đạo đức. Trong khi Đức Phật xác định, kẻ nào giết hại chúng sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu sẽ bị đọa địa ngục. Thế mà các nhà Đại Thừa đi ngược lại lời dạy của Đức Phật là một điều gian xảo, chỉ cần có giấy chứng điệp là thoát tội địa ngục. Các nhà Đại Thừa lại còn dạy rằng khi trẻ con mới sanh đem vào chùa quy y Phật sẽ không bị tà ma quỷ quái bắt làm cho đau bệnh, hay hoặc trẻ mới sanh đem đến chùa quy y Phật sẽ được mạnh giỏi và không bị đau ốm nhờ chư Phật phù hộ cho mạnh giỏi. Trên đây là những điều mê tín mà quý thầy trong các chùa thường dạy tín đồ như vậy để thu hút tín đồ thường đến chùa cúng bái. Chỉ cần dạy bảo những điều mê tín đó là các thầy chẳng tu hành gì, ngồi không mà ăn, ngồi trong mát ăn bát vàng. Khoảng 10 năm gần đây có xuất hiện một loại kinh nhỏ bằng gói thuốc hút có tên là Kinh Kỳ Cầu. Trong Kinh Kỳ Cầu dạy, nếu có quỷ sứ hay vua Diêm Vương tra hỏi thì đưa Kinh Kỳ Cầu ra liền mới không bị tra hỏi và được đi tái sanh không xa địa ngục. Mạng chung số thác quỷ sứ hỏi cầu, đã có kỳ cầu. Diêm Vương tra hỏi, đứng lại mà nói, đã có kỳ cầu. Trang 2, trang 3. Đó là một loại mê tín phi đạo đức. Nếu làm tội lỗi, tức là làm ác, thì chỉ có làm việc thiện mới chuyển hóa được, để thoát khỏi cảnh khổ hay là cảnh địa ngục, chứ không phải có kỳ cầu là tiêu tai thoát nạn. Thật là những tà giáo Đại Thừa bày nhiều điều phi đạo đức. Kinh Kỳ Cầu là một loại kinh tà giáo ngoại đạo, mượn danh Phật Pháp để lừa đảo tín đồ Phật giáo làm việc mê tín lạc hậu. Kinh Kỳ Cầu giống như giấy thông hành của giặc Pháp, cấp cho những người dân bản xứ trong vùng chúng đã chiếm trong thời chiến tranh. Trong kinh này còn dạy, nếu ai có kinh này thì chư Phật mới biết mà cứu độ. Chẳng có kỳ cầu, Phật mới biết đâu, lâm chung cứu độ. Trang 9. Đúng là một loại kinh tà giáo. Chỉ cần cuốn kinh, chứ không phải cần tấm lòng giải thoát. Trong khi ấy, Đức Phật dạy phải ly dục, ly ác pháp thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tịnh độ hay là cực lạc. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Kinh Pháp Cú. Tự tịnh kỳ ý tức là tâm ly dục, ly ác pháp, tức là tịnh độ hay cực lạc hiện tiền. Làm ác thì phải chịu tội, thọ khổ, thọ tai ương, chứ không có ai cứu mình được. Phải dứt trừ làm các điều ác, thường làm các điều thiện thì vạn tội tiêu trừ, chứ đâu phải tụng kinh mà được vạn tội tiêu trừ. Tụng kinh kỳ cầu, vạn tội tiêu thiên. Trang 4. Họ còn nói, cần mang theo trong người để đi đường, đều có thần nhân ủng hộ lúc sống cũng như khi chết. Bỏ kinh vào ngực áo người chết. Kinh bỏ túi áo để mà hộ thân, đi xa về gần, tiên thần ủng hộ. Trang 15. Đến ngày lâm chung, con cháu có lòng, bỏ vào trong ngực, thiên trừ tống thực, Phật độ về Tây. Trang 15. Đấy là những giọng lừa đảo, dối gạt người, khiến cho những người ngu si mê muội tin tưởng. Tóm lại, từ tờ điệp phái biến thành bùa hộ mạng trị bệnh trẻ con, đến giấy thông hành đi đường là một sự lừa đảo của giáo pháp Đại Thừa mà trong các chùa hướng dẫn Phật tử. Đây là giáo dục tín đồ mê tín lạc hậu để dễ bề móc tiền một cách công khai mà pháp luật nhà nước không bắt tội cướp giật tài sản công dân. Làm điều ác tâm còn đầy đủ tham sân si, nếu được về Tây Phương thì Tây Phương không còn là cực lạc mà là địa ngục, vì bọn người này sẽ về đó trộm cắp lung tung. Kinh này viết ra chỉ gạt người vô minh, người còn lạc hậu, mê tín, chứ làm sao gạt những người tu sĩ chân chánh đệ tử của Phật được. Tại sao vậy? Tại vì toàn bộ đệ tử của Phật được dạy về đạo đức nhân quả, nên không có một giáo pháp mê tín nào lường gạt được. Chỉ có những người chưa học đạo đức nhân quả thì dễ bị kẻ khác lừa đảo. Là một tín đồ Phật giáo, chúng tôi rất đau lòng khi gặp những cuốn kinh này mạo danh Phật giáo dạy dân gian làm những điều phi đạo đức. Cuối cùng, các con hãy cảnh giác. Tờ điệp phái là một giấy chứng thật các con đã quy y theo Phật, chứ không phải là bùa hộ mệnh và cũng không phải là giấy thông hành. Đó là cách thức lừa đảo của quý thầy Đại Thừa. Các con nên nhớ, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, tức là không cần phải giấy tờ chứng điệp gì hết. Nếu lòng của các con hướng về Phật, Pháp, Tăng để tìm đường thoát khổ của cuộc đời, thì khi thực hành với tất cả tâm thành, các con sẽ thấy sự giải thoát thật sự. Đó là các con đã quy y Phật, Pháp, Tăng rồi. Đời sau người ta muốn kiểm tra xem số tín đồ Phật giáo đã quy y được bao nhiêu mới bày ra điệp Pháp. Tuần Thất hỏi: Kính bạch thầy, khi nhà có người chết, trong chùa quý thầy dạy làm tuần thất cho đến 7 thất, tức là 49 ngày, thường tụng kinh Địa Tạng Vương. Vậy thưa thầy, có lợi ích gì cho người chết và những người còn sống trong gia đình không, thưa thầy? Đáp: Xưa Đức Phật đã không chấp nhận thế giới siêu hình, thì làm gì có linh hồn người chết mà cầu siêu làm tuần thất tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Vương là một loại kinh mê tín của Đại Thừa giáo, do các tổ biên soạn ra dựa theo sự mê tín của những người dân còn lạc hậu, tin rằng người chết có linh hồn, nên kinh này đặt ra Bồ Tát Địa Tạng xuống địa ngục giải cứu những linh hồn tội lỗi. Nếu ai tụng kinh này và cúng bái tế lễ, sẽ được Ngài Địa Tạng cứu khổ, thoát khỏi vòng lao lý của địa ngục. Khi người mới chết, linh hồn được quỷ sứ bắt về hành tội. Do lúc ông bà ở trên dương thế làm điều ác đức, nên chết xuống địa ngục, bị hành xử đủ mọi cực hình. Nên khi trong nhà có người chết, phải đến nhờ quý thầy Đại Thừa đến tụng kinh cầu siêu, mà thường là đem kinh Địa Tạng Vương ra tụng, để cầu Ngài cứu họ thoát cảnh địa ngục. Mỗi thất đều có cúng dâng lên hương hoa, trà quả, cùng những thực phẩm bánh trái, cơm canh cúng chư Phật, và cầu Ngài Địa Tạng xuống địa ngục giải cứu. Suốt trong 49 ngày được cúng bái như vậy, thì vong linh người chết sẽ khỏi tội đi tái sanh. Làm như kinh sách Đại Thừa dạy như vậy là một điều phi đạo đức. Nhờ có làm tuần và tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày mà tiêu tội ư? Tức là trong 49 ngày, những người thân còn sống rước thầy tụng kinh và mua lễ vật cúng bái, đây là hành động phi đạo đức. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổ Nguyện dạy: Như có người nào sắp mạng chung, hành thân quyến trong nhà, nếu có vay trả. Khi vay trả xong, thì phải theo định luật nhân quả tiếp tục trả vay sự việc khác. Con không thấu hiểu điều đó, nên tạo thêm nhân quả thương nhớ rằng rịch và trói buộc. Không phải trói buộc với nhân quả của người đã mất, mà trói buộc với nhân quả tương ưng. Lòng thương nhớ của con sẽ gặp nhân quả tương ứng với lòng thương nhớ đó để mà trả vay, vay trả. Còn nhân quả kia, tức là người bạn đời của con, đã trả vay xong thì không còn tương ưng với con nữa. Cho nên, con quá vô minh và điên đảo, đã thương nhớ một nhân quả, để rồi phải gặt lấy một nhân quả khác đang trói buộc, kiết sử. Để kiếp sống đời đời chẳng bao giờ thoát ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi. Con muốn tu hành giải thoát, thì hãy đoạn dứt sợi dây kiết sử này. Sợi dây kiết sử này là con đường tiếp tục sanh tử luân hồi đầy đau khổ mãi mãi. Tình cảm của con người là một sợi dây rất khó bứt. Nếu không thấu suốt được luật nhân quả, thì không bao giờ đoạn sạch được ái kiết sử. Người tu theo đạo Phật thấy ái kiết sử như một con rắn độc. Nó từng đem đến nọc độc khổ đau cho loài người. Con là một con người đang bị nọc độc của ái kiết sử. Một người vợ khóc chồng, một người chồng thương vợ là ái kiết sử. Một người mẹ thương con, một người con thương mẹ là ái kiết sử. Nói chung, tất cả các tình cảm thương yêu nhau là ái kiết sử. Người nào đã bi lụy vì tình cảm yêu thương ấy, trong đạo Phật gọi là đã bị nọc độc rắn nhân quả cắn. Kẻ nào đoạn đứt được nọc độc này là kẻ đó làm chủ rắn độc nhân quả. Nếu không làm chủ được nhân quả, thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ bị nọc độc rắn nhân quả, làm cho ta sống trong cảnh khổ đau, triền miên bất tận. Con cần phải thấu suốt luật nhân quả, để không còn buồn khổ vô ích. Trong luật nhân quả, Khi một người mất đi thì chỉ còn nghiệp lực của nhân quả tiếp tục tái sanh luân hồi, và người bạn đời của con đâu còn cái gì gọi là người bạn của con. Thế nên, sự thương nhớ của con chỉ là nhớ lại một hình bóng ảo tưởng của con mà thôi. Cũng như hiện giờ, trong kiếp sống này con có bao giờ nghĩ đến thương người bạn đời trong kiếp quá khứ của mình chăng? Chắc điều đó không bao giờ có, phải không con? Cũng như người bạn đời của con đã chết, thì trong kiếp khác họ đâu có còn nhân quả để mà nhớ đến con nữa. Trong họ chỉ biết kiếp hiện tại của họ mà thôi. Cũng như con bây giờ cũng vậy, chỉ có vô minh điên dại đi khóc nhân quả. Nhân quả có nghĩa lý gì đâu. Nó là những hành động của con rắn độc ái kiết sử. Nó đã làm khổ loài người trên hành tinh này, khiến cho nước mắt của con người còn nhiều hơn nước biển. Trên hành tinh này, duy nhất chỉ có đạo Phật mới dạy con người về lý nhân quả. Không có một giáo phái nào mà dạy chúng ta làm chủ như vậy được. Con đủ phước duyên tu tập, hãy dứt sạch ái kiết sử đó đi. Đừng thương vai khóc mướn nhân quả, chẳng có ích gì mà tự con đã làm khổ lấy mình. Triệu Linh tiếp Linh hỏi: Kính thưa Thầy, lúc lâm chung, theo chúng con nghĩ vong linh vẫn còn trong nhà. Khi mời Thầy cúng đến làm lễ phải triệu vong, tiếp vong rồi mới tụng kinh. Như vậy có đúng không thưa Thầy? Đáp: Theo đạo Phật, khi một người chết, tức là thân tứ đại tan rã. Mà thân tứ đại tan rã thì thân ngũ uẩn không còn sót một thứ gì, nghĩa là tất cả đều hoại diệt sạch. Không có vong linh và thần thức nào còn, chỉ còn lại nghiệp lực của các hành động thiện, ác và nghiệp lực tiếp tục tái sanh luân hồi. Cho nên, đối với đạo Phật, không có triệu linh và tiếp linh, vì có linh đâu mà triệu và tiếp. Cái không có người ta tưởng ra cho có, thì đó là mù quáng vô minh. Người Phật tử không nên nghe theo lời dạy vô minh này. Tất cả thế giới hữu hình có con người và vạn vật, cỏ, cây, đất, đá, núi, sông, dưới đôi mắt của Đức Phật chỉ là những hình ảnh huyễn giả, những cảnh tưởng tri không có thật, thì cái thế giới vô hình làm sao có thật được mà cầu, mà cúng, mà triệu linh tiếp linh. Nếu thế gian này có thật thì phải có một vật hằng còn. Nhưng dòng lịch sử của loài người chưa chứng minh có một vật gì hằng còn, tất cả đều hoại diệt theo thời gian. Linh hồn báo mộng hỏi: Kính thưa Thầy, trong thời gian từ lúc mới chết đến 49 ngày, người trong nhà thường hay nằm mộng thấy người chết về. Vậy có phải linh hồn người chết về báo mộng hay không? Đáp: Trong nhà có người mới chết, không những 49 ngày, mà còn nói rằng có thể đến mãn tang 2 năm, vẫn còn nằm mộng thấy người chết. Đó không phải linh hồn về báo mộng, mà chính tưởng ấm của người thân trong gia đình. Vì tình cảm thương nhớ người mất, nên tưởng ấm xuất hiện giấc mộng để gặp người thân, chứ không có linh hồn nào cả. Giấc mộng do tưởng thức hoạt động mà thành. Nó thể hiện tình cảm tâm lý và sự ước ao của người sống đối với người chết. Người thân thương nhớ người quá cố thì nằm mơ thấy người chết về. Ước muốn thì sẽ nằm mộng, thấy thành tựu điều ao ước như trúng vé số, hoặc giao cảm nằm mộng, thấy sự việc hay tai nạn xảy đến đều có đúng như thật. Đó là tưởng giao cảm biến thành mộng báo trước, trực giác qua mộng. Còn các loại trực giác khác như trực giác qua thân, máy mắt, hồi hộp tim đập, trực giác qua tâm, tâm lo lắng nghĩ ngợi. Nói về mộng thì quý Phật tử đừng nghĩ rằng có linh hồn người chết, mà hãy biết đó là tưởng thức tự tạo ra bối cảnh theo tâm lý tình cảm của con người rồi nó tự hiện. Chủ khách đều là nó cả. Trong thân ngũ uẩn, nó là tưởng uẩn. Còn gọi về thức thì nó gọi là tưởng thức. Còn gọi về dục thì nó gọi là tưởng dục. Còn gọi về vô minh thì nó được gọi là vô minh tưởng. Và gọi về trí tuệ thì nó gọi là tưởng tuệ. Còn gọi về tri kiến thì nó gọi là tưởng kiến. Còn gọi về tri thì nó gọi là tưởng tri. Tạo điều thiện giúp người chết hỏi: Kính thưa Thầy, khi trong nhà có người chết, mọi người đều làm điều thiện, cố hồi hướng cho người chết để được siêu thoát. Thưa Thầy, như vậy người chết có được siêu thoát không? Đáp: Theo luật nhân quả, ai làm thiện sẽ hưởng được phước, chứ không thể người khác làm thiện mà mình được hưởng phước. Được phước như vậy là không công bằng. Vì công bằng thì phải tự người nào làm điều thiện thì người đó hưởng. Nên Đức Phật dạy, các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay cho các con được. Lời dạy như vậy tức là đứng trên đạo lý công bằng. Mọi người muốn thoát khổ thì phải tự mình làm điều thiện, chứ không ai làm điều thiện giúp mình được. Như các Phật tử đã biết, vì làm điều ác mà tâm mình phải khổ, còn người khác làm điều thiện mà tâm mình hết khổ sao được? Chỉ có tự mình làm điều thiện thì tâm mình mới hết khổ. Cho nên, có làm điều thiện để hồi hướng cho người chết, thì người chết vẫn thọ khổ, mà người sống làm điều thiện thì người sống hưởng, còn người chết thì không hưởng gì cả. Đức Phật dạy, trên con đường giải thoát ấy, phải độc lộ, độc trình, không ai đi thế cho ai được. Cũng như cha mẹ đau, đứa con có thương cha mẹ cách gì cũng không đau thế cho cha mẹ được. Ngược lại, cha mẹ cũng vậy, dù thương con cách mấy cũng không thay thế sự đau khổ của con được. Đó là định luật công bằng của nhân quả, mà không ai có thể chuyển hóa nghiệp của kẻ khác được. Chiếc áo không che được mắt thánh. Hỏi, kính thưa Thầy, lúc sống không tu tập trau dồi thiện pháp, không sửa tâm tánh những thói hư tật xấu, sống không nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, luôn luôn tạo khổ cho mình và cho người khác. Đến khi chết, mặc áo lục thù, áo hải hội, có tác dụng gì không? Đáp, Kinh sách Đại Thừa thường soạn viết ra những điều phi đạo đức, sống làm điều ác, gian tham, tật đố, háo danh, tham của cải, tài sản, đủ mọi mánh khóe, thủ đoạn, giết người, cướp của, hại mạng chúng sanh, chẳng chút lòng lành, chẳng biết thương xót ai hết, chỉ biết có mình là trên hết. Đến khi chết chỉ cần mặc áo lục thù hoặc áo hải hội, đi xuống Diêm Đình, không ai bắt tội. Vì quỷ sứ, ngưu đầu, mã diện, ngục tốt đều biết đó là đệ tử của Đức Phật, nên dị tình tha thứ. Đó là một hình thức trong muôn ngàn hình thức lừa đảo, lường gạt tín đồ của Kinh sách Đại Thừa. Đối với những người còn nhẹ dạ, non lòng, trình độ hiểu biết còn thấp kém, chịu ảnh hưởng sâu nặng những phong tục tập quán lâu đời, nó đã biến thành thói quen, nên có hữu sự chuyện gì thì cứ theo lời dạy trong kinh sách đó mà làm, chẳng dám ném bỏ. Nhưng dù có biết sai chăng nữa, nếu không làm thì chịu không được, hoặc sợ mọi người lên án hay chê cười bất hiếu, không thông kinh sách thánh hiền. Đạo đức nhân quả là một đạo luật rất công bằng và công lý. Giả thuyết, nếu Đức Phật có làm những tội ác mà đã đi xuống địa ngục, dù có mặc 100 chiếc y, 25 điều, thì luật nhân quả cũng sẽ không tha tội ông, vẫn hành tội đúng như những người khác làm tội ác mà không có chút nào thiên vị. Cho nên, các cư sĩ đừng nghe theo kinh sách Đại Thừa, rồi chừng đó sẽ hối hận, ăn năn không kịp. Đừng lấy giải thưa che mắt thánh, đừng lấy chiếc áo đạo mà che giấu luật nhân quả. Hãy sống đúng luật nhân quả, đừng làm khổ mình, khổ người, thì dù có sống trong cảnh giới nào thì cũng được an vui, hạnh phúc. Có chết đi về cõi nào thì cũng là cõi cực lạc thiên đàng, chẳng bao giờ biết sợ đọa địa ngục mà chẳng cận tử nghiệp. Vừa rồi chúng tôi được đọc một cuốn sách tựa đề Sự sống sau khi chết. Đọc xong cuốn sách này, nếu người nào không tu tập theo giáo lý nguyên thủy của Đạo Phật và không có chứng nghiệm pháp hướng tâm thì chắc chắn phải tin rằng có thế giới siêu hình. Toàn bộ cuốn sách, tác giả đã lượm lặt những mẩu chuyện cận tử nghiệp. Tác giả này chưa bao giờ tìm hiểu Phật giáo, và nếu bây giờ có tìm hiểu và nghiên cứu Phật giáo thì ông ta vẫn hiểu lầm lạc, vì một đám mây mù của giáo pháp Đại Thừa đã che phủ và lấp kín lời dạy của Đức Phật. Những mẩu chuyện cận tử nghiệp của bao nhiêu người lâm sàng trên giường bệnh, trong bệnh viện đều cho đó là trạng thái của cuộc sống sau khi chết. Họ đâu biết rằng, trong thân tứ đại này, khi con người còn sống thì có cả hai thế giới hữu hình và vô hình. Nhưng khi thân tứ đại này chết, thì cả hai thế giới đều diệt. Khi thân này còn sống, cái gì hoạt động trong thế giới hữu hình và cái gì hoạt động trong thế giới vô hình? Khi còn sống, con người hoạt động trong thế giới hữu hình bằng sắc thức. Sắc thức gồm có 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Còn hoạt động trong thế giới vô hình thì chỉ bằng tưởng thức. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sống, làm mọi việc, thì ý thức điều khiển hoạt động do ý căn, tức là bộ óc và thần kinh. Khi ý thức ngưng hoạt động, giống như người đang ngủ, thì tưởng thức hoạt động sinh ra giấc mộng, hay gọi là chiêm bao, cũng do ý căn, bộ óc và hệ thần kinh. Cho nên, nếu một người bị bệnh tim, gan, phèo, phổi, vân vân, khi một trong những bộ phận đó ngưng hoạt động, người bệnh được xem như chết, nhưng thực sự chưa chết hẳn. Ý thức ngưng hoạt động, hơi thở dừng, tim không đập, nhưng hệ thần kinh tưởng còn hoạt động, tức là tưởng thức hoạt động, hay là còn chiêm bao. Giấc chiêm bao đó mọi người gọi là cận tử nghiệp. Thông thường trong cuộc sống, họ ưa thích làm những điều thiện, điều ác, đi chùa, đi nhà thờ, cúng bái, tụng niệm, ngồi thiền, ước vọng được sanh lên thiên đàng gặp Chúa, được vãng sanh về cực lạc Tây Phương gặp Đức Phật A-di-đà, được thấy hào quang, ánh sáng của chư thiên, chư Phật, Bồ Tát, vân vân. Đó là những người được theo các tôn giáo và được giáo pháp của các tôn giáo ghi những ấn tượng vào đầu óc của họ bằng những hình ảnh Chúa, Phật, ánh sáng, hào quang, hoa sen, thì cận tử nghiệp của họ sẽ thể hiện giấc mộng y như hình ảnh đó. Lợi dụng cận tử nghiệp, Tịnh Độ Tông sử dụng hộ niệm để giúp người sắp chết thực hiện giấc mộng trực giảng Tây Phương. Tịnh Độ Tông nghĩ rằng nghiệp cuối cùng, hay là cận tử nghiệp, có thể thực hiện được những ước ao và ý nguyện của con người lúc còn sống. Đó là về phần của những người có tôn giáo. Còn những người không tôn giáo thì cận tử nghiệp thực hiện giấc mộng theo tâm ham muốn danh lợi, thương yêu, mến tiếc, giận hờn, tức tối, thù hận, căm ghét, la hét, sợ hãi, vân vân. Đó là những điều làm ác. Ngược lại, làm thiện thì cũng thấy cảnh vui tươi, hoan hỷ, sung sướng, vân vân. Vì huân tập thành thói quen hay là nghiệp lực, lúc sắp chết, tưởng thức hoạt động tựa như giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao chỉ có 6 thức ngưng hoạt động, còn toàn bộ cơ thể đều hoạt động bình thường. Người sắp chết cũng ở trong trường hợp này. 6 thức ngưng hoạt động là do một tạng phủ nào bị hư hoại, không hoạt động được, chứ không giống như người ngủ chiêm bao. Khi tưởng thức hoạt động, người ta thấy mình xuất hồn ra khỏi thân và thấy thân đang nằm trên giường bệnh. Các y bác sĩ đang làm hô hấp cứu chữa. Lúc bấy giờ, duyên năm uẩn chưa phân ly, nên tưởng thức hoạt động. Bệnh nhân như nằm mộng, thấy hào quang, ánh sáng, chư thiên thần, chư tiên, chư Phật, chư Bồ Tát, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Quỷ Sứ, Ngưu Đầu, Mã Diện, Vua Diêm La, vân vân. Nhờ hô hấp cứu chữa của y bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại, giống như một giấc mộng, và kể lại cho người thân nghe và cho rằng chắc chắn có sự sống sau khi chết. Con người không ngờ, đó là một hình bóng do tâm ước muốn mà tưởng thức thể hiện qua giấc mộng. Nếu thực sự 5 duyên ngũ uẩn phân ly, tan rã, thì chẳng còn gì là của ta nữa hết, chỉ còn lưu lại nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi cũng theo vô minh, tương ưng với vô minh theo hành động nhân quả của kẻ khác mà tái sanh, luân hồi kiếp khác. Cứ mãi mãi như vậy, trôi lăn trong dòng nước nghiệp muôn kiếp muôn đời. Tóm lại, con người từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả, và chết trở về nhân quả. Chẳng có thế giới siêu hình, chẳng có đấng tạo hóa nào cả, chẳng ai sanh ra chúng ta cả, và cũng chẳng có ai ban phước giáng họa cho ta được. Nếu chính chúng ta biết dừng dòng nước nghiệp, thì tất cả tai nạn, bệnh tật, đau khổ và sự tái sanh luân hồi đều chấm dứt. Tại sao người chết phải đậy mặt? Hỏi: Kính thưa Thầy, trong lúc nhà có người chết, tại sao lại phải phủ mặt? Theo con nghĩ, khi người chết, có người mặt trắng, có người mặt xám, có người mặt vàng khè. Như thế, tướng trạng của gương mặt thay đổi theo nhân quả của từng người, phải không thưa Thầy? Cho nên phải đậy mặt lại để cho người sống đỡ sợ hãi, phải không thưa Thầy? Đáp: Theo phong tục của dân tộc Việt Nam, khi có người chết đều có tục lệ đậy mặt. Nhưng sách phong tục tập quán Việt Nam do Toàn Ánh biên soạn cũng không nói đến tục lệ đậy mặt người chết. Trong kinh sách Phật giáo cũng không có dạy điều này, nhưng có dạy về cận tử nghiệp, tức là nghiệp lực trước khi chết. Khi một người vừa tắt thở, các duyên trong thân ngũ uẩn chưa phân tán, tức là chưa hoại diệt. Lúc bấy giờ, họ đang trải qua một giấc mộng. Giấc mộng đó báo cho biết đây là nghiệp cuối cùng của họ trong kiếp này chuyển sang kiếp mới. Giấc mộng đó cũng thể hiện một nghiệp lực do huân tập nhân quả trải dài thời gian của một kiếp con người. Chính nghiệp lực này đưa người ấy tiếp tục tái sanh kiếp mới của con người khi giấc mộng này vừa tan biến. Giấc mộng này vừa tan thì thân tứ đại cũng vừa dừng hẳn, nghĩa là thân tứ đại này không còn phục hồi lại được nữa. Trong thời gian nằm mộng thì gương mặt người chết biểu lộ qua màu sắc hoặc những nếp nhăn cao có, hung dữ hoặc hân hoan, vui mừng, hiền lành, vân vân. Đúng như con đã nghĩ, người chết có khi mặt trắng bạch, có khi vàng khè hoặc có khi xám xịt, vân vân, rồi trở lại bình thường giống như người đang ngủ. Không phải chỉ có sự thay đổi màu sắc và nếp nhăn, mà còn nhiều tướng trạng hiện trên gương mặt ghê sợ như trợn trừng mắt, há hốc miệng, miếm chặt môi, cắn răng như giận dữ hoặc le lưỡi, hoặc nói lặp bập trong miệng, có khi cười, có khi khóc, có khi gương mặt biểu lộ ra sự sợ hãi, cũng có khi gương mặt biểu lộ ra sự hân hoan, vui mừng. Và cuối cùng, giấc mộng cận tử nghiệp tan biến, thì gương mặt kia trở lại bình thường như người đang ngủ. Nên tục lệ đậy mặt người chết có lẽ để cho người sống đỡ sợ. Vậy, xin những bậc trí giả, các bậc trưởng lão cao niên, hiểu và biết rõ phong tục tập quán này, xin mách dùm, chớ trong giáo lý của đạo Phật không có dạy điều này. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn trước. Tại sao phải trói buộc tay chân người chết? Hỏi: Kính thưa Thầy, tại sao người chết phải buộc tay chân vào hai bả vai? Đáp: Theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, có rất nhiều truyền thống mê tín dị đoan kỳ lạ theo từng vùng địa phương. Đây cũng là một phong tục tập quán ở miền Bắc cũng như ở miền Nam. Khi nhà của người chết thì người ta nhốt mèo lại hết. Những ông bà xưa dạy, khi trong nhà của người chết không cột tay chân vào bả vai thì sẽ bị quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng tức là những linh hồn người chết oan ức, chết bất đắc dĩ, chết tức tối, chết không kịp trăn trối gì cả. Những linh hồn người này không đi đầu thai được, sống vất dưỡng theo đình, theo miếu, theo cây cao bóng mát. Thấy người nào hạp với họ thì bắt bệnh đau. Thấy người nào chết mà hơ hỏng không chịu cột tay chân thì nhập vào, khiến cho thầy ma bật dậy chạy điên khùng. Đụng vào người nào thì người đó cũng chết theo. Khi đụng như vậy, dù vào người hay cây cối thì cây ma cũng bật té chết trở lại. Do đó người ta sợ trường hợp này xảy ra nên mới cột tay chân vào bả vai để tránh trước tai họa cho gia đình và những người khác. Trong miền Nam, khi nhà của người chết, người ta không cột tay chân người chết lại, mà lại nhốt mèo, vì trong những con mèo sẽ có con mèo gọi là linh miêu. Nếu con mèo này nhảy ngang qua thây người chết, thì thây ma đứng dậy, chạy và đụng ai thì người ấy chết. Cho nên có người chết trong nhà đều nhốt mèo lại hết. Bây giờ không còn tục lệ đó nữa. Trong kinh sách nguyên thủy của Phật giáo không có dạy những điều này. Thường dạy làm những điều thiện, tránh xa những điều ác, và đập phá những điều mê tín dị đoan, nhất là xóa bỏ thế giới tưởng siêu hình, hoàn toàn không chấp nhận. Cho nên những gì mê tín dị đoan do các phong tục truyền thống của dân gian có tính cách mơ hồ, trừu tượng, không thực tế, thì Đức Phật nhẹ nhàng uốn nắn. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, ta phải nương theo trí tuệ Phật, quán chiếu cái gì đúng, cái gì sai, để lần lượt dẹp bỏ, cho cuộc sống bớt rườm rà và phiền toái. Vì những tục lệ không lợi ích thiết thực, nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta càng vô minh và càng lạc hậu hơn. Nếu cuộc đời còn chấp nhận những điều mê tín lạc hậu, còn mang đầy ắp những truyền thống của tổ tiên mơ hồ, trừu tượng, có tính cách vô lý mà không chịu dứt bỏ, vẫn cứ mang cổng trên vai, trên cổ mãi, không chịu bỏ xuống, thì quả là người đó quá u mê, vô minh và lạc hậu, không tiến bộ theo kịp thời đại khoa học đang hiện đại hóa cuộc sống loài người. Thầy tụng: hỏi: Kính thưa Thầy, các cư sĩ tại gia ngày nay học hỏi kinh sách Đại Thừa dạy về tán tụng, cúng bái làm Bồ Tát hạnh. Các vị ấy tự xem mình tài giỏi hơn ai hết, hơn cả các thầy ở trong chùa nữa. Thưa Thầy, như vậy có đúng không? Đáp: Đại Thừa chế ra Bồ Tát giới để cho hàng cư sĩ thọ giới Bồ Tát làm việc từ thiện, giúp mọi người cúng bái tế lễ. Đó là một hình thức của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo chia người Bà La Môn làm 3 giai đoạn. 1. Bà La Môn giáo còn nhỏ thì phải học tập thông suốt kinh điển cúng bái, tế lễ. Đây là giai đoạn học tập. 2. Bà La Môn giáo trung niên chuyên cúng bái, tế lễ, sống ăn mặc như người thế tục, giống như cư sĩ bây giờ, gọi là phạm chí. Đây là giai đoạn làm từ thiện, tức là Bồ Tát hạnh. 3. Bà La Môn giáo tuổi già, bỏ nhà cửa, gia đình thân quyến, xuất gia đi tu, nhưng đầu không có cạo. Đây là giai đoạn tu hành của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ tụng niệm, cúng tế, làm Bồ Tát hạnh là Bà La Môn tụng niệm. Cho nên hình thức tổ chức của Đại Thừa là của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ hành nghề cúng tế niệm tụng là một Bà La Môn. Họ không phải là một người tu, mà là một người bình thường như thế tục, chỉ hơn người khác là có đọc kinh sách Vệ Đà và các nghi thức cúng tế. Thọ giới Bồ Tát rồi tự xưng mình là Bồ Tát. Giới Bồ Tát cũng tự họ đặt ra, nên bản chất ngã mạn tự kiêu của họ rất lớn. Những người này ta không nên trách, vì họ là cư sĩ Bà La Môn chứ không phải cư sĩ đạo Phật. Đáng trách là trách quý vị từ kheo đầu cạo, mặc pháp y mà đi làm chuyện mê tín gạt người khác. Chứ còn các vị cư sĩ Bà La Môn này, họ hành nghề của họ, ta không nên trách họ làm gì. Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi. Hỏi: Kính thưa Thầy, lúc cha mẹ còn sống không phụng dưỡng, đến khi cha mẹ chết làm ma chay thật to để lấy tiếng ở đời, thì có nghĩa lý gì phải không, thưa Thầy? Đáp: Lúc cha mẹ còn sống phải lo phụng dưỡng để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Lúc cha mẹ chết chỉ là ma chay đơn giản, giữ gìn sự im lặng trong những ngày mất mẹ, mất cha, nhớ đến công lao mẹ cha lo làm lụng vất vả, nuôi con lớn khôn nên người hữu dụng cho xã hội. Công ơn ấy rất lớn, không thể lấy gì sánh được. Cha mẹ chết mà làm ma chay linh đình là báo hiếu hình thức, làm như thế là để che mắt thế gian. Đạo Phật dạy chúng ta làm những điều chân thật, sống thích trầm lặng đơn giản, thiểu dục tri túc. Chết thì an táng đơn giản rồi đem đốt, không cần quan quách sang trọng, không cần nhạc lễ, cúng bái, tụng niệm. Chỉ cần giữ vệ sinh chung, đừng để ô nhiễm môi trường sống. Vì thân tứ đại do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Chết thì đất, nước, gió, lửa trở về đất, nước, gió, lửa. Đức Phật nhìn thân tứ đại là một pháp vô thường, bất tịnh, không có gì đáng quý và lưu giữ, nên khi chết đem đốt bỏ. Nên Phật và các đệ tử của Ngài khi chết đem thiêu đốt bỏ. Trong khi ấy, các nhà Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản khi chết tìm mọi cách để lại nhục thân. Có lần về thăm miền Bắc, chúng tôi có đến thăm nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Đó là 2 bộ xác khô. Phật giáo Tây Tạng muốn giữ xác thân phải bỏ ruột gan rồi ướp xác chết bằng thuốc. Trung Quốc và Việt Nam thì lại ướp xác bằng chất thuốc đặc biệt bởi không có nước. Gần đây Trung Quốc và Việt Nam khai quật một nhà mồ và đã nhận được rất nhiều nhục thân toàn là cung nữ, quan chức, vua chúa như trong báo Nguyệt Sang Giác Ngộ số 35, Di ấn Phật giáo trong nền văn hóa mộ táng cổ ở Nhật. Năm 1963-1965, vô tình các nhà khảo cổ đã khai quật được xác ướp của vua Lê Vũ Tông từ thời Lê Trịnh. Xác còn nguyên như vua còn đang an tịnh giấc nồng. Huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, ở nhà máy thuốc lá, vô tình đào được 2 cái xác của 2 vũ nữ đời nhà Lê. Xác ướp của bà Phan Thị Tuyên Châu, vợ Thượng thư Trụ Quốc Đặng Đình Tướng thời Lê Trịnh ở Phủ Lý, Hà Nam vào năm 1968. Tại xóm Củi, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã khai quật lăng mộ bà Nguyễn Thị. Thi thể còn nguyên vẹn, thậm chí còn rất đẹp, cơ bắp còn co duỗi được. Nhiều lít nước được các nhà y học truyền vào cơ thể bà, vẫn hết dưới da thịt, tưởng như bà đang ở bệnh viện. Gần đây, như xác ướp Bác Hồ vẫn giữ nguyên vẹn như nằm ngủ. Chúng tôi đi đến đám tang vị bí thư tỉnh Tây Ninh. Xác được tẩm liệm trong một quan tài bằng kính. Từ khi chết đến giờ phút đi an táng, xác vẫn như người ngủ, không thấy hôi thối sình trương, chảy nước vàng như các đám tang của dân sự. Qua những nhục thân của quan, vua và các thiền sư để lại, thì chúng tôi có một xác định rõ ràng. Nếu một vị thiền sư muốn giữ xác thân của mình mà không cần phải ướp thuốc, thì thiền sư ấy phải nhập diệt thọ tưởng định. Từ trường của diệt thọ tưởng định bảo vệ thân xác, không có một vật gì xâm thực phá hoại cơ thể được, nên xương cốt và da thịt luôn luôn tươi như người còn đang sống, chứ không phải bộ xương khô. Báo chí có đăng tin bên Đài Loan, người ta đã khai quật mộ của một vị sư được an táng trong một cái lọ và cơ thể còn nguyên vẹn, không phải là bộ xương khô như nhục thân của Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Qua báo chí tin tức đài, chúng tôi có nhận được nhiều tin tức về nhục thân. Đến khi xem các bộ nhục thân này, chúng tôi chẳng thấy có từ trường thiền định nào xung quanh nhục thân ấy. Do đó, chúng tôi xác định những nhục thân này được để lại có nhiều cách ướp xác, hoặc để khô giữ không nước, gió thâm thực thì cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Tóm lại, đạo Phật nhìn cơ thể con người là một hợp duyên không có thật, bất tịnh và uế trượt, nên chết là thiêu đốt, không có giữ lại, không coi nó là một vật quý. Vì thế khi Đức Phật và các đệ tử của Ngài tịch đều thiêu đốt, không có vị nào để lại nhục thân. Huyền thoại Ngài Ca Diếp ôm y bác vào núi Kê Túc nhập diệt thọ tưởng định, để chờ Đức Phật Di Lặc ra đời trao y bác cho. Đó là một câu chuyện bịa đặt của các tổ sau này. Đức Phật nhìn các pháp trong thế gian này là vô thường, nên Ngài đâu có cần gì mà trao y bác, chỉ có di chúc, nên lấy giới luật và giáo pháp làm thầy mà tu hành. Đời người khổ là vì luôn chấp mọi thứ, chấp thân, chấp tâm, chấp pháp, để mà chịu khổ với sự lầm chấp đó. Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi. Từ những sự việc đó, Phật giáo Đại Thừa triển khai phần lấy vải thưa che mắt, cho nên có những bài tán tụng ma chay như ngày nay chúng ta đã thấy. Sự lừa đảo này chỉ gạt những người vô minh, chứ những người đã am hiểu Phật giáo chân chánh thì không gạt được. Hầu hết lối tụng niệm ma chay của Đại Thừa đều là lối lừa đảo, che mắt thế gian, chứ chẳng có ích lợi gì, mà làm cho người sống hao tổn tiền của và vất vả trong những ma chay cúng tế. Cầu mà chẳng có gì thì lấy cái gì mà siêu? Thấu rõ được như vậy mới thấy Phật giáo Đại Thừa là một giáo pháp vay mượn của một tôn giáo và phong tục con người, để thỏa mãn sự ngu si của con người đang sống trong thế giới tưởng siêu hình. Chết là sự nối tiếp của luật nhân quả. Hỏi: Kính thưa Thầy, bên kia cõi chết, tử thần đã cướp đi người bạn đời của con. Hiện nay đời sống bỗng trở nên vô vị, cuộc đời đầy tẻ nhạt, chán chường, hạnh phúc đã mất đi không bao giờ trở lại. Người ấy đã đi xa đi mất, số phận duyên nợ chỉ có thế thôi. Nhưng có lúc con cầu mong cho họ được bình an, nhưng con lại thấy có cái gì không ổn đối với họ. Thân tứ đại này có phải là đất, nước, gió, lửa, hợp lại rồi tan đi? Đó là số phận phải không thưa Thầy? Xin Thầy chỉ cho con biết. Đáp: Không có sự sống sau khi chết, mà chỉ có sự nối tiếp của luật nhân quả. Với trí hữu hạn của con người, không thể hiểu thấu được sự tiếp nối của định luật nhân quả luân hồi, nên thấy có sanh và có tử. Sự thực sanh tử là một diễn biến của luật nhân quả, xác định sự vô thường của các pháp trong thế gian này. Các pháp trong thế gian này đều chịu luật vô thường, sanh diệt của nhân quả. Vì thế, không có pháp nào trong thế gian này ra khỏi sự chi phối của luật nhân quả, nên các pháp thường sanh diệt theo chu kỳ tuần tự của định luật, và mỗi pháp phải chịu sự biến dịch. Người bạn đời của con gặp nhau trong duyên nhân quả để trả vay. Giờ hạ huyệt. Hỏi: Kính bạch thầy, khi linh cữu đưa ra khỏi nhà, vào lúc hạ huyệt, có phải xem giờ không thưa thầy? Người mới chết, có cần phải cúng cơm 49 ngày mới thôi không thưa thầy? Đáp, theo sự mê tín lạc hậu của những người xưa, thường sống trong tưởng thức, nên dễ bị ảnh hưởng của sách vở mê tín phi đạo đức của nền văn minh Trung Quốc, cho nên xem giờ tốt xấu rồi mới được chôn cất để không ảnh hưởng xấu đến con cháu sau. Không bao giờ có diêm dương bắt nạt, có ngục tốt la hét mắng chửi, nạt nộ, hành hạ vân vân. Thời đại khoa học hiện đại, sự hiểu biết quá rõ ràng, đâu còn mê tín lạc hậu như những ngày xưa. Chết mà còn mặc những chiếc áo như vậy chẳng có tác dụng gì cả, chỉ là một trò cười lố bịch cho thiên hạ. Bị kinh sách mê tín lừa đảo mà không biết, thật là ngu si hết chỗ nói. Nói thế, chứ tin hay không tin là tùy quý vị. Chúng tôi chẳng có quyền và chẳng có trách nhiệm gì cả trong vấn đề mê tín dị đoan. Mất tiền, mất của là mất của quý vị, chứ chúng tôi chẳng có hao tốn gì cả. Ở đây nói là để cùng nhau suy ngẫm cuộc sống con người, đâu đúng, đâu sai, đâu tà, đâu chánh, đâu thật, đâu giả, vân vân, để cho mọi người sống an vui hạnh phúc, không làm khổ mình khổ người. Đó là tâm nguyện của chúng tôi. Kinh Kỳ Cầu và Điệp Phái. Hỏi: Kính bạch thầy, người tín đồ Phật giáo nào hay đi chùa được cho một quyển Kinh Kỳ Cầu nhỏ bằng bao thuốc lá, để khi chết bỏ vào túi áo mang theo. Khi gặp quỷ sứ tra xét, đưa cuốn kinh này ra, quỷ sứ biết đó là đệ tử của Phật, không tra xét và không buộc tội. Người nào đến chùa được làm lễ quy y Tam Bảo thì được phát cho lá phái hay tờ điệp. Khi chết, một tờ đem thiêu đốt cháy thành tro than, đem bỏ xuống giếng hoặc mang ra sông bỏ. Một tờ xếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết. Một tờ xếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết mang đi. Làm như vậy có đúng không thưa thầy? Mong thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Điệp phái quy y Tam Bảo là do Phật giáo bị phân chia ra làm nhiều bộ phái. Các tổ mới biết số người theo Phật giáo bao nhiêu nên lập ra điệp phái. Khi truyền giáo từ Trung Quốc sang Việt Nam, các tổ Đại Thừa biến tờ điệp phái thành loại giấy thông hành cho người chết. Khi xuống địa ngục, nhờ những tờ điệp phái này mà vua Diêm Vương cùng quỷ sứ giảm khinh tội trạng và sớm được đầu thai. Nếu ai không có giấy này thì không được giảm tội và có thể ở tù chung thân, không được đi đầu thai. Đây cũng là một sự lừa đảo, lường gạt của các nhà sư Đại Thừa để lôi cuốn người khác theo tôn giáo mình. Cũng như thời Pháp thuộc cai trị ở Việt Nam, người dân bản xứ nào được giấy tờ giặc Pháp cấp nhập quốc tịch Pháp thì hưởng mọi quyền lợi và không bị bắt bớ tù tội. Cho nên người nào được làm lễ quy y Tam Bảo là được nhập quốc tịch Thích Ca, và quỷ sứ vua Diêm Vương không hành phạt. Thật là một điều bất công, phi đạo lý. Sống trên dương gian chuyên làm điều ác, chỉ cần có giấy điệp phái của các thầy Đại Thừa hay Phật cấp cho là khỏi bị tù tội. Các nhà Đại Thừa đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín, chuyên lừa đảo lường gạt người khác bằng những điều mê tín lạc hậu, phi đạo đức. Trong khi Đức Phật xác định, kẻ nào giết hại chúng sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu sẽ bị đọa địa ngục. Thế mà các nhà Đại Thừa đi ngược lại lời dạy của Đức Phật là một điều gian xảo. Chỉ cần có giấy chứng điệp là thoát tội địa ngục. Các nhà Đại Thừa lại còn dạy rằng khi trẻ con mới sanh đem vào chùa quy y Phật sẽ không bị tà ma quỷ quái bắt làm cho đau bệnh, hay hoặc trẻ mới sanh đem đến chùa quy y Phật sẽ được mạnh giỏi và không bị đau ốm, nhờ chư Phật phù hộ cho mạnh giỏi. Trên đây là những điều mê tín mà quý thầy trong các chùa thường dạy tín đồ như vậy, để thu hút tín đồ thường đến chùa cúng bái. Chỉ cần dạy bảo những điều mê tín đó là các thầy chẳng tu hành gì, ngồi không mà ăn, ngồi trong mát ăn bát vàng. Khoảng 10 năm gần đây có xuất hiện một loại kinh nhỏ bằng gói thuốc hút, có tên là Kinh Kỳ Cầu. Trong Kinh Kỳ Cầu dạy, nếu có quỷ sứ hay vua Diêm Vương tra hỏi, thì đưa Kinh Kỳ Cầu ra liền mới không bị tra hỏi và được đi tái sanh, không xa địa ngục. Mạng chung số thác quỷ sứ hỏi cầu, đã có kỳ cầu. Diêm Vương tra hỏi, đứng lại mà nói, đã có kỳ cầu. Trang 2, trang 3. Đó là một loại mê tín phi đạo đức. Nếu làm tội lỗi, tức là làm ác, thì chỉ có làm việc thiện mới chuyển hóa được, để thoát khỏi cảnh khổ hay là cảnh địa ngục, chứ không phải có kỳ cầu là tiêu tai thoát nạn. Thật là những tà giáo đại thừa bày nhiều điều phi đạo đức. Kinh kỳ cầu là một loại kinh tà giáo ngoại đạo, mượn danh Phật Pháp để lừa đảo tín đồ Phật giáo làm việc mê tín lạc hậu. Kinh kỳ cầu giống như giấy thông hành của giặc Pháp, cấp cho những người dân bản xứ trong vùng chúng đã chiếm trong thời chiến tranh. Trong kinh này còn dạy, nếu ai có kinh này thì chư Phật mới biết mà cứu độ. Chẳng có kỳ cầu, Phật mới biết đâu, lâm chung cứu độ. Trang 9. Đúng là một loại kinh tà giáo. Chỉ cần cuốn kinh, chứ không phải cần tấm lòng giải thoát. Trong khi ấy, Đức Phật dạy phải ly dục, ly ác pháp thì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tịnh độ hay là cực lạc. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Kinh Pháp Cú. Tự tịnh kỳ ý tức là tâm ly dục, ly ác pháp, tức là tịnh độ hay cực lạc hiện tiền. Làm ác thì phải chịu tội, thọ khổ, thọ tai ương, chứ không có ai cứu mình được. Phải dứt trừ làm các điều ác, thường làm các điều thiện thì vạn tội tiêu trừ, chứ đâu phải tụng kinh mà được vạn tội tiêu trừ. Tụng kinh kỳ cầu, vạn tội tiêu thiên. Trang 4. Họ còn nói, cần mang theo trong người để đi đường, đều có thần nhân ủng hộ lúc sống cũng như khi chết. Bỏ kinh vào ngực áo người chết, kinh bỏ túi áo để mà hộ thân, đi xa về gần, tiên thần ủng hộ. Trang 15. Đến ngày lâm chung, con cháu có lòng, bỏ vào trong ngực, thiên trừ tống thực, Phật độ về Tây. Trang 15. Đấy là những giọng lừa đảo, dối gạt người, khiến cho những người ngu si mê muội tin tưởng. Tóm lại, từ tờ điệp phái biến thành bùa hộ mạng trị bệnh trẻ con, đến giấy thông hành đi đường là một sự lừa đảo của giáo pháp đại thừa mà trong các chùa hướng dẫn Phật tử. Đây là giáo dục tín đồ mê tín lạc hậu để dễ bề móc tiền một cách công khai mà pháp luật nhà nước không bắt tội cướp giật tài sản công dân. Làm điều ác tâm còn đầy đủ tham sân si, nếu được về Tây Phương thì Tây Phương không còn là cực lạc mà là địa ngục, vì bọn người này sẽ về đó trộm cắp lung tung. Kinh này viết ra chỉ gạt người vô minh, người còn lạc hậu, mê tín, chứ làm sao gạt những người tu sĩ chân chánh đệ tử của Phật được. Tại sao vậy? Tại vì toàn bộ đệ tử của Phật được dạy về đạo đức nhân quả, nên không có một giáo pháp mê tín nào lường gạt được. Chỉ có những người chưa học đạo đức nhân quả thì dễ bị kẻ khác lừa đảo. Là một tín đồ Phật giáo, chúng tôi rất đau lòng khi gặp những cuốn kinh này mạo danh Phật giáo, dạy dân gian làm những điều phi đạo đức. Cuối cùng, các con hãy cảnh giác. Tờ điệp phái là một giấy chứng thật các con đã quy y theo Phật, chứ không phải là bùa hộ mệnh và cũng không phải là giấy thông hành. Đó là cách thức lừa đảo của quý thầy đại thừa. Các con nên nhớ, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, tức là không cần phải giấy tờ chứng điệp gì hết. Nếu lòng của các con hướng về Phật, Pháp, Tăng để tìm đường thoát khổ của cuộc đời, thì khi thực hành với tất cả tâm thành, các con sẽ thấy sự giải thoát thật sự. Đó là các con đã quy y Phật, Pháp, Tăng rồi. Đời sau người ta muốn kiểm tra xem số tín đồ Phật giáo đã quy y được bao nhiêu mới bày ra điệp pháp. Tuần Thất hỏi: Kính bạch thầy, khi nhà có người chết, trong chùa quý thầy dạy làm tuần thất cho đến 7 thất, tức là 49 ngày, thường tụng kinh Địa Tạng Vương. Vậy thưa thầy, có lợi ích gì cho người chết và những người còn sống trong gia đình không, thưa thầy? Đáp: Xưa Đức Phật đã không chấp nhận thế giới siêu hình, thì làm gì có linh hồn người chết mà cầu siêu làm tuần thất tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Vương là một loại kinh mê tín của Đại Thừa Giáo, do các tổ biên soạn ra dựa theo sự mê tín của những người dân còn lạc hậu, tin rằng người chết có linh hồn, nên kinh này đặt ra Bồ Tát Địa Tạng xuống địa ngục giải cứu những linh hồn tội lỗi. Nếu ai tụng kinh này và cúng bái tế lễ, sẽ được Ngài Địa Tạng cứu khổ, thoát khỏi vòng lao lý của địa ngục. Khi người mới chết, linh hồn được quỷ sứ bắt về hành tội. Do lúc ông bà ở trên dương thế làm điều ác đức, nên chết xuống địa ngục, bị hành xử đủ mọi cực hình. Nên khi trong nhà có người chết, phải đến nhờ quý thầy Đại Thừa, đến tụng kinh cầu siêu, mà thường là đem kinh Địa Tạng Vương ra tụng, để cầu Ngài cứu họ thoát cảnh địa ngục. Mỗi thất đều có cúng dâng linh hương hoa, trà quả, cùng những thực phẩm bánh trái, cơm canh cúng chư Phật, và cầu Ngài Địa Tạng xuống địa ngục giải cứu. Suốt trong 49 ngày được cúng bái như vậy, thì vong linh người chết sẽ khỏi tội đi tái sanh. Làm như kinh sách Đại Thừa dạy như vậy là một điều phi đạo đức. Nhờ có làm tuần và tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày mà tiêu tội ư? Tức là trong 49 ngày, những người thân còn sống rước thầy tụng kinh và mua lễ vật cúng bái, đây là hành động phi đạo đức. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát bổ nguyện dạy: như có người nào sắp mạng chung, hành thân quyến trong nhà, nếu có vay trả. Khi vay trả xong, thì phải theo định luật nhân quả tiếp tục trả vay sự việc khác. Con không thấu hiểu điều đó, nên tạo thêm nhân quả thương nhớ rằng rịch và trói buộc. Không phải trói buộc với nhân quả của người đã mất, mà trói buộc với nhân quả tương ưng. Lòng thương nhớ của con sẽ gặp nhân quả tương ứng với lòng thương nhớ đó để mà trả vay, vay trả. Còn nhân quả kia, tức là người bạn đời của con, đã trả vay xong thì không còn tương ưng với con nữa. Cho nên, con quá vô minh và điên đảo, đã thương nhớ một nhân quả, để rồi phải gặt lấy một nhân quả khác đang trói buộc, kiết sử. Để kiếp sống đời đời chẳng bao giờ thoát ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi. Con muốn tu hành giải thoát, thì hãy đoạn dứt sợi dây kiết sử này. Sợi dây kiết sử này là con đường tiếp tục sanh tử luân hồi đầy đau khổ mãi mãi. Tình cảm của con người là một sợi dây rất khó bứt. Nếu không thấu suốt được luật nhân quả, thì không bao giờ đoạn sạch được ái kiết sử. Người tu theo đạo Phật thấy ái kiết sử như một con rắn độc. Nó từng đem đến nọc độc khổ đau cho loài người. Con là một con người đang bị nọc độc của ái kiết sử. Một người vợ khóc chồng, một người chồng thương vợ là ái kiết sử. Một người mẹ thương con, một người con thương mẹ là ái kiết sử. Nói chung, tất cả các tình cảm thương yêu nhau là ái kiết sử. Người nào đã bi lụy vì tình cảm yêu thương ấy, trong đạo Phật gọi là đã bị nọc độc rắn nhân quả cắn. Kẻ nào đoạn đứt được nọc độc này là kẻ đó làm chủ rắn độc nhân quả. Nếu không làm chủ được nhân quả, thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ bị nọc độc rắn nhân quả, làm cho ta sống trong cảnh khổ đau, triền miên bất tận. Con cần phải thấu suốt luật nhân quả, để không còn buồn khổ vô ích. Trong luật nhân quả, khi một người mất đi, thì chỉ còn nghiệp lực của nhân quả tiếp tục tái sanh luân hồi, và người bạn đời của con đâu còn cái gì gọi là người bạn của con. Thế nên, sự thương nhớ của con chỉ là nhớ lại một hình bóng ảo tưởng của con mà thôi. Cũng như hiện giờ, trong kiếp sống này, con có bao giờ nghĩ đến thương người bạn đời trong kiếp quá khứ của mình chăng? Chắc điều đó không bao giờ có, phải không con? Cũng như người bạn đời của con đã chết, thì trong kiếp khác, họ đâu có còn nhân quả để mà nhớ đến con nữa. Trong họ chỉ biết kiếp hiện tại của họ mà thôi. Cũng như con bây giờ cũng vậy, chỉ có vô minh điên dại đi khóc nhân quả. Nhân quả có nghĩa lý gì đâu. Nó là những hành động của con rắn độc ái kiết sử. Nó đã làm khổ loài người trên hành tinh này, khiến cho nước mắt của con người còn nhiều hơn nước biển. Trên hành tinh này, duy nhất chỉ có đạo Phật mới dạy con người về lý nhân quả. Không có một giáo phái nào mà dạy chúng ta làm chủ như vậy được. Con đủ phước duyên tu tập, hãy dứt sạch ái kiết sử đó đi. Đừng thương vai khóc mướn nhân quả, chẳng có ích gì mà tự con đã làm khổ lấy mình. Triệu Linh tiếp Linh hỏi: Kính thưa Thầy, lúc lâm chung, theo chúng con nghĩ vong linh vẫn còn trong nhà. Khi mời Thầy cúng đến làm lễ phải triệu vong, tiếp vong rồi mới tụng kinh. Như vậy có đúng không thưa Thầy? Đáp: Theo đạo Phật, khi một người chết, tức là thân tứ đại tan rã. Mà thân tứ đại tan rã thì thân ngũ uẩn không còn sót một thứ gì, nghĩa là tất cả đều hoại diệt sạch, không có vong linh và thần thức nào còn. Chỉ còn lại nghiệp lực của các hành động thiện, ác và nghiệp lực tiếp tục tái sanh luân hồi. Cho nên, đối với Đạo Phật, không có triệu linh và tiếp linh. Vì có linh đâu mà triệu và tiếp. Cái không có người ta tưởng ra cho có, thì đó là mù quáng vô minh. Người Phật tử không nên nghe theo lời dạy vô minh này. Tất cả thế giới hữu hình có con người và vạn vật, cỏ, cây, đất, đá, núi, sông, dưới đôi mắt của Đức Phật, chỉ là những hình ảnh huyễn giả, những cảnh tưởng tri không có thật, thì cái thế giới vô hình làm sao có thật được mà cầu, mà cúng, mà triệu linh tiếp linh. Nếu thế gian này có thật, thì phải có một vật hằng còn. Nhưng dòng lịch sử của loài người chưa chứng minh có một vật gì hằng còn. Tất cả đều hoại diệt theo thời gian. Thời gian. Linh hồn báo mộng. Hỏi: Kính thưa Thầy, trong thời gian từ lúc mới chết đến 49 ngày, người trong nhà thường hay nằm mộng thấy người chết về. Vậy có phải linh hồn người chết về báo mộng hay không? Đáp: Trong nhà có người mới chết, không những 49 ngày, mà còn nói rằng có thể đến mãn tang 2 năm, vẫn còn nằm mộng thấy người chết. Đó không phải linh hồn về báo mộng, mà chính tưởng ấm của người thân trong gia đình. Vì tình cảm thương nhớ người mất, nên tưởng ấm xuất hiện giấc mộng để gặp người thân, chứ không có linh hồn nào cả. Giấc mộng do tưởng thức hoạt động mà thành. Nó thể hiện tình cảm tâm lý và sự ước ao của người sống đối với người chết. Người thân thương nhớ người quá cố thì nằm mơ thấy người chết về. Ước muốn thì sẽ nằm mộng, thấy thành tựu điều ao ước như trúng vé số, hoặc giao cảm nằm mộng, thấy sự việc hay tai nạn xảy đến đều có đúng như thật. Đó là tưởng giao cảm biến thành mộng báo trước, trực giác qua mộng. Còn các loại trực giác khác như trực giác qua thân, máy mắt, hồi hộp tim đập, trực giác qua tâm, tâm lo lắng nghĩ ngợi. Nói về mộng thì quý Phật tử đừng nghĩ rằng có linh hồn người chết, mà hãy biết đó là tưởng thức tự tạo ra bối cảnh theo tâm lý tình cảm của con người rồi nó tự hiện. Chủ khách đều là nó cả. Trong thân ngũ uẩn, nó là tưởng uẩn. Còn gọi về thức thì nó gọi là tưởng thức. Còn gọi về dục thì nó gọi là tưởng dục. Còn gọi về vô minh thì nó được gọi là vô minh tưởng. Và gọi về trí tuệ thì nó gọi là tưởng tuệ. Còn gọi về tri kiến thì nó gọi là tưởng kiến. Còn gọi về tri thì nó gọi là tưởng tri. Tạo điều thiện giúp người chết. Hỏi: Kính thưa Thầy, khi trong nhà có người chết, mọi người đều làm điều thiện cố hồi hướng cho người chết để được siêu thoát. Thưa Thầy, như vậy người chết có được siêu thoát không? Đáp: Theo luật nhân quả, ai làm thiện sẽ hưởng được phước, chứ không thể người khác làm thiện mà mình được hưởng phước. Được phước như vậy là không công bằng. Vì công bằng thì phải tự người nào làm điều thiện thì người đó hưởng. Nên Đức Phật dạy: Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay cho các con được. Lời dạy như vậy tức là đứng trên đạo lý công bằng. Mọi người muốn thoát khổ thì phải tự mình làm điều thiện, chứ không ai làm điều thiện giúp mình được. Như các Phật tử đã biết, vì làm điều ác mà tâm mình phải khổ, còn người khác làm điều thiện mà tâm mình hết khổ sao được. Chỉ có tự mình làm điều thiện thì tâm mình mới hết khổ. Cho nên, có làm điều thiện để hồi hướng cho người chết, thì người chết vẫn thọ khổ, mà người sống làm điều thiện thì người sống hưởng, còn người chết thì không hưởng gì cả. Đức Phật dạy, trên con đường giải thoát ấy, phải độc lộ, độc trình, không ai đi thế cho ai được. Cũng như cha mẹ đau, đứa con có thương cha mẹ cách gì cũng không đau thế cho cha mẹ được. Ngược lại, cha mẹ cũng vậy, dù thương con cách mấy cũng không thay thế sự đau khổ của con được. Đó là định luật công bằng của nhân quả, mà không ai có thể chuyển hóa nghiệp của kẻ khác được. Chiếc áo không che được mắt thánh. Hỏi: Kính thưa Thầy, lúc sống không tu tập trau dồi thiện pháp, không sửa tâm tánh những thói hư tật xấu, sống không nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, luôn luôn tạo khổ cho mình và cho người khác. Đến khi chết, mặc áo lục thù, áo hải hội, có tác dụng gì không? Đáp: Kinh sách Đại Thừa thường soạn viết ra những điều phi đạo đức, sống làm điều ác, gian tham, tật đố, háo danh, tham của cải, tài sản, đủ mọi mánh khóe, thủ đoạn, giết người, cướp của, hại mạng chúng sanh, chẳng chút lòng lành, chẳng biết thương xót ai hết, chỉ biết có mình là trên hết. Đến khi chết chỉ cần mặc áo lục thù hoặc áo hải hội, đi xuống Diêm Đình, không ai bắt tội. Vì quỷ sứ, ngưu đầu, mã diện, ngục tốt đều biết đó là đệ tử của Đức Phật, nên dị tình tha thứ. Đó là một hình thức trong muôn ngàn hình thức lừa đảo, lường gạt tín đồ của kinh sách Đại Thừa. Đối với những người còn nhẹ dạ, non lòng, trình độ hiểu biết còn thấp kém, chịu ảnh hưởng sâu nặng những phong tục tập quán lâu đời, nó đã biến thành thói quen, nên có hữu sự chuyện gì thì cứ theo lời dạy trong kinh sách đó mà làm, chẳng dám ném bỏ. Nhưng dù có biết sai chăng nữa, nếu không làm thì chịu không được, hoặc sợ mọi người lên án hay chê cười bất hiếu, không thông kinh sách thánh hiền. Đạo đức nhân quả là một đạo luật rất công bằng và công lý. Giả thuyết, nếu Đức Phật có làm những tội ác mà đã đi xuống địa ngục, dù có mặc 100 chiếc y, 25 điều, thì luật nhân quả cũng sẽ không tha tội ông, vẫn hành tội đúng như những người khác làm tội ác mà không có chút nào thiên vị. Cho nên, các cư sĩ đừng nghe theo kinh sách Đại Thừa, rồi chừng đó sẽ hối hận, ăn năn không kịp. Đừng lấy giải thưa che mắt thánh, đừng lấy chiếc áo đạo mà che giấu luật nhân quả. Hãy sống đúng luật nhân quả, đừng làm khổ mình, khổ người, thì dù có sống trong cảnh giới nào thì cũng được an vui, hạnh phúc, có chết đi về cõi nào thì cũng là cõi cực lạc thiên đàng, chẳng bao giờ biết sợ đọa địa ngục mà chẳng cận tử nghiệp. Vừa rồi chúng tôi được đọc một cuốn sách tựa đề Sự sống sau khi chết. Đọc xong cuốn sách này, nếu người nào không tu tập theo giáo lý nguyên thủy của Đạo Phật và không có chứng nghiệm pháp hướng tâm thì chắc chắn phải tin rằng có thế giới siêu hình. Toàn bộ cuốn sách, tác giả đã lượm lặt những mẩu chuyện cận tử nghiệp. Tác giả này chưa bao giờ tìm hiểu Phật giáo, và nếu bây giờ có tìm hiểu và nghiên cứu Phật giáo thì ông ta vẫn hiểu lầm lạc, vì một đám mây mù của giáo pháp Đại Thừa đã che phủ và lấp kín lời dạy của Đức Phật. Những mẩu chuyện cận tử nghiệp của bao nhiêu người lâm sàng trên giường bệnh, trong bệnh viện, đều cho đó là trạng thái của cuộc sống sau khi chết. Họ đâu biết rằng, trong thân tứ đại này, khi con người còn sống thì có cả hai thế giới hữu hình và vô hình. Nhưng khi thân tứ đại này chết, thì cả hai thế giới đều diệt. Khi thân này còn sống, cái gì hoạt động trong thế giới hữu hình và cái gì hoạt động trong thế giới vô hình? Khi còn sống, con người hoạt động trong thế giới hữu hình bằng sắc thức. Sắc thức gồm có 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Còn hoạt động trong thế giới vô hình thì chỉ bằng tưởng thức. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sống, làm mọi việc, thì ý thức điều khiển hoạt động do ý căn, tức là bộ óc và thần kinh. Khi ý thức ngưng hoạt động, giống như người đang ngủ, thì tưởng thức hoạt động, sinh ra giấc mộng, hay gọi là chim bao, cũng do ý căn, bộ óc và hệ thần kinh. Cho nên, nếu một người bị bệnh tim, gan, phèo, phổi, vân vân, khi một trong những bộ phận đó ngưng hoạt động, người bệnh được xem như chết, nhưng thực sự chưa chết hẳn. Ý thức ngưng hoạt động, hơi thở dừng, tim không đập, nhưng hệ thần kinh tưởng còn hoạt động, tức là tưởng thức hoạt động, hay là còn chim bao. Giấc chim bao đó mọi người gọi là cận tử nghiệp. Thông thường trong cuộc sống, họ ưa thích làm những điều thiện, điều ác, đi chùa, đi nhà thờ, cúng bái, tụng niệm, ngồi thiền, ước vọng được sanh lên thiên đàng gặp Chúa, được vãng sanh về cực lạc Tây Phương gặp Đức Phật A-di-đà, được thấy hào quang, ánh sáng của chư thiên, chư Phật, Bồ Tát, vân vân. Đó là những người được theo các tôn giáo và được giáo pháp của các tôn giáo ghi những ấn tượng vào đầu óc của họ bằng những hình ảnh Chúa, Phật, ánh sáng, hào quang, hoa sen, thì cận tử nghiệp của họ sẽ thể hiện giấc mộng y như hình ảnh đó. Lợi dụng cận tử nghiệp, Tịnh Độ Tông sử dụng hộ niệm để giúp người sắp chết thực hiện giấc mộng trực giảng Tây Phương. Tịnh Độ Tông nghĩ rằng nghiệp cuối cùng hay là cận tử nghiệp có thể thực hiện được những ước ao và ý nguyện của con người lúc còn sống. Đó là về phần của những người có tôn giáo. Còn những người không tôn giáo thì cận tử nghiệp thực hiện giấc mộng theo tâm ham muốn danh lợi, thương yêu, mến tiếc, giận hờn, tức tối, thù hận, căm ghét, la hét, sợ hãi, vân vân. Đó là những điều làm ác. Ngược lại, làm thiện thì cũng thấy cảnh vui tươi, hoan hỷ, sung sướng, vân vân. Vì huân tập thành thói quen hay là nghiệp lực, lúc sắp chết, tưởng thức hoạt động tựa như giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao chỉ có 6 thức ngưng hoạt động, còn toàn bộ cơ thể đều hoạt động bình thường. Người sắp chết cũng ở trong trường hợp này. 6 thức ngưng hoạt động là do một tạng phủ nào bị hư hoại, không hoạt động được, chứ không giống như người ngủ chiêm bao. Khi tưởng thức hoạt động, người ta thấy mình xuất hồn ra khỏi thân và thấy thân đang nằm trên giường bệnh. Các y bác sĩ đang làm hô hấp, cứu chữa. Lúc bấy giờ, duyên năm uẩn chưa phân ly nên tưởng thức hoạt động. Bệnh nhân như nằm mộng, thấy hào quang, ánh sáng, chư thiên thần, chư tiên, chư Phật, chư Bồ Tát, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Quỷ Sứ, Ngưu Đầu, Mã Diện, Vua Diêm La, vân vân. Nhờ hô hấp cứu chữa của y bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại, giống như một giấc mộng, và kể lại cho người thân nghe và cho rằng chắc chắn có sự sống sau khi chết. Con người không ngờ, đó là một hình bóng do tâm ước muốn mà tưởng thức thể hiện qua giấc mộng. Nếu thực sự 5 duyên ngũ uẩn phân ly, tan rã, thì chẳng còn gì là của ta nữa hết, chỉ còn lưu lại nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi cũng theo vô minh, tương ưng với vô minh theo hành động nhân quả của kẻ khác mà tái sanh, luân hồi kiếp khác. Cứ mãi mãi như vậy, trôi lăn trong dòng nước nghiệp muôn kiếp muôn đời. Tóm lại, con người từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả và chết trở về nhân quả. Chẳng có thế giới siêu hình, chẳng có đấng tạo hóa nào cả, chẳng ai sanh ra chúng ta cả, và cũng chẳng có ai ban phước giáng họa cho ta được. Nếu chính chúng ta biết dừng dòng nước nghiệp, thì tất cả tai nạn, bệnh tật, đau khổ và sự tái sanh luân hồi đều chấm dứt. Tại sao người chết phải đậy mặt? Hỏi: Kính thưa Thầy, trong lúc nhà có người chết, tại sao lại phải phủ mặt? Theo con nghĩ, khi người chết, có người mặt trắng, có người mặt xám, có người mặt vàng khè. Như thế, tướng trạng của gương mặt thay đổi theo nhân quả của từng người, phải không thưa Thầy? Cho nên phải đậy mặt lại để cho người sống đỡ sợ hãi, phải không thưa Thầy? Đáp: Theo phong tục của dân tộc Việt Nam, khi có người chết đều có tục lệ đậy mặt. Nhưng sách phong tục tập quán Việt Nam do Toàn Ánh biên soạn cũng không nói đến tục lệ đậy mặt người chết. Trong kinh sách Phật giáo cũng không có dạy điều này, nhưng có dạy về cận tử nghiệp, tức là nghiệp lực trước khi chết. Khi một người vừa tắt thở, các duyên trong thân ngũ uẩn chưa phân tán, tức là chưa hoại diệt. Lúc bấy giờ, họ đang trải qua một giấc mộng. Giấc mộng đó báo cho biết đây là nghiệp cuối cùng của họ trong kiếp này chuyển sang kiếp mới. Giấc mộng đó cũng thể hiện một nghiệp lực, do huân tập nhân quả trải dài thời gian của một kiếp con người. Chính nghiệp lực này đưa người ấy tiếp tục tái sanh kiếp mới của con người, khi giấc mộng này vừa tan biến. Giấc mộng này vừa tan thì thân tứ đại cũng vừa dừng hẳn, nghĩa là thân tứ đại này không còn phục hồi lại được nữa. Trong thời gian nằm mộng thì gương mặt người chết biểu lộ qua màu sắc, hoặc những nếp nhăn, cao có, hung dữ, hoặc hân hoan, vui mừng, hiền lành, vân vân. Đúng như con đã nghĩ, người chết có khi mặt trắng bạch, có khi vàng khè, hoặc có khi xám xịt, vân vân, rồi trở lại bình thường giống như người đang ngủ. Không phải chỉ có sự thay đổi màu sắc và nếp nhăn, mà còn nhiều tướng trạng hiện trên gương mặt ghê sợ như trợn trừng mắt, há hốc miệng, miếm chặt môi, cắn răng như giận dữ, hoặc le lưỡi, hoặc nói lặp bập trong miệng, có khi cười, có khi khóc, có khi gương mặt biểu lộ ra sự sợ hãi, cũng có khi gương mặt biểu lộ ra sự hân hoan, vui mừng. Và cuối cùng, giấc mộng cận tử nghiệp tan biến, thì gương mặt kia trở lại bình thường như người đang ngủ. Nên tục lệ đậy mặt người chết có lẽ để cho người sống đỡ sợ. Vậy xin những bậc trí giả, các bậc trưởng lão cao niên hiểu và biết rõ phong tục tập quán này xin mách dùm, chớ trong giáo lý của đạo Phật không có dạy điều này. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn trước. Tại sao phải trói buộc tay chân người chết? Hỏi: Kính thưa Thầy, tại sao người chết phải buộc tay chân vào hai bả vai? Đáp: Theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, có rất nhiều truyền thống mê tín dị đoan kỳ lạ theo từng vùng địa phương. Đây cũng là một phong tục tập quán ở miền Bắc cũng như ở miền Nam. Khi nhà của người chết thì người ta nhốt mèo lại hết. Những ông bà xưa dạy, khi trong nhà của người chết không cột tay chân vào bả vai thì sẽ bị quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng tức là những linh hồn người chết oan ức, chết bất đắc dĩ, chết tức tối, chết không kịp trăn trối gì cả. Những linh hồn người này không đi đầu thai được, sống vất dưỡng theo đình, theo miếu, theo cây cao bóng mát. Thấy người nào hạp với họ thì bắt bệnh đau. Thấy người nào chết mà hơ hỏng không chịu cột tay chân thì nhập vào, khiến cho thầy ma bật dậy chạy điên khùng. Đụng vào người nào thì người đó cũng chết theo. Khi đụng như vậy, dù vào người hay cây cối thì cây ma cũng bật té chết trở lại. Do đó người ta sợ trường hợp này xảy ra nên mới cột tay chân vào bả vai, để tránh trước tai họa cho gia đình và những người khác. Trong miền Nam, khi nhà của người chết, người ta không cột tay chân người chết lại, mà lại nhốt mèo, vì trong những con mèo sẽ có con mèo gọi là linh miêu. Nếu con mèo này nhảy ngang qua thây người chết, thì thây ma đứng dậy, chạy và đụng ai thì người ấy chết. Cho nên có người chết trong nhà đều nhốt mèo lại hết. Bây giờ không còn tục lệ đó nữa. Trong kinh sách nguyên thủy của Phật giáo không có dạy những điều này. Thường dạy làm những điều thiện, tránh xa những điều ác và đập phá những điều mê tín dị đoan, nhất là xóa bỏ thế giới tưởng siêu hình, hoàn toàn không chấp nhận. Cho nên những gì mê tín dị đoan do các phong tục truyền thống của dân gian có tính cách mơ hồ, trừu tượng, không thực tế thì Đức Phật nhẹ nhàng uốn nắn. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, ta phải nương theo trí tuệ Phật, quán chiếu cái gì đúng, cái gì sai để lần lượt dẹp bỏ, cho cuộc sống bớt rườm rà và phiền toái. Vì những tục lệ không lợi ích thiết thực, nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta càng vô minh và càng lạc hậu hơn. Nếu cuộc đời còn chấp nhận những điều mê tín lạc hậu, còn mang đầy ắp những truyền thống của tổ tiên mơ hồ, trừu tượng, có tính cách vô lý mà không chịu dứt bỏ, vẫn cứ mang cõng trên vai, trên cổ mãi, không chịu bỏ xuống, thì quả là người đó quá u mê, vô minh và lạc hậu, không tiến bộ theo kịp thời đại khoa học đang hiện đại hóa cuộc sống loài người. Thầy tụng. Hỏi: Kính thưa Thầy, các cư sĩ tại gia ngày nay học hỏi kinh sách Đại Thừa dạy về tán tụng, cúng bái làm Bồ Tát hạnh. Các vị ấy tự xem mình tài giỏi hơn ai hết, hơn cả các thầy ở trong chùa nữa. Thưa Thầy, như vậy có đúng không? Đáp: Đại Thừa chế ra Bồ Tát giới để cho hàng cư sĩ thọ giới Bồ Tát làm việc từ thiện, giúp mọi người cúng bái tế lễ. Đó là một hình thức của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo chia người Bà La Môn làm 3 giai đoạn. 1. Bà La Môn giáo còn nhỏ thì phải học tập thông suốt kinh điển cúng bái tế lễ. Đây là giai đoạn học tập. 2. Bà La Môn giáo trung niên chuyên cúng bái tế lễ, sống ăn mặc như người thế tục, giống như cư sĩ bây giờ, gọi là phạm chí. Đây là giai đoạn làm từ thiện, tức là Bồ Tát hạnh. 3. Bà La Môn giáo tuổi già, bỏ nhà cửa, gia đình thân quyến, xuất gia đi tu, nhưng đầu không có cạo. Đây là giai đoạn tu hành của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ tụng niệm, cúng tế, làm Bồ Tát hạnh là Bà La Môn tụng niệm. Cho nên hình thức tổ chức của Đại Thừa là của Bà La Môn giáo. Người cư sĩ hành nghề cúng tế niệm tụng là một